Đạo tử, Thư Hàng tiểu hữu nói hắn không có vấn đề. 8. Năm Nhậm Thiên Đạo đã thành không hề có tình cảm truyền lời ống. Nhưng 33 không biết Bạch Phong ấn trận cộng mộng giới thế giới thụ, vẫn như cũ không đủ a. Bạch Tiền Bối gõ gõ chính mình huyệt Thái Dương nói, chúng ta còn cần áp trận đồ vật mới được. Nói, Bạch Tiền Bối nhìn phía Bạch Mã. Bạch Mã nhẹ gật đầu, sau đó nó ngửa đầu chính là một trận tê rít gào. Đạo tử, Thư Hàng tiểu hữu nói, Bạch Mã Tiền Bối nói, nó không có vấn đề. Gần nhất nó tương đối nhàn, có thể tự mình tới ép phong ấn trận trận nhãn. Nhưng là, tình trạng của nó rất đặc thù, không thể tại hiện thế bên trong lưu lại thời gian quá dài. Cho nên, nó cần phải có một cái ký thác nó đồ vật. Bạch Tiền Bối vô. Tống Thư Hàng tại Thái Cổ ngôn ngữ cùng Viễn Cổ ngôn ngữ bên trên không có thiên phú, nhưng hắn tại một chút thiên môn tiểu ngữ chủng bên trên, đặc biệt có thiên phú. Bạch Mã cái kia vài tiếng gào rít, vậy mà có thể hiểu được ra một đoạn như vậy lời nói đến. Ký thác, muốn cái gì? Bạch Tiền Bối hỏi. Bạch Mã nghe vậy, lập tức đứng thẳng người lên. Đừng cho ta bày ra cái kia đáng chết tư thế. Bạch Tiền Bối vô cảnh cáo nói. Bạch Mã hai vó dừng tại giữ không trung. Một lát sau, Bạch Mã duỗi ra móng, chỉ hướng Bạch Tiền Bối vô kim đại thối. Nếu như muốn ký thác chi vật, không còn có so Bạch U kim đại thối càng thích hợp đồ vật. Mà lại, đầu này kim đại thối là đã từng thiên đạo Bạch vô số lần thí nghiệm siêu thoát kế hoạch vật thí nghiệm, trong đó ẩn chứa thiên đạo Bạch rất nhiều huyền bí. Có nó, lại thêm thiên đạo Bạch tự tay mân mê ra không biết Bạch 1 đến 33 hào phong ấn trận cộng hiện thế Bạch bởi vì áp lực mà mân mê ra mộng giới thế giới thụ. Trong thời gian ngắn, hoàn toàn đủ để áp chế đen nhánh mặt trời. Cũng không cần áp chế thời gian quá dài. Cảm giác có cái 20-30 ngày nữa, cũng liền đủ. Bạch Tiền Bối. Lúc này, hắn thật muốn cho Bạch Mã một cước. Ngươi coi đùi ta là cái gì? Luôn luôn nhớ ta đùi. Nếu không phải ta đầu này đùi đã lắp không quay về, ta sao lại cho các ngươi dò ngó nó cơ hội? Bạch Mã đối Bạch nháy nháy mắt, cùng sử dụng móng ngựa trong hư không hỏa. Nó viết không phải Thái Cổ ngôn ngữ hoặc Viễn Cổ ngôn ngữ, mà là một loại chỉ có nó cùng Bạch nhận biết văn tự, chỉ thuộc về lúc trước thiên đạo Bạch văn tự. Bên cạnh người đều không biết nó đang viết gì. Bạch U U ánh mắt xuyên thấu qua kim đại thối, tại vậy được văn tự bên trên liếc qua. Một lát sau, cho ngươi mượn, Bạch Tiền Bối thanh âm tựa như là đang cắn răng nghiến răng, hắn cảm giác mình đời này, đều bị thiên đạo Bạch ăn gắt gao. Rõ ràng đều là cùng cái bản nguyên dọc theo người ra ngoài hai cái khác biệt cá thể, vì cái gì luôn luôn hắn tại ăn thiệt thòi. Bạch Mã nghe vậy, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, cười giống một cái ngây thơ hài tử. Bạch Tiền Bối thở dài, đối đạo tử nói, như vậy, chúng ta trước hết thử một chút đi. Đạo tử đạo hữu, ngươi trước tiên ở bên cạnh hiệp trợ, nếu như nửa đường ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi cũng tốt lập tức bổ cứu. Lại nói. Thân là hủy diệt cùng phá hư cửu u chúa tể, vì cái gì hắn không phải như thế phí hết tâm tư cứu vớt thế giới. Cửu u chúa tể cứu vớt thế giới, câu nói này nghe liền họa phong vặn vẹo. Không có vấn đề, tạ ơn các vị bạch đạo hữu ở thời điểm này xuất thủ tương trợ. Ta sẽ lợi dụng thiên đạo quyền hạn, tùy thời bổ cứu. Nếu như có thể tạm thời đem ra hỏa này một mực phong ấn, liền tốt. Đạo tử đáp. Nếu như mấy vị này bật hách bạch đạo hữu thật có thể đem đen nhánh mặt trời tạm thời phong ấn thỏa đáng, vậy hắn liền có thể chống đi tay đến, tại chư thiên vạn giới bố trí một chút chuẩn bị ở sau tỷ như điên cuồng đi cường hóa một chút công đức võng lạc, bố trí một chút phụ trợ công đức võng lạc công đức chi lực tiết điểm. Nếu như thời gian đầy đủ, hắn còn hy vọng có thể nghiên cứu một chút khắc chế bất hủ đen nhánh mặt trời hạt sát truyền nhiễm phương án. Vừa vặn. Trong tay hắn có đen nhánh mặt trời trước đó truyền cho hắn nửa cái hành tinh virus ban đầu phiên bản, thoáng chỗ sâu nghiên cứu một chút, lại chế tạo ra áp chế virus truyền nhiễm tốc độ phương án, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Đạo tử đã tại vì tương lai tính toán. Hắn muốn đánh một cái chênh lệch thời gian. Tại hắn cái này 8, năm nhậm thiên đạo sụp đổ về sau, đến tân thiên đạo kế nhiệm trong khoảng thời gian này, tranh thủ có thể đem đen nhánh mặt trời gắt gao đặt tại trong phong ấn. Đừng để nó nhảy ra gây sự. Nếu như đối phương tại thứ 9 thiên đạo tiền nhiệm trước đó, liền phá phong mà ra, đạo tử hy vọng chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau, có thể làm bá tống đạo hữu tranh thủ thời gian. Trước đó, đen nhánh mặt trời cũng đã nói, thứ 9 thiên đạo là phi thường đặc thù một nhiệm kỳ thiên đạo. Vị này thiên đạo, chính là thế giới chuyển hướng.
Như thế mấu chốt một nhiệm kỳ thiên đạo, đạo tử hy vọng có thể để bá tống đỉnh lên. Hắn tin qua bá tống. Mà lại, người hắn quen biết bên trong đã không có người so bá tống càng thích hợp. Kỳ thật, lúc đầu Xích Tiêu Tử đạo trưởng là cái phi thường thích hợp hạ nhiệm thiên đạo hậu tuyển. Muốn thực lực có thực lực, tri thức uyên bác, tính cách cũng tốt. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Xích Tiêu Tử đạo trưởng lúc, đạo tử thậm chí cảm giác đối phương khí chất cùng mình sư phụ Nho Gia Thánh Nhân có mấy phần rất giống. Đều là loại kia phi thường đáng tin tồn tại. Đáng tiếc, Xích Tiêu Tử đạo trưởng chí không tại thiên đạo, hứng thú của hắn là bồi dưỡng một tôn thiên đạo gia. Mà trừ Xích Tiêu Tử đạo trưởng bên ngoài mấy vị khác người quen, hoặc là vô tâm thiên đạo, hoặc là trong tính cách có thiếu hụt. Cố lên a, bá tống. Đạo tử tại nội tâm vì Tống Thư Hàng chúc phúc. Giới sau thiên đạo thực tế quá trọng yếu, vừa tiền nhiệm chỉ sợ cũng phải đối mặt đen nhánh mặt trời hủy diệt thế giới kế hoạch. Trách nhiệm phi thường trọng đại. Thậm chí vận khí không tốt, đen nhánh mặt trời nếu như sớm phá quan mà ra. Mà hắn lưu lại chuẩn bị ở sau lại tác dụng không lớn, cái kia hạ nhiệm thiên đạo tiền nhiệm trước, chính là địa ngục cấp hình thức bắt đầu. Chỉ sợ vừa đời trước, liền phải đối mặt một cái sụp đổ chư thiên vạn giới. Không chỉ có muốn đánh chênh lệch thời gian, còn phải cho bá tống đạo hữu cường hóa cơ hội. Tranh thủ đem hắn bằng nhanh nhất thời gian đẩy lên thứ 9 thiên đạo vị trí. Đạo tử thầm nghĩ trong lòng. Như vậy, bắt đầu hành động đi. Đạo tử đạo hữu, để Thư Hàng từ nhập mộng trạng thái bên trong lui ra ngoài. Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Trong bất chi bất giác, Bạch Tiền Bối thành tiếp xuống hành động người phụ trách, chỉ huy đại cục. Không có vấn đề, thân là thiên đạo đạo tử, lại giống như là cái người thi hành. Tống Thư Hàng bá giới bên trong. Nguyên cự nhân tiểu hành tinh hiện tại đã thành bá tinh, cùng Thái Dương thuyền làm bạn, lẫn nhau xoay chậm chậm. Tống Thư Hàng lưu luyến không rời từ nhập mộng trạng thái bên trong kết thúc. Thiên đạo tầm nhìn thật là một cái đồ tốt. Nhập mộng thiên đạo lúc, lấy thiên đạo ánh mắt quan sát chư thiên vạn giới, mỗi một phút mỗi một giây, đều có thể thu hoạch được không tưởng tượng nổi lĩnh ngộ. Nếu như còn có cơ hội lại nhập mộng một lần đạo tử tiền bối liền tốt. Chờ chút, ta có lẽ thật đúng là có cơ hội, lại nhập mộng một lần đạo tử tiền bối. Tống Thư Hàng nhớ tới cái kia lão bá Tống. Nếu như lão bá Tống là tương lai hắn, vậy liền đại biểu cho tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ còn nhập mộng một lần đạo tử tiền bối chứng đạo bất hủ trạng thái, lại lấy thiên đạo thị giác quan sát một lần chư thiên vạn giới. Tập trung vào, Thư Hàng. Không biết bạch số 33 lên tiếng nói. Tại, Tống Thư Hàng lấy lại tinh thần. Lúc này, tại bên cạnh hắn xoay tròn lấy ba bộ 33 thú tổ hợp pháp khí. Trong đó có một bộ khí chất thành thục, là thiên đạo bạch lưu cho bạch tiền bối bộ kia. Mặt khác có hai bộ, sinh động không được. Nghịch kình khí linh tiểu tiên tử dẫn đầu, sau lưng có 65 tiểu quang cầu, đi theo khí linh tiểu tiên tử đại tỷ đầu sau lưng xoay tròn lấy. Đi thôi, Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái khí linh tiểu tiên tử. Khí linh tiểu tiên tử khéo léo gật đầu, nàng duỗi ra ngón tay, chỉ hướng phía dưới không biết bạch 1 đến 33 hào đại trận. Sau một khắc, ba bộ tổ hợp pháp khí, hướng phía dưới trận pháp độn đi, dung nhập trong đó. Liền Tống Thư Hàng trên tay phải nghịch kình quyền sáo cũng rụng xuống. Mất đi quyền sáo bảo hộ về sau, Tống Thư Hàng giám định bí pháp liền có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Phía dưới, truyền đến một tôn không biết bạch tiếng kêu gọi. Đi lên, Tống Thư Hàng toàn lực vận chuyển thể nội tiên nguyên. Trường sinh giả cấp lực lượng. Thôi động tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, sau đó, có tam thập tam thú hư ảnh hóa thành thực chất, hiển hiện sau lưng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thánh viên ban đồng ca lại tăng thêm 33 tôn trợ lực. Tại pháp khí, công pháp, phòng ấn trận cộng minh bên dưới, toàn thể không biết bạch cổng trận pháp, bị toàn bộ di chuyển, hướng phía đã sớm mở tốt cổng không gian đối diện mộng giới độn đi. Tại đối diện, bạch tiền bối buông ra đối kim đại thối khống chế. Bạch mã hóa thành một đạo quang ảnh, ký thác đến đầu này đùi bên trong. Kim đại thối bay lên, hạ xuống phong ấn trận pháp hạch tâm chỗ, trở thành áp trận chi vật. Nhưng cường hóa còn không có kết thúc. Bạch tiền bối khống chế thế giới thụ, điều động mộng giới giới chủ quyền hạn cùng lực lượng, ra chỉ tại phong ấn trận bên trên. Thành sao, Tống Thư Hàng trở lại mộng giới, nói khẽ. Hắn mất đi găng tay tay phải trong hư không lung lay, trong lúc mơ hồ tản ra yếu ớt quang huy.
theo bá tống trên tay phải vô ý thức tán phát hào quang nhàn nhạt, không gian chung quanh tựa hồ cũng biến thân thiết. Tường kép không gian bên trong, nguyên bản bởi vì thiên đạo. Đạo tử bạo trùy đen nhánh mặt trời mà sao động linh lực, đều trong lúc lặng lẽ bị vuốt lên, thân mật bao phủ tại bá tống bên cạnh thân. Lại thêm lúc này Tống Thư Hàng trên đỉnh đầu, còn mang theo một vòng trường sinh giả trăng tròn, tản ra ánh sáng ôn nhu. Cái này khiến hắn vừa ra trận, liền tự mang một loại ôn nhu bầu không khí tô đậm. Loại này lặng yên ở giữa biến hóa, thoải mái im ắng. Đồng thời, theo Tống Thư Hàng di động, loại này thoải mái còn đang không ngừng khuếch tán. 3. Lúc này, nơi xa đột nhiên một cái tiểu cầu trạng đồ vật hướng Tống Thư Hàng bay tới. Hắn vô ý thức liền đưa tay tiếp được cái này tiểu cầu. Sau một khắc, hắn cái kia có chút lấp lóe tay phải liền lại bị kích hoạt một loại khác bí pháp. Bị phong ấn hamster hào, từ bạch tiền bối tự mình xuất thủ phong ấn, che đậy thiên đạo bất hủ tin tức xung kích. Bạch tiền bối kim đại thối cho mượn bạch mã đi áp trận nhãn, không cách nào lại chiếu cố hamster hào. Cho nên hắn liền đem hamster hào ném cho Tống Thư Hàng, giao cho hắn đến bảo hộ cùng có thể đem sủng vật nuôi chết hiện thế A Bạch khác biệt, bạch tiền bối có thể là nuôi sủng tay thiện nghệ. Nha, là hamster hào A, Tống Thư Hàng tiếp nhận cái này năng lượng tiểu cầu. Hiện tại hắn giám định hamster hào lúc, trả ra đại giới căn bản không phát hiện được. Đừng nói là đau đớn, tự liền giám định cần giao ra năng lượng đều gần như tại không. Trường sinh giả đại lão cảnh giới, chính là như thế vô tình. Bất quá, may mắn mà có bạch tiền bối đem hamster hào đưa tới. Tống Thư Hàng tay phải nắm lấy hamster hào năng lượng tiểu cầu nói. Nếu không, hắn giám định bí pháp ở vào kích hoạt trạng thái. Vạn nhất giám định đến giờ tin tức khổng lồ đồ vật, liền sẽ rất đau. Xem ra, phải dành thời gian, tìm chút thời giờ luyện tập bên dưới khống chế giám định bí pháp chốt mở. Tống Thư Hàng lại nói. Bây giờ hắn đã tấn thăng trường sinh giả cảnh giới, chỉ cần tìm chút thời giờ đi suy nghĩ một chút, hẳn là có thể triệt để nắm giữ giám định bí pháp thu phát, chỉ ít để nó sẽ không lung tung tự chủ kích hoạt. Thân là trường sinh giả, còn không cách nào tự nhiên khống chế một cái pháp thuật. Há không mất mặt. Việc này cũng phải ghi đến bản ghi nhớ bên trên, còn phải đánh dấu cái tinh, họa trọng điểm. Sau đó, Tống Thư Hàng đưa tay đem hamster hào phóng tới đỉnh đầu của mình, tóc của hắn ngưng tụ ra hai con bàn tay nhỏ bộ dáng, như lá cây đồng dạng, đem hamster hào nâng. Lại nói, nếu như lại đến cái tiểu cầu phong ấn, điệp ra tại hamster hào cầu bên trên, ta liền có thể biến thành anh em hồ lô. Tống Thư Hàng hài lòng nhẹ gật đầu. Làm gì đâu, làm trang trí a. Sở các chủ ngốc mau nói gần nhất Tống Thư Hàng vô luận thứ gì, đều nghĩ lấy hướng trên đầu thả, chen vị trí của nàng. Tống Thư Hàng sững sờ, đưa tay chớp chớp đỉnh đầu ngốc mau, sở tiền bối, ngươi làm sao vẫn còn ở đó. Vọng Thiên, ta quên đưa ngươi tháo xuống. Tới này mộng giới tường kép trước đó, bởi vì biết sau đó phải thấy đạo tử tiền bối thiên đạo chân thân, cho nên hắn đem trên người mình một chút ngoại bộ vật trang sức đều lấy xuống. Bia đá đạo hữu, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, da đen tử, tạo hóa tiên tử. Chỉ có thân là đạo khí cửu tu Phượng Hoàng đao bị mang theo tới. Xích Tiêu kiếm cùng công đức xà mỹ nhân thì lưu tại Cửu Châu Nhất Hào quần niên hội sân khấu dâng tấu chương diễn nuốt kiếm. Kết quả tiếp một vòng, lại đem sở các chủ ngốc mao quên mất. Chủ yếu là sở các chủ ngốc mao ở trên người hắn quá lâu, Tống Thư Hàng đều đã coi nàng là thành chính mình ngốc mao. Sở tiền bối, ta trước đưa người trở về đi. Tống Thư Hàng đưa tay, chuẩn bị đem sở các chủ ngốc mau lấy xuống. Sở các chủ ngốc mau linh hoạt tránh đi Tống Thư Hàng đại thủ, lên tiếng nói, trước đừng. Ta muốn đi nhìn một chút đạo tử. Trước đó Tống Thư Hàng không có đưa nàng từ trên đầu lấy xuống. Nàng cũng tận lực không có nhắc nhở, cũng là bởi vì trong lòng nàng có việc, muốn gặp đạo tử. Tống Thư Hàng, thấy đạo tử tiền bối. Sở các chủ. Người đây là dự định mượn cơ hội sẽ tiến vào lâu dài trạng thái ngủ lười biếng. Vốn cho rằng sở các chủ đã từ bích thủy các lười biếng trạng thái thối lui ra khỏi, hiện tại xem ra, nàng còn muốn lấy trở lại cái kia cá ướp muối trạng thái. Người đang loạn tưởng cái gì đâu? Sở các chủ ngốc mau dùng sức tại Tống Thư Hàng sọ não bên trên quất một roi. Tống Thư Hàng sờ lên sọ não, ta không nói gì à? Mặt đâu? Sở các chủ trả lời, ta muốn gặp mặt đạo tử. Sau đó muốn hướng hắn hỏi một vấn đề. Trong thanh âm của nàng, tràn đầy vẻ kiên định. Tống Thư Hàng nghe vậy,
có chút dừng lại. Một lát sau, hắn nói khẽ, vẫn là ta đến hỏi đi. Nói, hắn đưa tay nắm lấy đỉnh đầu Ngốc Mao, đưa nàng từ trên đầu mình rút ra, lần này hắn dùng chính là tay trái, có bạch tiền bối may mắn gia trì. Sở các chủ trả lời, người lại không biết ta muốn hỏi cái gì. Yên tâm đi, ta biết. Tống Thư Hàng ôn nhu nói, ngươi tại đầu ta đỉnh cắm dễ lâu như vậy. Các chủ ngươi muốn hỏi đạo tử tiền bối vấn đề gì, trong lòng ta lại biết rõ rành rành. Mà lại, ngươi có thể hỏi đạo tử tiền bối vấn đề, lật qua lật lại cũng liền như vậy một cái. Sở các chủ Ngốc Mao. Cái này đột nhiên ôn nhu Tống Thư Hàng, không khỏi để nàng nhớ tới cái nào đó vụn gỗ cặn bã. Những thứ này họ Tống ra hỏa, cuối cùng sẽ tại thời điểm mấu chốt, đột nhiên xuất hiện ôn nhu. Đây chẳng lẽ là họ Tống Thiên Phú? Tống Thư Hàng cầm Ngốc Mao, tiếp tục nói, ngươi trực tiếp tiếp xúc đạo tử tiền bối, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Liền xem như trường sinh giả cảnh giới, nhận bất hủ tin tức xung kích, vẫn như cũ sẽ lâm vào dài rằng giặc ngủ say. Liền xem như ta, cũng không nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đưa ngươi tỉnh lại. Mà lại, ngươi cùng đạo tử tiền bối ở giữa lại không có gì giao tình. Cho nên, liên quan tới Bích Thủy các sự tình, vẫn là để ta tới hỏi đi. Đạo tử tiền bối, chí ít cũng sẽ cho chút thể diện, trả lời ta đặt câu hỏi. Sở các chủ Ngốc Mao trầm mặc lại. Tống Thư Hàng, vậy mà thật biết nàng muốn hỏi cái gì, cũng hiểu ý nghĩ của nàng. Cái này cùng ngày thường Tống Thư Hàng họa phong, thật chênh lệch thật lớn. Sở các chủ muốn gặp một lần đạo tử, muốn hỏi sự tình. Hoàn toàn chính xác chỉ có Bích Thủy các sự tình. Muốn hỏi một chút thiên đạo có hay không thủ đoạn, có thể để cho Bích Thủy các đạt được giải thoát. Theo lý thuyết, sở các chủ đã đem Bích Thủy các cái này chấp niệm chia ra đi, phân liệt cho sở, từ sở toàn quyền phụ trách. Nhưng tình cảm loại vật này, cũng không phải đơn thuần số liệu, có thể từ một cái bàn sạch sẽ chia cắt đến khác một cái bàn. Nhưng là, sở tiền bối, cho dù là thiên đạo, cũng không phải không gì làm không được. Cho nên, người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Hắn là dùng thiên đạo tầm nhìn nhìn qua chư thiên vạn giới nam nhân, cho nên biết thiên đạo mặc dù gần như không gì làm không được, nhưng cũng chỉ là gần như. Sở các chủ Ngốc Mao thấp giọng đáp. Như vậy, sở tiền bối ngươi đến hạch tâm thế giới chờ tin tức của ta đi. Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng vẩy một cái, đem sở các chủ Ngốc Mao cũng đưa vào đến hạch tâm thế giới. Đón lấy, Tống Thư Hàng chân đạp hư không, bộ bộ sinh liên, hướng về bạch tiền bối đoàn bước đi. Tới, Thư Hàng, hiện thế bạch tiền bối hướng hắn vẫy gọi. Theo bạch tiền bối động tác, Tống Thư Hàng tay trái cũng bắt đầu hiện sáng lên. Tống Thư Hàng bản thể đến về sau, bạch tiền bối cái này tồn tại, mới chính thức hoàn chỉnh. Bạch tiền bối nguyên thần tay trái, còn hình chiếu tại Tống Thư Hàng khuỷu tay trái bên trong. Cho nên, mãi cho đến Tống Thư Hàng bản thể đi vào cái này mộng giới tường kép không gian, tiến vào bạch tiền bối đội tin tức tiếp thu phạm vi về sau, một cái chân chính trên ý nghĩa hoàn chỉnh bạch tiền bối, mới tính tập hợp đủ. Tập hợp đủ một cái hoàn chỉnh A bạch, có phi thường đặc thù ý nghĩa. Liên cùng sáu trang là muốn tập hợp đủ hợp bộ mới có thể phát huy lớn nhất ẩn tàng thuộc tính là một cái đạo lý. Tống Thư Hàng thấy mình tay trái tỏa sáng, liền giơ tay trái lên nói, bạch tiền bối, cần đem cái tay này trước trả lại ngươi sao? Không cần, ngươi đứng ở nơi đó là được. Bạch tiền bối điềm tĩnh đáp. Được Tống Thư Hàng đứng ở bên cạnh, mở ra đứng ngoài quan sát hình thức. Phong ấn không phải hắn am hiểu sự tình. Mà đứng ngoài quan sát thì là hắn am hiểu nhất sự tình. Người cũng nên học được đi làm mình am hiểu sự tình, tránh tài nguyên lãng phí. Một bên khác, đạo tử đưa tay nâng trong lòng bàn tay luyện ngục tiểu thế giới, kêu, các vị bạch đạo hữu, vậy ta bắt đầu đem luyện ngục thế giới cầu đưa vào phong ấn. Chuẩn bị xong, tới đi, bạch tiền bối gật đầu. Hắn thời gian đang gấp. Biệt tuyết tiên cơ hạ một đạo niên thú món ăn tùy thời đều có thể mang thức ăn lên. Cho nên bạch tiền bối nghĩ sớm một chút chạy trở về. Đạo tử đưa tay nhấn một cái. Bàn tay của hắn vượt qua không gian trực tiếp xuất hiện tại 1 đến 33 hào không biết bạch phong ấn phía trên, nhẹ nhàng vừa rơi xuống. Phong ấn đen nhánh mặt trời luyện ngục thế giới, liền từ trong tay hắn chóc ra, xảo diệu rơi vào phong ấn bên trong. 1 đến 33 hào không biết bạch liên thủ, cộng đồng tế lên cái kia trọn vẹn 3 bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Pháp khí phối hợp với phong ấn đại trận, ấn lấy nhất định quỹ tích,
vận chuyển lại. Cái này quỹ tích bên trong, ẩn ẩn hàm ẩn lấy một loại nào đó thâm ảo quy tắc. Không biết Bạch nhóm trận pháp trung ương, Bạch tiền bối con kia kim đại thối, phảng phất nhận dẫn dắt, có ẩn tàng công năng bị kích hoạt, từ đó bắn ra một chuỗi ẩn tàng phù văn. Những phù văn này bên trong, mỗi một mai bên trong đều bám vào bất hủ tin tức. Bạch tiền bối. Hắn cuối cùng biết, chính mình sở dĩ tiếp không lên đầu này kim đại thối. Là bởi vì thiên đạo bạch còn tại bên trong ẩn giấu đi rất nhiều thứ. Loại tình huống này, nếu là hắn có thể đem đầu này đùi đón về, mới có quỷ. Đáng giết ngàn đao ra hỏa, lại còn tại hắn đùi bên trong lưu ký tự. Phong ấn trận, ba bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, kim đại thối bất hủ tin tức, có cùng nguồn gốc, lẫn nhau cộng minh. Làm cộng minh đạt tới đỉnh phong thời điểm, bạch mã thân ảnh từ kim đại thối nổi lên hiện. Lần này, không có bạch ngăn cản nó bày tư thế, vừa ra trận về sau, nó liền không kịp chờ đợi cho người ta biểu diễn kim kê độc lập môn này tuyệt chiêu. Đạo tử. Đây chính là đã từng thượng thượng nhậm thiên đạo, lưu lại chuẩn bị ở sau. Đột nhiên cảm giác thượng thượng nhậm thiên đạo có chút không đáng tin cậy làm sao phá. Cái này phong ấn trận pháp, thật có thể đối bất hủ thuộc tính đen nhánh mặt trời hữu hiệu sao? Ha ha ha, ha ha. Một trận chỉ trị giá 2 khối tiền tiếng cười, từ đạo tử phong ấn luyện ngục thế giới bên trong truyền ra. Phong ấn luyện ngục thế giới từ đạo tử trong tay rời khỏi tay về sau, bên trong đen nhánh mặt trời liền không lại thụ áp chế. Nó bắt đầu dần dần khôi phục trạng thái, ý niệm cũng có thể thoáng từ cái kia luyện ngục thế giới bên trong thẩm thấu ra, liếc trộm ngoại giới một chút. Liếc trộm thời điểm, nó đúng lúc thấy được đạo tử đem luyện ngục thế giới hướng phong ấn trận bên trong nhấn tới một màn. Càng làm nó hơn ngoài ý muốn chính là, cái này phong ấn trận pháp, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng cường đại. Mà lại, cái này phong ấn trận không giống như là thiên đạo cầu tự mình xuất thủ bộ dáng. Dùng một cái không phải thiên đạo tự mình xuất thủ thiết kế phong ấn, liền nghĩ vây nhốt ta. Mặc dù không biết người muốn làm cái gì, nhưng là, dạng này rất tốt. Đen nhánh mặt trời vui vẻ. Mặc kệ thiên đạo cầu là bởi vì không cách nào xử lý hắn. Cho nên tùy ý mân mê cái phong ấn. Vẫn là thiên đạo cầu tại xem thường nó, cho rằng loại trình độ này phong ấn liền có thể vây khốn nó. Vô luận là loại nguyên nhân nào, đối với nó đến nói đều là chuyện tốt. Yếu như vậy phong ấn, chỉ cần hắn khôi phục một điểm lực lượng, từ luyện ngục thế giới bên trong phá xuất, vài phút liền có thể lại phá vỡ phong ấn, trở lại hiện thế. Nói không chừng đến lúc đó ta từ luyện ngục thế giới bên trong lúc đi ra. Vừa vặn có thể nhìn thấy thiên đạo cầu đang âm thầm bố trí hằng tinh hủy diệt virus, đến lúc đó, hắc hắc hắc. Người tại trong khốn cảnh dù sao cũng phải nghĩ đẹp một điểm, dạng này sinh hoạt mới có hy vọng. Có thể làm sao, đạo tử nghe được đen nhánh mặt trời cái kia một chuỗi giá rẻ tiếng cười về sau, liền lên tiếng hỏi. Hắn canh giữ ở bên cạnh, tùy thời chuẩn bị. Một khi phong ấn trận không được, hắn liền sẽ ngay lập tức xuất thủ. Lại đem đen nhánh mặt trời đè xuống đất chùy một trận. Không có việc gì, đạo tử sư huynh không cần lo lắng. Bạch tiền bối vẫn còn, hắn không có bởi vì ngoài ý muốn đột nhiên liền không có, vậy liền sự tình liền thỏa. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Đạo tử, bá tống cái này bình tĩnh lý do, thật sự là tuyệt. Thật hy vọng bá tống loại này bình tĩnh cùng lòng tin, có thể phân hắn như vậy chỉ vài gam. Trong lúc suy tư, đạo tử ngắm nhìn Bạch đạo hữu. Lúc này hiện thế Bạch, đang theo dõi 1-33 hào không biết Bạch phong ấn quỹ tích, ánh mắt đảo qua cái kia mấy cái từ Bạch UU kim đại thối bên trong hình chiếu ra bất hủ tin tức phù văn. Sau đó, Bạch lần nữa thất thần, bắt đầu một lần nữa xử lý tin tức. Lại thất thần rồi. Lúc này thất thần. Quá kích thích đi. Đạo tử. Dạng này liền càng thỏa. Bên cạnh bá tống bình tĩnh một nhóm. Thất thần Bạch tiền bối, liền sẽ không đột nhiên nhớ tới chuyện gì, sau đó liền chạy tuột. Ổn thỏa. Dù sao Bạch tiền bối coi như thất thần, tác dụng của hắn vẫn là sẽ không cải biến. Bạch mã cộng Bạch kim đại thối có thể trấn phong ấn, mà Bạch tiền bối lưu tại nơi này, liền có thể đưa đến trấn trạch diệu dụng. Oanh, một tiếng yếu ớt vang vọng, cũng liền pháo. Nổ vang âm thanh. Luyện ngục tiểu thế giới bên trong, đen nhánh mặt trời bắt đầu khôi phục lực lượng, thể nội bất hủ thuộc tính vật chất, cùng mất đi đạo tử hậu viện luyện ngục tiểu thế giới đối kháng. Hiện thế Bạch tiền bối con người vẫn như cũ ở vào trạng thái thất thần,
bất quá hắn thân thể lại tự chủ hành động. Hắn duỗi ra hai tay, giơ cao khỏi đầu. Tống Thư Hàng tay trái, cũng đi theo giơ cao. Mộng giới quyền hạn từng cái thế giới thụ hình chiếu từ mộng giới truyền tới, tiến vào cái này tường kép thế giới bên trong. Thế giới thụ hình chiếu nâng lên toàn bộ phong ấn, cũng thông qua hình chiếu đem hiện thế bạch cùng phong ấn kết nối. Oanh! Lại là một trận tiếng oanh minh, lần này tiếng nổ hiệu chỉ ít giá trị 10 khối. Lần này, đen nhánh mặt trời vừa khôi phục một chút lực lượng, đã bắt đầu thẩm thấu ra cái này luyện ngục tiểu thế giới, truyền ra ngoài lực lượng cũng không nhiều, nó đây là tại thăm dò. Phong ấn hạch tâm chỗ, bạch mã nhếch miệng cười một tiếng, nó nâng lên móng một cước đạp đi. Vừa móng, liền trực tiếp đem đen nhánh mặt trời mang theo bất hủ khí tức năng lượng, toàn bộ đạp bảo. Đen nhánh mặt trời thử dò xét lực lượng, co đầu rút cổ trở về. Nhưng một đám A Bạch lại không có ý định bỏ qua hắn. Bạch mã mở ra bốn đầu đôi chân dài, hướng thẳng đến cái kia luyện ngục thế giới bước đi. Nó hùng dũng hiên ngang vượt đến tiểu thế giới biên giới, mắt thấy lập tức sẽ đi vào lúc, nó lại đột nhiên quay đầu, đối người qua đường Tống Mãnh chớp mắt, đặc biệt chột dạ cái chủng loại kia từng cái tựa hồ là để Thư Hàng nhanh giữ chặt nó. Mau tới kéo ta A. Nhanh giữ chặt ta, nếu không ta liền muốn tiến vào A. Bạch mã tiền bối mặc dù không có phát ra tiếng, nhưng nó hai mắt tựa như là cửa sổ của linh hồn, là biết nói chuyện con mắt. Tống Thư Hàng. Đã túng, vì cái gì còn muốn giả trang ra một bộ hùng dũng hiên ngang bộ dáng. Giúp người làm niềm vui chính là khoái hoạt gốc rễ, nếu như là đủ khả năng tình huống xuống, thuận tay giúp người một chút sức lực sự, Tống Thư Hàng sẽ không cự tuyệt. Nhưng bây giờ đi giữ chặt bạch mã tiền bối việc này, quá nguy hiểm, đã vượt ra khỏi Tống Thư Hàng đủ khả năng phạm vi, không cẩn thận không giữ chặt bạch mã tiền bối, ngược lại còn muốn đem bản thân góp đi vào. Mà luyện ngục thế giới quá nguy hiểm, bên trong chứa chính là bất hủ thuộc tính đen kịt mặt trời, là liền đạo tử tiền bối dùng thiên đạo quyền hạn đều làm không xong đặc thù tồn tại. Sở dĩ, Tống Thư Hàng tàn nhẫn nghiêng đầu đi, đương bản thân không nhìn thấy. Thân là Tống Thư Hàng. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì hí tinh mã giả ngây thơ nguyên nhân, cải biến lập trường của mình. Bạch tiền bối trước đó đều mở kim khẩu, nhượng hắn tại bên cạnh đứng ngoài quan sát lấy liền tốt. Ván này, hắn quyết định muốn làm cái trong suốt người xem tống. Chỉ có dạng này, hắn có thể sống lâu trăm tuổi, tranh thủ sống qua 100 năm. Hí tinh mã, cứ nhiên quay đầu đi. Diệu nha, không hổ là bá tống, phối hợp xinh đẹp. Cứ như vậy. Liền cho hắn một cái xuống đài mượn miệng. Thế là, sắp bước vào đến luyện ngục thế giới bạch mã tiền bối đột nhiên quay người, khí thế hung hăng hướng phía Tống Thư Hàng vị trí ủi đến, thừa cơ xuống đài. Tống Thư Hàng. Bạch mã tiền bối, người bậc thang này hạ quá cứng A. Ta gần nhất răng lợi không tốt, không muốn ăn như thế cột đá bậc thang A. Mắt thấy bạch mã liền muốn ủi ngược lại Tống Thư Hàng thời điểm, bên người bạch tiền bối đột nhiên duỗi tay. Nhẹ nhàng vòng lấy bạch mã cổ. Tại bạch mã còn không kịp phản ứng trước đó, bạch tiền bối đã thuần thục lưu loát trở mình lên ngựa. Lúc này bạch tiền bối, hai mắt vẫn như cũ ở vào thất thần trạng thái, tựa hồ còn không có triệt để thanh tỉnh. Ở phía sau hắn, trong lúc mơ hồ có một đầu pháp tắc tinh hà đang xoay tròn lấy. Tựa như là lúc trước bị béo cầu đại lão thi triển thời gian nghịch chuyển sau bộ dáng. Cái này hết thảy. Tựa hồ cùng bạch tiền bối trường sinh chi đạo có quan hệ. Hai con người không có tiêu cự hiện thế bạch, cưỡi tại bạch mã trên người, duỗi nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ hắn cổ. Bạch mã ngừng lại lúc này hắn cùng Tống Thư Hàng mặt đối mặt, lẫn nhau ở giữa cự ly chỉ có mấy cm. Tống Thư Hàng có thể cảm giác đến bạch mã khí tức phun tại trên mặt hắn. Sau đó, bạch mã đối hắn nháy nháy mắt. Tại Tống Thư Hàng một mặt mộng bức bên trong. Bạch mã cõng thất thần bên trong bạch tiền bối, đứng dậy hướng phía cái kia luyện ngục thế giới bước đi. Chờ một chút, bạch mã tiền bối. Tống Thư Hàng kêu lên, ta nghĩ nghĩ, không bằng ta cũng đi chung với ngươi đi. Bạch tiền bối muốn đi theo bạch mã tiến vào luyện ngục thế giới lời nói, có thể hay không đại biểu cho luyện ngục tiểu thế giới mới có thể trở thành an toàn nhất địa phương. Bạch mã tiền bối phì mũi ra một hơi sau đó, hắn tăng tốc độ, xâm nhập đến luyện ngục thế giới. Nhưng ngay tại hắn nửa người tiến vào thời điểm, có một bóng người đột nhiên hiển hiện, bám vào bạch mã sau lưng, theo sát lấy trốn vào đến cái kia luyện ngục tiểu thế giới bên trong. Là lão bá Tống. Một mực lấy nhập mộng phương thức nhập thân vào thiên đạo đạo tử trên người lão bá Tống,
lúc này cứ nhiên rời đi nhập mộng đối tượng, phụ đến bạch mã cái mông về sau, đi theo trốn vào đến luyện ngục tiểu thế giới bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bạch mã cõng hiện thế bạch tiền bối cộng lão bá tống tiến vào luyện ngục tiểu thế giới mấy phút sau. Từ cái kia luyện ngục tiểu thế giới bên trong, lại bộc phát ra một cái cùng loại bất hủ khí thức. Cùng đen kịt mặt trời trên người loại kia bất hủ khí thức hoàn toàn khác biệt. Là thiên đạo bạch, Tống Thư Hàng trước tiên liền nhận ra cái này mới bộc phát bất hủ khí thức thân phận. Bất quá, cùng đen kịt mặt trời bất hủ khí thức so ra, thiên đạo bạch khí thức rõ ràng có loại âm u đầy tử khí cảm giác. Thiên đạo bạch đây là lấy A bạch đội toàn thể tổ hợp làm cơ sở, tăng thêm lần này 8. Năm nhiệm thiên đạo đạo tử từ bên cạnh hiệp trợ, lấy cùng loại lúc trước bạch tiền bối bị thời gian nghịch chuyển sau phương thức hiện thân. Loại phương thức này xuất hiện thiên đạo bạch, cũng không phải thật sự là thiên đạo chi thân, chỉ có thể coi là thiên đạo lực lượng hình chiếu. Bất quá lần này mượn nhờ ngoại lực về sau, thiên đạo bạch lực lượng tục hàng thời gian, muốn so bị béo cầu dùng thời gian nghịch chuyển phương thức, càng thêm bền bỉ. Luyện ngục tiểu thế giới bên trong. Nguyên bản không ngừng phát ra giá rẻ tiếng cười đen kịt mặt trời đột nhiên lại không cười được. Đột nhiên xuất hiện thiên đạo bạch lực lượng, cứ nhiên cũng ẩn ẩn đem hắn áp chế. Hắn ở vào hạ phong. Đánh không lại đương nhiệm thiên đạo còn chưa tính, cái này rõ ràng không phải hoàn toàn trạng thái, hơn nữa còn âm u đầy tử khí không biết lai lịch bất hủ lực lượng cứ nhiên cũng có thể áp chế hắn. Coi như hắn trước đó bị thiên đạo cầu đánh một trận thật đau, năng lượng bị ép khô, trạng thái còn không khôi phục nhưng đối phương cũng là không hoàn toàn trạng thái, cùng hắn 8 lạng nửa cân. Bị cái này âm u đầy tử khí không hiểu thấu bất hủ lực lượng ẩn ẩn áp chế, khiến cho đen kịt mặt trời hoài nghi nhân sinh. Theo đen kịt mặt trời bị lần nữa sau khi áp chế. Số 1 đến 33 không biết bạch phong ấn hoàn thành một bước cuối cùng. Phong ấn khép kín, phong ấn thuật thức nối thành một mảnh. Tống Thư Hàng nhìn qua luyện ngục không gian, có chút khẩn trương. Mặt khác cũng có chút lo lắng bạch tiền bối tự thân hóa thành phong ấn một cái khâu, vậy kế tiếp chứng đạo đệ cửu thiên đạo muốn làm sao? Hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo, có thể thiếu đi bạch tiền bối sao? Thư Hàng, đem nho ra thánh nhân chi nhãn lấy ra. Lúc này, bên tai đột nhiên vang lên bạch tiền bối thanh âm. Hiện tại, Tống Thư Hàng duỗi tay tại bản thân hốc mắt bên trên đè lên nhưng tạo hóa tiên tử không ở, công đức xà mỹ nhân cũng không ở, chính hắn móc trong mắt không như thế lưu loát. Nhanh lên, đem thánh nhân chi nhãn chuyển rời đến luyện ngục tiểu thế giới bên trong, tận dụng thời cơ. Bạch tiền bối thúc giục nói. Trước đó, hắn, hiện thế bạch. Tống Thư Hàng liền thảo luận qua thế nào đem nho ra thánh nhân chi nhãn từ hàng dùng một lần biến thành lặp đi lặp lại nạp điện sử dụng hình bảo vật chủ đề. Đem tiêu hao một đầu trường sinh chi đạo cộng một khỏa nho ra thánh nhân chi nhãn đại giới xuống đến thấp nhất. Hiện tại, cơ hội tới. Ta tới giúp ngươi đi. Nhìn Tống Thư Hàng móc nửa ngày, cũng không có đem thánh nhân con mắt khu xuất, đạo tử thở dài, duỗi tay tại Tống Thư Hàng hốc mắt bên trên nhấn một cái, liền đem thánh nhân song đồng lấy xuống. Thuần thục, Tống Thư Hàng tiếp nhận nho ra thánh nhân hai mắt, duỗi nhẹ tay nhẹ vung lên, dùng niệm lực nâng bọn chúng, mang đến phòng ấn trận bên trong. Số 1 đến 33 không biết bạch đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, phối hợp với đem thánh nhân song đồng đưa vào luyện ngục thế giới. 22 ngày, lúc này, bạch tiền bối thanh âm, đồng thời xuất hiện tại Tống Thư Hàng cùng đạo tử trong tai. Tống Thư Hàng, sau 22 ngày nho ra thánh nhân chi nhãn hoàn thành tiến hóa. Không, là chúng ta phong ấn trận chỉ có thể kiên trì 22 ngày. Bạch tiền bối đáp, các ngươi tốt nhất ở cái này thời gian bên trong, tìm tới giải quyết triệt để bệnh độc cùng gia hỏa này phương án. Cái kia bạch tiền bối muốn ở bên trong ngốc thượng thiên. Tống Thư Hàng hỏi, muốn giải quyết những vấn đề này, trước mắt đáng tin nhất phương án chính là chứng đạo thứ 9 giới thiên đạo. Nhưng bạch tiền bối muốn duy trì phong ấn. Cái kia hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo. Thật muốn thiếu thốn bạch tiền bối. Chỉ có thể phong ấn 22 ngày, đạo tử khổ não vuốt vuốt mi tâm. Sau đó, hắn nhìn về phía bên cạnh một mặt xoắn suýt bá tống. Quá khó khăn. Dù cho có hắn tại phía sau màn âm thầm trợ giúp, dù cho bá tống giờ đây uy danh đã truyền khắp chư thiên vạn giới. Nhưng muốn tại 22 ngày thời gian bên trong, để bá tống chứng đạo trở thành thứ 9 giới thiên đạo, cũng khó như lên trời. Theo trước kia thiên đạo chứng đạo lịch sử đến xem, mỗi giới thiên đạo tranh đoạt chiến, ít thì mấy chục năm,
nhiều thì dài đến mấy trăm năm. Có đôi khi, một số lực lượng ngang nhau trường sinh giả ở giữa chiến đấu, một chiến liền có thể đánh lên mấy năm. Sở dĩ, thời gian ngắn như vậy, không đủ dùng, quá khó khăn. Ta nhất định phải thừa dịp bản thân còn tại nhiệm thời gian, làm chút gì. Đạo tử thầm nghĩ trong lòng. Hắn cái này lâm thời 8, năm nhiệm thiên đạo, tùy thời đều có thể xuống đài. Có quyền không cần, quá thời hạn hết hiệu lực. Sở dĩ, thừa dịp hắn vẫn là thiên đạo, lại cho bá tống đẩy đẩy. Nhưng hắn danh vọng, thực lực đều cao hơn một cảnh giới. Đầu tiên là bá tống đạo hữu đầu thứ 2 trường sinh chi đạo. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp, lại để cho hắn thể nghiệm một thanh thiên đạo tầm mắt, nhường hắn tiếp xúc càng nhiều thiên đạo bất hủ tri thức, tận lực giúp hắn gia tốc bù đắp thứ 2 trường sinh pháp. Hắn thứ 2 trường sinh pháp, nếu là hoàn thiện, thực lực tuyệt đối có thể nhất cử bước vào chân chính cao cấp nhất trình độ. Đạo tử suy nghĩ qua tống thư hàng thứ 2 trường sinh pháp, biết đầu kia trường sinh pháp phức tạp cùng độ mạnh. Không có siêu thoát phàm tục tầm mắt cùng tri thức. Gần như không có khả năng đem đầu kia trường sinh pháp hoàn thiện. Nhưng một hoàn thiện, tuyệt đối mạnh đáng sợ. Sau đó, hằng tinh hủy diệt giả cùng hư nhật thủ hộ giả, ta phải âm thầm đi bắt một nhóm tới, luyện chế thành trường sinh vật chất đan dược, tốt cho bá tống bồi bổ. Bá tống chứng đạo trường sinh về sau, cùng uy tín lâu năm trường sinh giả ở giữa, kém chính là thời gian tu luyện. Mà trường sinh vật chất đan dược thì có thể tận khả năng rút ngắn bá tống cùng uy tín lâu năm trường sinh giả sự chênh lệch. Lại nói tiếp là uy vọng, bá tống uy vọng tại chư thiên vạn giới bên trong đã rất cao, nhưng cái này uy vọng còn có thể lại cao hơn một tầng. Sở dĩ, muốn làm mấy cái so chém đứt một thế vô địch thiên đế càng kinh bạo ánh mắt tin tức. Tỷ như, bá tống tại phàm nhân cảnh giới lúc, lực áp có được bất hủ thuộc tính đại địch. Mà cái kia đại địch, lại muốn hủy diệt chư thiên vạn giới. Kể từ đó, bá tống uy vọng tại chúa cứu thế cộng chém ngược bất hủ hai đại chiến tích thêm thành xuống, sắp thành đạt tới chân chính đỉnh phong, khiến cho chư thiên vạn giới trường sinh giả, tâm phục khẩu phục. Bất quá, muốn làm sao mân mê ra bá tống lực áp bất hủ thuộc tính đại địch một màn vở kịch, vẫn phải suy nghĩ lại một chút. Tốt tại đen kịt mặt trời đã tại nhóm người mình trong tay, cái này nhân vật phản diện đã trốn không thoát. Quay đầu trước cho bá tống soát soát chiến lực. Lại cùng bạch đạo hữu tiểu đội thương lượng một chút, chủ bị vừa ra bá tống đen kịt mặt trời vở kịch. Vừa vặn cũng có thể sớm soát một chút bá tống cùng đen kịt mặt trời giao thủ kinh nghiệm chiến đấu, tương lai bá tống trèo lên đỉnh thiên đạo về sau, đối mặt đen kịt mặt trời lúc, có thể càng thêm thuần thục. Mà lại, nói không chừng tại cùng bất hủ thuộc tính đại địch sinh tử chi chiến bên trong, bá tống đối thứ 2 trường sinh pháp lĩnh ngộ, cũng có thể càng tiến một bước cái gì. Dù sao, nghịch cảnh cuộc chiến có thể nhất kích hoạt tiềm lực của một người. Đạo tử trong đầu, không ngừng hiện ra từng cái ý tưởng. Những thứ này ý tưởng chu đáo, từ từng cái góc độ không góc chết đối tống thư hàng tiến hành đóng gói cùng cường hóa. Thời gian không đợi người, ta tại nhiệm thời gian rất không ổn định. Nhất định phải giành giật từng giây hành động, thậm chí, thời khắc tất yếu, ngay cả ta tự thân, cũng có thể trở thành cường hóa bá tống một vòng. Bá tống thể nội. Đã có một cái bất hủ phì kình kim đan, cùng vân tước tử tiên tử bất hủ chi cốt có dị khúc đồng công chi diệu. Thân là 8, năm nhiệm thiên đạo đạo tử, hẳn là có thể lợi dụng tự thân bất hủ thuộc tính vì bá tống phì kình kim đan tiến hành càng tiến một bước cường hóa. Nói thật, nếu như có thể mà nói, đạo tử thật nghĩ tại tự thân sắp sụp đổ thời điểm, đem bản thân bất hủ thân thể đều đóng gói giao cho bá tống đi. Đáng tiếc, bất hủ thân thể loại vật này, không ai có thể gặm động. Đạo tử tiền bối, trong lúc suy tư, bên cạnh tống thư hàng lên tiếng kêu. Đạo tử lấy lại tinh thần, nói, ta biết, thời gian rất gấp bách. Sở dĩ bá tống đạo hữu, chúng ta đón lấy đến liền tiến vào đối ngươi toàn diện cường hóa kế hoạch đi. Để ta tới cho ngươi tiến hành đặc huấn, thân là thiên đạo, ta có thể khai ích một cái mức độ lớn nhất thời gian bí cảnh, tận lực đem 22 ngày thời gian kéo dài đến cực hạn. Ngươi có thể ở bên trong. Hảo hảo lĩnh ngộ ngươi thứ 2 trường sinh pháp. Đệ cửu thiên đạo sao? Tống thư hàng minh bạch đạo tử lời nói bên trong ý tứ. Đúng, đạo tử gật đầu nói. Ta chỉ có thể hết sức, nhưng ta không cách nào cam đoan mình nhất định sẽ trở thành đệ cửu thiên đạo. Tống thư hàng trước cho đạo tử đánh cái dự phòng châm trong lòng thái không bành trướng tình huống xuống, bá tống vẫn là rất hư rất túng. Dù sao coi như nói thiên hoa loạn trụy,
hắn cũng chỉ là một mới vừa gia nhập cảnh giới trường sinh manh tân trường sinh giả. Lúc này, chỉ muốn hết sức là được rồi. Đạo tử thở dài. Đúng rồi, đạo tử tiền bối, ta có một chuyện, muốn hướng ngươi thỉnh cầu. Tống Thư Hàng nhớ tới sở các chủ sự. Đạo tử, liên quan tới trường sinh đạo bên trên nghi hoặc sao? Không phải, là liên quan tới Bích Thủy Các sự tình. Đạo tử tiền bối, người biết Bích Thủy Các sao? Tống Thư Hàng hỏi. Đạo tử nhẹ gật đầu, cắm rễ tại ngươi đỉnh đầu ngốc mao, chính là Bích Thủy Các sở các chủ đi. Liên quan tới Bích Thủy Các sự tình, ta cũng biết qua một hai. Tống Thư Hàng hỏi thăm, cái kia, lấy thiên đạo quyền hạn. Có thể từ trong hư vô, đem Bích Thủy Các năm đó bị hủy diệt thành viên, một lần nữa ngưng tụ ra sao? Đạo tử, Bích Thủy Các hủy diệt, đã qua quá lâu. Mà lại, cùng nho ra sư đệ muội nhóm khác biệt. Năm đó Bích Thủy Các thành viên, không có người vì bọn hắn lưu lại phục sinh chuẩn bị ở sau loại hình đồ vật. Nho ra bị hủy diệt sau, âm thầm nhưng có thánh nhân vì các đệ tử bày ra rất nhiều phục sinh thủ đoạn. Những thứ này phục sinh thủ đoạn, mặc dù có chỗ không trọn vẹn, nhưng là một hy vọng, một cái con đường. Đạo tử trở thành thiên đạo về sau, chỉ cần xóa đi phục sinh thủ đoạn không trọn vẹn, lại để cho nho ra thành viên đi phục sinh quá trình. Mà Bích Thủy Các khác biệt. Bích Thủy Các năm đó thành viên không có để lại phục sinh thủ đoạn, mà lại mất đi thời gian lại quá lâu. Không có bất kỳ cái gì hy vọng sao? Tống Thư Hàng thở dài, có đôi khi, không biết câu trả lời lời nói, ngược lại sẽ ôm ấp hy vọng. Chân chính biết tuyệt vọng tin tức về sau, cũng không biết sở các chủ tâm thái có thể hay không bảo trì lại. Thiên đạo không được, có lẽ, siêu thoát thiên đạo, liền có thể làm được, đạo tử nói. Siêu thoát về sau, có lẽ thời gian, không gian, vĩ độ đều cùng bây giờ không phải là một cái cấp độ. Nếu như chân chính siêu việt thời gian cùng không gian, cái kia từ thời gian trường hà bên trong trực tiếp đem đã từng Bích Thủy Các thành viên cho lấy ra đi ra, trên lý luận cũng có thể làm được. Đạo tử nhắc nhở, nhưng ta chỉ là cái lâm thời thiên đạo, siêu thoát thiên đạo loại hình, ta liền không hề nghĩ ngợi qua. Chỉ có thể là thuần túy lý luận phỏng đoán. Có hy vọng, dù sao cũng so không hy vọng tốt. Tống Thư Hàng thoải mái cười một tiếng. Mà lại, nói thật, hắn cùng Bạch Tiền bối nhóm, một mực đang nghiên cứu, không phải liền là siêu thoát thiên đạo sao? Nhìn thấy Tống Thư Hàng một mặt thoải mái bộ dáng, đạo tử nội tâm âm thầm gật đầu. Bá Tống mặt không lừa được người. Tại hắn nói đến lên siêu thoát thiên đạo, cứu vớt Bích Thủy Các thành viên khả năng này về sau, Bá Tống trên mặt liền hiển hiện qua thần sắc kiên định, sau đó lại nghĩ thông suốt, hóa thành thoải mái. Bá Tống muốn trở thành thiên đạo suy nghĩ, Bá Tống muốn siêu thoát thiên đạo động lực. Đây chính là đạo tử muốn kết quả. Hắn phải dùng các loại biện pháp, tăng lên Bá Tống muốn chứng đạo bất hủ động lực. Cùng Bá Tống ở chung đến nay, đạo tử ẩn ẩn phát giác được, Bá Tống đối chứng đạo bất hủ không hắn tu luyện giả mãnh liệt như vậy xúc động. Khả năng này là bởi vì Bá Tống đối thiên đạo bí mật giải quá nhiều, tiếp xúc qua quá nhiều thiên đạo cùng cửu u chúa tể nguyên nhân. Có nhiều thứ, tại không được đến trước đó, mọi người sẽ liều mạng nghĩ đến hắn. Nhưng một khi được đến về sau, liền lại sẽ sinh ra nghịch phản tâm thái. Tựa như là thiên đạo cùng bất hủ. Nếu như không có ngoại lực can thiệp lời nói, Bá Tống đoán chừng chứng đạo trường sinh về sau, liền sẽ như là một đầu cá ướp muối một dạng, mặn tại chư thiên vạn giới đương một đầu mặn nhất ngư vương. Nhưng bây giờ, có giải thoát Bích Thủy Các thành viên cộng tránh cho chư thiên vạn giới bị đen kịt mặt trời hủy diệt hai chuyện thôi thúc dưới, Bá Tống chứng đạo bất hủ động lực liền đến rồi. Cái này cùng đạo tử tự thân một dạng, nếu như hắn không có vì sư đệ muội nhóm giải quyết phục sinh di chứng động lực, hắn cũng sẽ không đến chứng cái này tám. Năm nhiệm thiên đạo, cùng loại dạng này động lực, càng nhiều càng tốt, Bá Tống bản thân nội tâm muốn trở thành thiên đạo, so ta cường lực thôi động muốn hữu hiệu nhiều. Đạo tử thiên đạo tầm nhìn đảo qua chư thiên vạn giới. Hắn trong bóng tối vuốt Bá Tống quan hệ nhân mạch, nhìn xem Bá Tống nhân hệ quan hệ bên trong còn có hay không giống sở các chủ dạng này, cùng Bá Tống đạo hữu quan hệ rất tốt, lại ẩn giấu đi nặng nề bi thương chuyện cũ, có lẽ có cái gì nhất định phải thiên đạo xuất thủ mới có thể giải quyết vấn đề lớn. Nếu như có, đạo tử liền có thể đem những thứ này nhiệm vụ phụ tuyến đều kích phát ra tới. Bá Tống cái này người đối với người một nhà nhìn rất nặng. Chỉ cần là thu hoạch được hắn thừa nhận người một nhà, cho dù là liều lên tính mệnh, hắn cũng nguyện ý đi thủ hộ.
Cũng chính vì hắn dạng này tính cách, đạo tử mới nguyện ý toàn lực ủng hộ hắn, trở thành đệ cửu thiên đạo. Như vậy bá Tống đạo hữu, ngươi trở về chuẩn bị một chút. Nửa giờ sau, ta chuyên môn vì ngươi khai ích một cái thời gian bí cảnh, chúng ta liền muốn bắt đầu dài dằng dặc quá trình tu luyện. Đạo tử hướng phía Tống Thư Hàng gật đầu ra hiệu. Bế quan một khi bắt đầu, bá Tống liền muốn vào lúc đó ở giữa bí cảnh bên trong ngốc bên trên mấy chục năm tuế nguyệt. Sở dĩ, hắn ra hiệu Tống Thư Hàng đi trước chuẩn bị một chút, cùng người nhà hoặc là hạch tâm thế giới bên trong các đạo hữu nói lời tạm biệt cái gì. Ta hiểu được, đạo tử sư huynh. Như vậy, nửa giờ sau gặp, Tống Thư Hàng nói. Đi thôi, đạo tử nhẹ nhàng khoát tay áo. Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay, trong hư không nhẹ nhàng vừa gõ. Một cái cánh cửa không gian mở ra. Tống Thư Hàng vừa bước một bước vào trong đó, thông qua cánh cửa không gian độn trở lại hiện thế. Địa cầu. Mà khi thân ảnh của hắn từ cánh cửa không gian bên trong lúc đi ra, nhưng từ một cá nhân biến thành hai người. Hắn, cùng Bạch Tiền Bối phân thân. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối. Ngươi từ nơi nào đi ra? Lão hủ từ Thư Hàng tiểu hữu cánh tay bên trong mà ra. Tôn này Bạch phân thân cười ha ha một tiếng, tiếng cười to, thoải mái. Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối phân thân tính cách hay thay đổi, mỗi lần đều có khác biệt tính cách. Bạch phân thân đi ra Tống Thư Hàng một mực hoài nghi, Bạch Tiền Bối phân thân kỳ thật giống một cái cự đại hậu cung một dạng, có vô số Bạch phân thân ở tại phân thân không gian bên trong, trông mong lấy chờ. Nương Bạch Tiền Bối thi triển phân thân thuật thời điểm, tựa như là cổ đại hoàng đế lật bài tử một dạng, từ những thứ này Bạch phân thân bên trong lật một cái đi ra, đưa vào hiện thế. Tống Thư Hàng đã thoáng quen thuộc cái này thiết lập, nhưng nhìn thấy tôn này Bạch phân thân đỉnh lấy Bạch Tiền Bối bộ dáng, dùng già nua ngữ khí tự xưng lão hủ lúc, luôn cảm giác đặc biệt quái dị. Cảm giác tôn này Bạch phân thân là cái hắc tử, tại móc lấy cong hắc Bạch Tiền Bối tuổi tác. Bản tôn cần tại phong ấn thế giới bên trong ngốc bên trên một chút thời gian, hoặc mấy ngày, hoặc hơn 10 ngày. Vì vậy, bản tôn phái lão hủ đi ra, thay thế hắn tham gia xong Cửu Châu Nhất Hào quần chúng đạo hữu ăn Tết hoạt động, cũng cho năm nay trình diện đạo hữu nhóm, phái phát ăn Tết hồng bao. Thuận tiện lấy, đi hưởng dụng biệt tuyết tiên tử tiên hào. Bạch phân thân duỗi tay vỗ vỗ bản thân trơn bóng cái cằm, làm vuốt râu động tác. Hay lắm, Tống Thư Hàng nói. Một hồi, hắn cũng có thể đem sắt thép phân thân lưu tại hiện thế, thay thế hắn hành động. Tam thi hóa thân thì là muốn cùng hắn cùng một chỗ, tiến vào đạo tử tiền bối thời gian bí cảnh tu luyện. Nói đến, phân thân của ta cùng thông nương, lần này thông qua thiên đạo tầm nhìn thời điểm, đều không có tìm tới bọn chúng. Chẳng lẽ, cũng phải chờ ta đi chứng đạo đệ cửu thiên đạo về sau, lại đi tìm kiếm bọn chúng. Đợi đã, nói lên Bạch Tiền Bối phân thân. Tống Thư Hàng ngắm nhìn bên cạnh lão hủ Bạch. Nếu như hắn nhớ không lầm, Bạch Tiền Bối trước đó phân ra cái kia độ kiếp phân thân có phải hay không còn không biến mất? Nếu là không biến mất lời nói cách khác, hiện thế bên trong hiện tại có 3 cái Bạch phân thân tồn tại. Trước mắt lão hủ Bạch, độ kiếp bị cắt thành 2 nửa độ kiếp phân thân, cùng Tống Thư Hàng chân thực huyễn tượng bên trong thiếu niên Bạch phân thân. Khả năng Bạch Tiền Bối phân thân, cũng không phải là nhất định phải từng cái triệu hoán, mà là có thể một hơi triệu hoán mấy cái. Luôn cảm giác, Bạch Tiền Bối phân thân kỹ năng càng ngày càng cổ quái. Thư Hàng tiểu hữu, tập trung vào, cùng lão hủ cùng một chỗ nhập yến đi. Bạch phân thân nắm lên Tống Thư Hàng, thi triển mỗi loại độn pháp thần thông, hai người hóa thành quang ảnh, trong nháy mắt sau liền lướt vào đến hạch tâm thế giới, Cửu Châu Nhất Hào quần ăn Tết bữa tiệc. Mà lúc này, ăn Tết bữa tiệc, người chủ trì Vũ Nhu Tử cô nương chính bóp lấy microphone lớn tiếng báo tiết mục, phía dưới, cho mời chúng ta Diệt Phượng tiền bối cùng Đậu Đậu lên đài, vì mọi người biểu diễn Diệt Phượng đánh Đậu Đậu tiết mục. Tống Thư Hàng. Đậu Đậu một mặt mộng bức, meo. Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt, phát ra soái khí chí ít giá trị 1.000 đồng tiếng cười, ha 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 ha, Đậu Đậu, đến chúng ta tiết mục. Ta không nhớ rõ mình và ngươi ước định qua muốn cùng đài biểu diễn. Đậu Đậu lộ ra sắc bén răng nanh, đối Diệt Phượng công tử nhe răng. Đến nha, gần sang năm mới, vui vẻ là được rồi. Diệt Phượng công tử tiến lên, ôm chặt lấy Đậu Đậu, kéo lấy hắn lên đài. Đậu Đậu cả giận nói, vui vẻ trái chứng chứng. Thả ta ra, lại không thả ta ra cắn ngươi. Đến a, đến cắn ta a. Diệt Phượng công tử soái khí ngẩng đầu. Ngươi đến cắn ta,
ta mới tốt phối hợp biểu diễn Diệt Phượng đánh đậu đầu tiết mục. Tống Thư Hàng cùng Bạch Phân Thân lặng yên ngồi vào vị trí. Phục sinh hoàn tất, Hoàng Sơn tiền bối cười truyền âm hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng gật đầu. Đồng thời, hắn cái kia một thân vật trang sức, từng cái bắt đầu quy vị. Muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Hoàng Sơn tiền bối mắt thấy trên võ đài tiết mục, vừa hướng Tống Thư Hàng nói, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, lại ở hậu phương ủng hộ ngươi. Tống Thư Hàng trong lòng biến ấm áp lên. Hoàng Sơn tiền bối một câu, liền để Tống Thư Hàng nguyên bản có chút thấp thỏm nội tâm bình tĩnh. Tạ ơn Hoàng Sơn tiền bối, ta sẽ tranh thủ làm được tốt nhất, Tống Thư Hàng truyền âm hồi phục. Toàn bộ Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối, đều đang ủng hộ hắn. Từ bước vào tu hành bắt đầu đến bây giờ, hắn đều không phải một người. Hiện tại không chỉ có là Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối, cậu đàn cha bên kia một đám đại lão cũng là hắn cường lực hậu thuẫn. Cho nên, cho dù là thiên đạo, cho dù là siêu thoát cái vấn đề khó khăn này, hắn đều sẽ tận lực đi làm đến tốt nhất. Mặc kệ có thể thành công hay không, liều qua, phấn đấu qua, chính là đặc sắc nhất kinh lịch. Không cần Hoàng Sơn mụ mụ nói thêm gì nữa. Chính Tống Thư Hàng liền não bổ một nồi lớn súp gà cho tâm hồn, tự cấp tự túc, tự giải trí. Uống xong chính mình chịu tâm linh canh gà về sau, bá Tống biến động lực 10 phần. Hoàng Sơn tiền bối mỉm cười, tiếp tục nhìn qua sân khấu bên trên Diệt Phượng cùng Đậu Đậu ở giữa qua năm vở kịch. Cái này rất có thể là Cửu Châu Nhất Hào quần cái cuối cùng an ổn năm mới. Lại qua lại chân quý. Theo Bạch Phân Thân trở về sau. Biệt Tuyết Tiên Cơ Niên Thú Tiên Hào cũng bắt đầu tiếp lấy bên trên yến, nếu như Bạch tiền bối không trở lại, cái khác đồ ăn sẽ chiếu bên trên, nhưng Niên Thú Tiên Hào khẳng định phải trì hoãn. Đồ tốt nhất, muốn giữ lại ấm Bạch tiền bối dạ dày. Tống Thư Hàng ngồi tại trên vị trí của mình, thuận miệng hỏi, lại nói, ta tại phục sinh trước Tiên Hào số định mức đâu? Hắn nhìn thấy trước đó Niên Thú Tiên Hào bên trong, có một loại là đè nhân số một phần phân thượng A. Vừa dứt lời, vừa trở về công đức tiên tử, tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử cùng nhau lệch ra qua đầu. Tống Thư Hàng. Tốt a, hắn đã biết đáp án. Trên đỉnh đầu, Sở Các Chủ ngốc mau trong gió dáng dấp yểu điệu, tựa hồ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nàng hiện tại vô cùng gấp gáp. Đã nghĩ ngay lập tức từ Tống Thư Hàng trong miệng đạt được liên quan tới Bích Thủy Các tin tức đáp án. Nhưng lại lo lắng sẽ có được làm nàng tuyệt vọng hồi phục. Muốn hỏi, lại không dám hỏi. Tống Thư Hàng cảm giác được trên da đầu ngốc mao đong đưa tiết tấu về sau, truyền âm nói, Sở tiền bối, liên quan tới Bích Thủy Các sự tình, ta đã cùng đạo tử tiền bối trao đổi qua. Có thời gian, bá Tống kỳ thật cũng rất hiểu nhân tâm. Thiên đạo nói thế nào? Sở Các Chủ ngốc mao nhịn không được hỏi. Yên tâm đi, có cơ hội. Tống Thư Hàng trả lời, thanh âm của hắn nhu hòa lại kiên định, cho người ta một loại tràn ngập lòng tin cảm giác. Sở Các Chủ nghe đến đó, ngốc mao lập tức liền mềm oặt ngã xuống. Là một tin tức tốt, làm nàng mừng rỡ đến toàn thân đều như nhũn ra tin tức tốt. Từ viễn cổ đến bây giờ, nàng nhất muốn nghe đến, kỳ thật chính là câu nói này. Bất quá, muốn phục sinh Bích Thủy Các thành viên, chúng ta không cách nào mượn nhờ đạo tử tiền bối lực lượng. Cho nên, còn cần lại chờ đợi một chút thời gian. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Sở Các Chủ ngốc mao có chút điểm một cái đầu nhọn. Không cách nào mượn nhờ đạo tử lực lượng, nói cách khác thiên đạo đạo tử còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, cho nên không cách nào xuất thủ tương trợ. Liên quan tới điểm ấy, Sở Các Chủ rất lý giải. Nàng cùng đạo tử, nho ra ở giữa, lại không có cái gì nhân quả, nho ra cùng đạo tử cũng không có thiếu nàng ân tình. Cho nên người ta nếu như trợ giúp nàng là ân tình, không nguyện ý trợ giúp nàng là bổn phận. Thậm chí đạo tử nguyện ý nói cho nàng đáp án, cho nàng một hy vọng, cũng đã là nhân tình. Mặc dù không kịp chờ đợi muốn để Bích Thủy Các thành viên trở về. Nhưng Sở Quỳnh Quỳnh đáy lòng rất linh thanh, sẽ không sinh ra cố tình gây sự tâm thái. Đây chính là phán đoán một người phải chăng thành thục tiêu chí một trong. Ta từ viễn cổ chờ đến hiện tại, qua nhiều năm như vậy, ta đều đã đến đây. Cho nên, chỉ cần có hy vọng, ta có thể chờ xuống dưới. Sở Các Chủ ngốc mao chậm rãi nói. Sẽ không chờ quá lâu, ta cam đoan. Tống Thư Hàng nói. Dù sao, cái này chư thiên vạn giới khả năng chỉ thừa vài ngày an ổn thời gian. Qua niên yến còn tại tiếp tục,
Qua ba lần rượu về sau, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên mượn hơi say rượu chênh choáng, từng cái lên đài biểu diễn tuyệt chiêu. Liên Ổn Trọng Hằng Hỏa tiền bối cũng không nhịn được đi lên nhảy đoạn múa kiếm nho ra gần nhất việc vui liên tiếp, thân là nho ra đệ tử, Hằng Hỏa gần nhất tâm tình đều là mắc chỉ số vui vẻ. Tống Thư Hàng tại náo nhiệt tiệc rượu bên trong, lặng lẽ biến mất thân hình, đem sắt thép phân thân kéo qua, an trí tại trên vị trí của mình. Hắn chân thân lặng lẽ độn đi, một lát sau, đi vào Tô Thị A Thập Lục độ kiếp chỗ. A Thập Lục thiên kiếp đã tiến vào hồi cuối giai đoạn. Có Bạch Long tỷ tỷ thay nàng hộ pháp, lại thêm trên người nàng công pháp thiếu hụt cũng đã trừ bỏ, một thân thực lực đã sớm vượt qua lục phẩm cấp bậc, lần này độ cái này 5 tấn 6 thiên kiếp, dễ như trở bàn tay. Thậm chí nàng còn có thừa lực, đem bộ phận nhìn qua tương đối có thịt thiên kiếp kiếp lôi bắt giữ, phòng ấn, vì bá tống nguyên liệu nấu ăn kho góp một viên gạch. Tống Thư Hàng nhìn qua A Thập Lục trên người công đức, nói khẽ, lại thiếu Xích Tiêu Tử tiền bối, đạo tử các tiền bối một cái nhân tình a. Nhờ có mấy vị này các tiền bối, đem chân quý cơ hội nhường cho Tô Thị A Thập Lục, để nàng đạt được trợ đạo tử tiền bối chứng đạo cơ hội, từ đó thu hoạch được thiên đạo phản hồi chúc phúc. Có như thế một tầng phúc duyên tại, A Thập Lục cái này sóng thiên kiếp độ đặc biệt ổn thỏa. Nhìn một lát sau, Tống Thư Hàng dùng linh lực tại bên cạnh lưu lại nhắn lại, thân hình lần nữa lặng lẽ chạy trốn. Mấy tức sau, Tống Thư Hàng trốn vào đến thần bí đảo vị trí. Đảo cái trước cường giả dùng đại pháp lực lâm thời mở không gian bên trong. Mầu Lưu Ly Trình Lâm cùng thiên đế tử ngay tại đánh nhau chết sống. Nhìn thấy Tống Thư Hàng thân hình thoáng hiện, hai người chạm nhau một trường, thân hình lui lại tách ra. Tống tiền bối, lại làm sao đát, thiên đế tử bất mãn nhìn về phía Tống Thư Hàng nói, không thấy được nàng ngay tại treo lên đánh Trình Lâm đát. A Tống, thiên đế nàng đát ta. Mầu Lưu Ly Trình Lâm đối Tống Thư Hàng kêu lên, đồng thời, thân hình của nàng biến mở đi, phảng phất tùy thời muốn tiêu tán. Tống Thư Hàng, không có chuyện cũng nhanh đi ra, thiên đế tử thấy Tống Thư Hàng trầm mặc không nói, khoát tay đuổi người. Thoáng có chút việc, Tống Thư Hàng thở dài, nhìn về phía Mầu Lưu Ly Trình Lâm, ta muốn đi đạo tử tiền bối mở ra tới thiên đạo không gian bên trong đi bế quan, ngươi thấy thế nào? Ta cùng thiên đế tử đánh xong lại nhìn. Mầu Lưu Ly Trình Lâm vỗ ngực hồi phục. Đánh xong ngươi liền chết, thiên đế tử dùng mềm mềm thanh âm lạnh giọng nói. Tống Thư Hàng, bá Tống đạo hữu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này, bên tai truyền đến đạo tử thanh âm. Còn không có nửa giờ, đạo tử liền đã mở ra không gian. Chuẩn bị xong, đạo tử sư huynh, Tống Thư Hàng hồi phục. Tiếp lấy hắn hướng Mầu Lưu Ly Trình Lâm cùng thiên đế tử khoát tay áo, lại nhìn dưới mắt phương thần bí đảo vị trí. Vốn còn nghĩ tiến thần bí đảo một chuyến, kết quả đạo tử sư huynh trước thời hạn. Chỉ có thể chờ đợi lần sau lại tiến thần bí đảo nhìn xem. Đạo tử, vậy ta tiếp ngươi tiến đến. Sau một khắc, Tống Thư Hàng thân hình tan biến tại nguyên địa, từ chư thiên vạn giới bên trong mất đi tung tích, tiến vào đạo tử chuyên môn mở thời không bí cảnh bên trong. Chờ Tống Thư Hàng thân hình tiêu tán về sau, Mầu Lưu Ly Trình Lâm thân hình mới bắt đầu biến ngưng thực. Tiếp tục đi. Thiên đế tử, khôi phục sau Mầu Lưu Ly Trình Lâm lớn lối, thời cơ không sai biệt lắm, hôm nay người ta liền phân cái sinh tử. Hoặc là người đem ta ăn, hoặc là ta đem người phóng tới trên vỉ nướng, vẩy lên cây thì là. Người thật đúng là phách lối đát, Trình Lâm, thiên đế tử nắm vuốt trường kiếm, trong hư không nhẹ nhàng huy động. Theo nàng kiếm thế huy động, toàn bộ không gian bên trong thời gian đều biến quái dị. Nhất định, bởi vì vô luận là cái nào kết quả. Với ta mà nói ý nghĩa đều là giống nhau. Đối diện, Mầu Lưu Ly Trình Lâm vô cùng kiêu ngạo nói, vô luận là ngươi ăn ta, vẫn là ta đưa ngươi nướng, kết quả, đều là ngươi ta ở giữa dung hợp. Thiên đế tử, tỉ mỉ nghĩ lại, Mầu Lưu Ly Trình Lâm, tựa hồ thật đúng là không có mau bệnh. Cái dám, lão hổ ăn người với người ăn lão hổ, hai người có thể giống nhau sao? Mặt khác, từ tiếp xúc đến hiện tại, nàng đã phát giác được Mầu Lưu Ly Trình Lâm tính cách không đúng, không phải viễn cổ thiên đình lúc cái kia giao chỉ nữ đế Trình Lâm. Ngược lại, giống con nào đó mỗi ngày gây sự, không hiểu thấu có nữ nhân duyên tống đầu gỗ. Mà lại nàng còn chú ý tới một cái chi tiết. Làm Thư Hàng chân thân xuất hiện thời điểm, trước mắt cái này Trình Lâm liền bị bài xích, tình trạng của nàng liền biến hư vô mờ ảo, gần như tiêu tán. Nhưng khi Tống Thư Hàng vừa đi,
đối phương lập tức liền khôi phục trạng thái, thậm chí còn lớn lối. Mộ Lưu Ly Trình Lâm cùng Tống Thư Hàng, không cách nào ở vào cùng một cái không gian bên trong. Đồng thời, vừa rồi Tống Tiền Bối muốn đi bế quan thời điểm. Rõ ràng là muốn mang theo Mộ Lưu Ly Trình Lâm cùng một chỗ. Người cùng Tống Tiền Bối ở giữa là quan hệ như thế nào? Thiên Đế Tử hỏi. Là ba ba cùng hài tử quan hệ, chú thích, ta không phải ba ba. Mộ Lưu Ly Trình Lâm há mồm liền ra. Thiên Đế Tử tay trái bắt đầu xoa lên phong ấn. Ta coi như đưa ngươi giết, cũng không nhất định lập tức liền muốn hấp thu ngươi. Ta có thể đem ngươi phong ấn, mãi cho đến tương lai xa xôi, hết thảy sự kiện kết thúc, lại đem ngươi dung hợp không muộn đát. Đối diện Mộ Lưu Ly Trình Lâm rõ ràng cứng đờ. Còn nữa, coi như ngươi không nói, ta cũng đã đoán được. Ngươi là Tống Đầu Gỗ Cộng Trình Lâm, Thiên Đế Tử cặp kia đôi mắt to xinh đẹp có chút nheo lại, phảng phất muốn đem đối diện Mộ Lưu Ly Trình Lâm nhìn thấu. Đối phương là Trình Lâm, nhưng lại không phải viễn cổ thời đại cái kia thuần túy giao chỉ nữ đế, tăng thêm đối phương loại kia cùng Tống Đầu Gỗ đồng dạng tính cách, lại thêm đối phương muốn cùng chính mình dung hợp phách lối lời kịch. Trình Lâm cùng Tống Đầu Gỗ, hai cái tồn tại, dung hợp lại cùng nhau. Là Tống Đầu Gỗ ám toán Trình Lâm, đưa nàng dung hợp. Vẫn là Trình Lâm tính kế Tống Đầu Gỗ, ngược lại đem nàng đặt vào thân thể của mình. Trên tổng thể không sai. Mộ Lưu Ly Trình Lâm gật đầu nói. Thiên Đế Tử, Trình Lâm thân phận, hiển nhiên cùng Tống Tiền Bối không có quá nhiều liên hệ, nàng cùng Tống Tiền Bối coi như ở vào cùng một thời không, cũng không có bị bài xích lý do. Mà Tống Đầu Gỗ, đồng dạng là họ Tống, liền ý vị sâu xa. Quả nhiên vẫn là không thể gạt được Thiên Đế Tử ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, lấy Thiên Đế Tử ngươi thời gian chi đạo, cũng đã có thể nhìn ra trên người ta không thích hợp chỗ đi. Mộ Lưu Ly Trình Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực, không sai, ta kỳ thật chính là Thư Hàng tương lai hài tử, xuyên qua đến tới. Thiên Đế Tử, về phần ta vì cái gì sẽ là linh quỷ chi thể, đáp án cũng rất đơn giản. Bởi vì ta là bá tống cùng hắn linh quỷ tiên tử hài tử. Ngươi hẳn phải biết, bá tống trên thân có một con linh quỷ, là tiên tử. Mộ Lưu Ly Trình Lâm nói bổ sung. Thiên Đế Tử, chính là bởi vì bây giờ ta còn không có xuất thế. Cho nên, chân chính ta còn không thể cùng bá tống gặp nhau. Dù cho mượn nhờ Trình Lâm hình thái cùng bá tống tiếp xúc, một khi tồn tại ở cùng cái không gian thời gian lâu dài, ta liền sẽ bị bài xích. Đối diện Mộ Lưu Ly Trình Lâm càng giảng càng thông thuận, cho nên Thiên Đế Tử, ngươi bây giờ còn muốn ra tay với ta sao? Mộ Lưu Ly Trình Lâm vừa dứt lời, Thiên Đế Tử kiếm đã xuất hiện tại bên người của nàng, một kiếm đâm về nàng bên hông. Đương! Mũi kiếm đâm vào bên eo. Chủ phòng ngự đao ý khôi giáp phảng phất nháy mắt kinh lịch vô tận tuế nguyệt, hiển hiện mục nát tư thái, bị tùy tiện đâm xuyên. Lần này Thiên Đế lưỡi kiếm không có trượt, trực tiếp đâm vào Lưu Ly trong thân thể, vào thịt ba phần. Kịch liệt đau nhức như đắng chát hương vị, tại bên hông khuếch tán. Mộ Lưu Ly Trình Lâm. Nàng rõ ràng một mực tập trung vào Thiên Đế tử vị trí, đối phương là lúc nào khởi xướng tập kích. Trong lúc đang suy tư. Phía trước một mực cùng nàng giao lưu Thiên Đế Tử thân hình, tiêu tán ra, theo thời gian trôi qua, vô tung vô ảnh. Mà ở sau lưng nàng, Thiên Đế Tử xanh nhạt ngón tay hiển hiện, giữ tại trên chuôi kiếm. Thân hình của nàng, lấy cái cánh tay này vì mở đầu, như tranh cắt đồng dạng cấp tốc thành hình. Là Thiên Đế thời gian chi đạo vận dụng thủ pháp. Người đối thời gian lực lượng nắm giữ, đã đến loại trình độ này. Mộ Lưu Ly Trình Lâm một mặt bình tĩnh nói liền phảng phất bên hông bị đâm một kiếm, căn bản không phải nàng đồng dạng. Lại hoặc là, loại thống khổ này đối nàng mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế, ta đối thời gian chi đạo nắm giữ. Còn tại Thiên Đình Trường Sinh Pháp phía trên, đây mới thực sự là thuộc về chính ta Trường Sinh Chi Pháp. Thiên Đế thanh âm ung dung truyền đến. Nàng dùng sức đẩy trường kiếm. Đem nửa cái thân kiếm đều đâm vào đến kim sắc Trình Lâm eo. Kim sắc tiên huyết hiện lên, nhỏ xuống. Ngươi liền thật không lo lắng, ta là bá tống hài tử sự tình. Mộ Lưu Ly Trình Lâm yếu ớt nói. Tống tiền bối hắn, đã tuyệt dục đát, Thiên Đế Tử có chút rút ra tiên kiếm, sau đó lại lần nữa dùng sức đâm vào. Nàng vừa cười, một bên dùng kiếm cuồng đâm Trình Lâm, máu tươi vẩy ra. Tràng diện huyết tinh bạo lực. Trường sinh giả tuyệt dục, cũng không phải là triệt để tuyệt vọng. Sinh mệnh hệ trường sinh chi pháp, là trường sinh giả tuyệt vọng tin mừng. Mộ Lưu Ly Trình Lâm biện luận.
Nhưng là a, à, Tống tiền bối hắn, lập tức liền muốn chứng đạo bất hủ đát. Thiên đế tử nheo mắt lại. Trường sinh giả tuyệt dục còn không phải chân chính bệnh nan y. Nhưng bất hủ thiên đạo tuyệt dục, chính là chân chính tuyệt dục. Làm sao ngươi biết hắn muốn chứng thiên đạo? Màu lưu ly Trình Lâm sắc mặt biến hóa. Nắm giữ thời gian chi đạo ta, tại thôi diễn tương lai phương diện, sẽ chỉ mạnh hơn các ngươi. Thiên đế tử tàn nhẫn khuấy động trong tay tiên kiếm. A a a a, lần này, màu lưu ly Trình Lâm rốt cục nhịn không được, kêu lên thảm thiết tới. Theo từng đợt kêu thảm, thân thể của nàng bắt đầu mộc hóa. Trong nháy mắt, liền biến thành một viên tràn đầy sinh cơ đại thụ che trời. Thiên đế tử tiên kiếm, liền đâm vào căn này đại thụ thân cây bên trong. Nguyên bản dòng máu màu vàng óng cũng hóa thành xanh biếc nhựa cây. Thiên đế tử nhíu mày. Nàng ngẩng đầu hướng trên ngọn cây nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy tại cây này trên ngọn, có một cái nụ hoa bắt đầu sinh ra là hoa sen bộ dáng. Hoa sen mở ra. Lại một cái hoàn toàn mới lưu ly Trình Lâm từ nụ hoa bên trong bước ra, người khoác hoàn toàn mới đao ý khôi giáp. Nếu không phải chúng ta trường sinh chi pháp đã dung hợp, biến hóa ra cái này hoàn toàn mới trường sinh pháp tổ hợp, một kiếm này ta thật muốn bị ngươi đâm chết. Màu lưu ly Trình Lâm lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thiên đế tử! Hôm nay, tới trước này là ngừng thế nào? Ngươi vừa rồi đều đã giết ta một lần, mà lại... Tiếp xuống ta còn muốn đi vì bá tống làm một kiện chuyện trọng yếu. Màu lưu ly Trình Lâm cúi đầu dò hỏi. Chuyện gì? Thiên đế tử lắc lắc trên thân kiếm vết máu. Ta muốn đi, đem cửu u thế giới tống u u cho sinh ra tới. Kim sắc Trình Lâm đối thiên đế tử giơ ngón tay cái lên, tống u u đối thư hàng rất trọng yếu, cho nên, không thể để cho hắn bạch bạch biến mất. Màu lưu ly Trình Lâm cùng thiên đế tử ngắn ngủi tiếp xúc bên trong. Ẩn ẩn đã thăm dò thiên đế tử một chút biến hóa. Tỷ như hiện tại, thiên đế tử đối bá tống rất nặng bên trong. Tại rất nhiều chuyện bên trên, nàng nguyện ý cho tống thư hàng một bộ mặt. Thậm chí trong quá trình chiến đấu, gặp gỡ cùng tống thư hàng có trọng đại quan hệ sự tình lúc, đều sẽ dừng lại một chút. Xem ra bên trên, trước mấy thời gian, nàng chết tại bá tống đao hạ một khắc này bên trong, cùng tống thư hàng kết phi thường sâu nhân quả, tống thư hàng tương lai. Đã cùng tương lai của nàng nối liền lại cùng nhau. Cho nên, đối mặt tình huống như vậy, màu lưu ly Trình Lâm trực tiếp nói ra chính mình chân thực ý đồ. Nàng cũng biết Tống Thư Hàng là muốn chứng đạo bất hủ. Đạo tử sớm đã đem hằng tinh hủy diệt virus cộng đen nhánh mặt trời sự tình, cáo chi bọn hắn liên minh thành viên. Một người lực lượng là có hạn, muốn đem bá Tống đẩy lên đệ cửu thiên đạo vị trí, đạo tử còn cần liên minh thành viên hiệp trợ. Liên minh trong thành viên, tám tay thái cổ thiên ma đã lập thể muốn hiệp trợ bá tống chứng đạo, xích tiêu tử đạo trưởng có bồi dưỡng thiên đạo yêu thích, kim cương tự đại sư đối tu luyện kim cương cơ sở quyền pháp tống thư hàng luôn luôn rất coi trọng, tống đầu gỗ cùng Trình Lâm tiên tử một mực chính là bá tống hậu trường. Cho nên, đang nghĩ đến muốn đẩy bá tống một thanh thời điểm, đạo tử liền lập tức nghĩ tới chính mình bọn này tiểu đồng bọn. Sinh hạ tống u u, thiên đế tử dùng quỷ dị ánh mắt nhìn qua Trình Lâm. Đừng nhìn ta như vậy. Trên thực tế, chúng ta lúc trước bị thiên đạo cẩu đản cha sáng tạo ra chủ muốn công năng, chính là dùng bí pháp đem cửu u cẩu đản cha cho bảo vệ tới. Màu lưu ly Trình Lâm chậm rãi nói. Thiên đế tử, chúng ta. Đúng, chúng ta, màu lưu ly Trình Lâm nói, mà bí pháp đại giới, chính là nguyên sơ quỷ thần Trình Lâm, vỡ thành vô số khối nhỏ. Những thứ này mảnh vụn khối, trải qua vô số năm diễn hóa, ra đời linh quỷ. Trong đó có một bộ phận, bị cầu đản cha thu thập, hóa thành Trình Lâm. Có một bộ phận, bị thiên đạo cầu thu thập, trải qua một hệ liệt thí nghiệm, biến thành ngươi. Thiên đế tử, đây chính là ngươi muốn dung hợp ta nguyên nhân. Kỳ thật dung hợp hay không, không có ý nghĩa quá lớn. Viễn cổ thiên đình đồng bản, đã giải khai trói buộc. Ngươi đối ta mà nói, đã không có dung hợp ý nghĩa. Màu lưu ly Trình Lâm một mặt ghét bỏ bộ dáng nói. Nàng lúc trước muốn nuốt thiên đế, chủ muốn chính là vì phá hư thiên đình kế hoạch, tiện thể lấy để cho mình trân trọng hảo hữu, từ thiên đình chi đạo bên trong giải thoát. Mà bây giờ, mượn nhờ 8 năm nhậm thiên đạo kế hoạch, mục tiêu của nàng đã hoàn thành. Bây giờ, nàng muốn đi dùng bí pháp bảo vệ Tống U U. Tống U U mặc dù có được cửu U chúa tể quyền hạn, miễn cưỡng cũng coi như cái cửu U chúa tể, nhưng nó cùng chân chính cửu U chúa tể vẫn là có khác biệt.
bảo vệ Tống U U đại giới, sẽ không giống năm đó bảo vệ Cẩu Đản Trang nghiêm trọng như vậy. Thậm chí, không cần dung hợp thiên đế tử, các nàng cũng đủ để bảo vệ Tống U U. Thiên đế tử, loại này bị ghét bỏ cảm giác, vì cái gì làm nàng phi thường khó chịu. Ta mặc dù không biết tiếp xuống, bá Tống cụ thể dùng đầu nào trường sinh pháp chứng đạo bất hủ. Nhưng là ta cảm giác, đem Tống U U bảo lưu lại đến, sẽ rất trọng yếu. Mầu Lưu Ly Trình Lâm nghiêm túc nói. Đây là nàng chân chính ý nghĩ. Nàng từ Trình Lâm nơi đó, biết được bá Tống cùng Bạch Tiền Bối nhóm thương lượng hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo khả năng, cùng sử dụng loại này phương án đi hoàn mỹ chứng đạo. Bá Tống cùng Bạch Tiền Bối nhóm đã suy nghĩ ra một đầu đại khái có thể được phương án lợi dụng nho ra thánh nhân chi nhãn, thôn vệ lẫn nhau một nửa, lại phối hợp bổ sung hình trường sinh chi pháp, đạt tới trên lý luận đồng thời chứng đạo khả năng. Từ trên lý luận tới nói, đây là đầu có thể được phương án. Nhưng phương án loại vật này, cô ném một chú tóm lại là rất mạo hiểm. Tốt nhất có thể có cái dự bị phương án 2, tốt nhất có thể lại có cái dự bị phương án 3, 4,5 cái gì. Nàng muốn làm bây giờ, chính là vì Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối nhóm lặng lẽ chuẩn bị một cái phương án 2. Thiên đạo đặc thù là cái gì? Là bất hủ thuộc tính, là trong tay chấp trưởng thiên đạo quy tắc, cùng cửu u chúa tể. Bá Tống mặc dù không có chứng đạo, nhưng hắn đã có bất hủ phì kình kim đan, cũng có cửu u chúa tể, mà lại hắn còn nhập mộng qua đạo tử, nắm giữ bộ phận thiên đạo tin tức. Cho nên, nếu như Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối phương án thứ nhất thất thủ, cái kia có thể thử để Tống Thư Hàng không đi thông thường chứng đạo bất hủ lộ tuyến, thông qua tập hợp đủ tất cả thiên đạo đặc thù, nhìn xem có thể hay không làm cái nhân tạo thiên đạo ra, có lẽ cũng có thể đạt tới yêu cầu. Đối diện, thiên đế tử trầm mặc nửa ngày. Ta giúp ngươi, nàng đột nhiên lên tiếng nói. Ngươi muốn chủ động cùng ta dung hợp. Mầu Lưu Ly Trình Lâm kinh ngạc nói, vậy chúng ta có thể đổi tên gọi Trình Mộc Đế, hoặc là gọi Trình Thiên Đầu. Thiên đế tử. Cáo từ. Cửu U thế giới bên trong. Tông U U đột nhiên dùng mình một cái, luôn cảm giác có người muốn mưu hại ta. Hắn lắc đầu, đứng dậy. Tại dưới chân hắn, là cái kia phiến bị vô cực ma tông trưởng giáo ma đế. Ngạc chuyển hóa tới ma hải thế giới. Lúc đầu giữ nguyên kế hoạch, mảnh này ma hải thế giới cuối cùng là muốn đặt vào đến bá giới bên trong, cùng bá giới đem đối ứng. Bất quá, bởi vì bản thể luôn luôn không hiểu thấu bị cuốn vào một chút sự kiện, chuyện này liền một mực gác lại. Tông U U cũng không bội thân là cửu U chúa tể, hắn trong lúc mơ hồ cảm ứng được, dung hợp ma hải thế giới thời cơ, còn chưa tới. Nói trở lại, tôn kia ma đế, ngạc có phải là còn tại tam nhãn tiền bối cái kia gặp phải xét đánh lấy? Tông U U nhéo nhéo cái cằm. Đây chính là cái trường sinh giả cấp tồn tại, có rảnh vẫn là mang về đi, lấy tới làm công đều so đặt ở cái kia gặp phải xét đánh tốt. Còn có cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối cuối cùng một ván đổ ước, cũng phải thúc bản thể đi hoàn thành, lại không hoàn thành, trở thành thiên đạo, cái kia đổ ước còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Một bên suy tư, một bên Tống U U đưa ánh mắt về phía đến cửu U thế giới đầu nguồn. Ở nơi đó, có một cái thể lỏng quả cầu kim loại rốt cục thành triệt để trưởng thành hoàn thành. Bạch Tiền Bối lười biếng thân ảnh, cũng cuối cùng từ tà liên thế giới bên trong bước ra. Bạch Tiền Bối, trạng thái còn tốt chứ? Tống U U có chút bận tâm hỏi. Không tốt lắm, nguyên bản lúc này, là ta ngủ đông thời gian, nhưng gần nhất một năm, phát sinh sự tình quá nhiều, ta liền chợp mắt thời gian đều rất ít. Bạch Tiền Bối thở dài. Hắn là đặc thù cửu U chúa tể, đối ứng thiên đạo bản thể cũng bị mất, hắn còn có thể cửu U thế giới làm mưa làm gió. Nhưng đại giới cũng là có, mỗi cách một đoạn thời gian cưỡng chế ngủ, chính là đại giới. Hiện tại, hắn rất khốn nhưng lại không thể không dáng chống đỡ. Dù sao, béo cầu lại trở về. Bạch U U lúc này, từ cửu U thế giới đầu nguồn bên trong, có một cái bén nhọn thanh âm vang lên. Sách, xem ra nó còn bảo lưu lấy ký ức, thật sự là phiền toái ra hỏa. Bạch Tiền Bối khóe miệng có chút dương lên. Lúc đầu coi là tân sinh béo cầu, rất có thể sẽ mất trí nhớ. Hiện tại theo nó câu này thân thiết tiếng kêu bên trong, có thể nghe ra nó còn nhớ rõ chính mình. Oanh! Cửu U nổ tung. Béo cầu vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện tại Bạch trước mặt. Một cầu, một Bạch, một Tống, tam giác mà đứng. Béo cầu đại lão khí thế hùng hổ, giống như mãnh hổ hạ sơn.
hắn đến nay còn nhớ rõ, thiên đạo cầu đột nhiên sụp đổ thời điểm, bản thân bố trí vẫn còn không có hoàn thành, chỉ có thể ở không cam lòng bên trong tiêu tán tình cảnh. Mà tại hắn cuối cùng muốn tiêu tán lúc trước đợi, Bạch U cứ nhiên đã đem nó mấy cái bảo tàng đã móc rỗng. Đó là người nói lời nói sao? Béo cầu đại lão lúc ấy có thể nói là ôm hận mà kết thúc. Sở dĩ, hắn phục sinh trước tiên, liền nghĩ đến muốn đem Bạch U cho xé. Mặc dù không biết mình vì cái gì lại sống lại, nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là trước đối bạo Bạch U. Tại vượt qua không gian sát na thời gian bên trong, béo cầu đã cầu bổ một vạn loại bản thân oanh tạc Bạch U hình ảnh. Mang theo lấy bạo tạc tức giận, hắn vượt không mà đến, đồng thời tại bước ra không gian thời điểm, béo cầu liền triển khai vũ trang hình thức, hóa thành một tòa cự đại hình cầu vũ trang thành lũy. Hắn phải dùng nhiệt liệt nhất hỏa lực, oanh bạo Bạch U. Nhưng mà, chính thức vừa hiện thân lúc, béo cầu đại lão lại cứng lại rồi. Bởi vì đối diện, cứ nhiên đứng đấy hai tôn cửu U chúa tể. Hắn không có nhìn lầm, là hai cái. Một cái là hắn đời này tối chán ghét ra hỏa Bạch U. Một cái khác là đời này tối chán ghét ra hỏa Bá Tống. Hai cái ghét nhất ra hỏa, giờ đây đứng chung với nhau, mà lại đều là lấy cửu U chúa tể thân phận đứng ở hắn đối diện. Đánh một, thế cục đối với ta quân không ổn. Béo cầu đại lão cái kia bạo tạc tức giận, đều ngạnh sinh sinh bị đè lại, thoáng tỉnh táo lại. Cái này giống như là mọi người trên đường gặp gỡ một cái chán ghét cừu gia, đang chuẩn bị đi lên lặng lẽ đập hắn một cục gạch lúc, lại đột nhiên phát hiện cừu gia còn mang lấy một đám cao lớn vạm vỡ hán tử, một bồn lửa giận lập tức hóa thành ý lạnh. Nha, béo cầu, Bạch tiền bối trên mặt điềm tĩnh mỉm cười, hướng phía béo cầu ngoắc. Béo cầu đại lão sáng sớm tốt lành a, Tống U phụ họa lên tiếng chào hỏi. Vốn là, Tống U một mực là từ bản thể một sợi ý thức tại duy trì vận hành. Nhưng lúc này đối mặt cường đại nhất địch béo cầu, bản tôn đại bộ phận ý thức đành phải từ thiên đạo bế quan thời gian bí cảnh trung chuyển rời đi ra, trực diện béo cầu. Liền không thể để cho ta hảo hảo bế cái quan sao? Mấy ngày về sau, thế giới đều muốn đứng trước hủy diệt tai nạn a. Bá Tống tâm thật mệt mỏi, rất muốn trở về bế quan. Hư không bên trong. Béo cầu nhìn thấy hai người này một mặt ý cười hướng hắn chào hỏi bộ dáng, cầu trong đầu không khỏi tự động não bổ ra trào phúng hình ảnh. Sốt cục, béo cầu không cách nào kiềm chế nội tâm của mình. Hai cái ghét nhất ra hỏa, mặc dù treo lên đến ăn thiệt thòi, nhưng cùng một chỗ nổ rớt lời nói, chính là gấp đôi khoái hoạt. Dù là một hồi sẽ ở vào hạ phong, nhưng bây giờ, hắn chính là muốn nổ chết hai cái này cái đinh trong mắt. Hai người các ngươi, chết đi cho ta. Cuồng thiếu béo cầu sắt thép trong pháo đài toát ra hơn ngàn cái họng pháo, máy phát xạ. Đầy trời hỏa lực, tại cửu U chúa tể quyền hạn thêm thành xuống, hướng phía Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối chiếu nghiêng xuống. Tức có thực thể đạn pháo, cũng có tuyến năng lượng xạ tuyến quang huy, siêu pháo điện tử, sóng nhỏ oanh kích, không gian chôn vùi. Tại cửu U thế giới, một tôn cửu U chúa tể ra tay toàn lực, diệt thế cấp công kích đều là cơ sở thức mở đầu. Vô tận hỏa lực ở trên bầu trời bện ra như mưa rơi bức tranh một màn, mỹ lóa mắt, đơn giản tựa như là nghệ thuật. Người còn tại dùng đến cổ lão đao kiếm binh khí sao? Người còn tại ăn mặc nặng nề thiết giáp trùng khôi sao? Người còn tại một ngày lại một ngày luyện lấy đao kiếm sao? Đại nhân, thời đại biến. Giờ đây đã là súng pháo thời đại, nhiều chính là đẹp, lớn chính là tốt, đường kính thức chính nghĩa, bạo tạc tức nghệ thuật. Chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong. Sở dĩ, còn tại dùng đến đao và kiếm Bá Tống cùng Bạch, hai người các ngươi, thời đại biến, ăn đại tiện á. Không, không thay đổi cộc, phía dưới Tống U, tựa như là có thể đọc vào tay béo cầu đại lão đáy lòng lời kịch, chính xác lên tiếng hồi phục. Đồng thời, hắn kích hoạt lên cửu U chúa tể hình thức, giờ đây bản thể đã tấn thăng trường sinh giả cảnh giới, Tống U tự nhiên sẽ được đến đồng bộ phản hồi cường hóa. Trường sinh giả cảnh giới cơ sở cộng cửu U chúa tể hình thức cộng cửu U pháp tắc bành trướng ảnh hưởng, để Tống U không hiểu sinh ra sự tự tin mạnh mẽ. Tiếp đó, đạo ý khôi giáp bao trùm thân thể. Duỗi tay một nắm ở giữa, đạo khí cửu tu phượng hoàng đao vượt không mà đến, rơi vào bàn tay hắn bên trên. Tống U nắm chặt cửu tu phượng hoàng đao, chủ động đón lấy cái kia đầy trời hỏa lực công kích. Chân, thiên bằng độn pháp tiêu sái thi triển ra.
để Tống U U thân hình nhanh như thiên bằng, nhanh đến đủ để tại cái này đầy trời hỏa lực bên trong dạo bước. Xích Tiêu Tử đạo trưởng phần thiên hỏa diễm đao thiêu đốt mà lên, đây là thiên hạ đỉnh tiêm đao pháp. Từng đạo hỏa diễm đao quang xẹt qua chân trời, đón lấy oanh tạc hắn cùng bạch tiền bối hỏa lực. Bất kể là to lớn thực thể đạn pháo, vẫn là cỡ nhỏ như mưa rơi dày đặc đạn phá giáp, hoặc là tia năng lượng, tất cả đều bị Tống U U từng đao chém ra. Bị chém ra sau hỏa lực, coi như sinh ra bạo tạc dư ba, cũng tất cả đều bị đao ý khôi giáp triệt tiêu. 2 phút đồng hồ sau, béo cầu đại lão đình chỉ oanh tạc. Phía dưới, hỏa lực oanh tạc khu vực, trên cơ bản đã bị san thành bình địa. Nhưng Tống U U cùng bạch tiền bối chỗ đứng, lại bình yên vô sự. Tống U U cùng bạch U U tựa như là đứng ở một cây che trời trụ lớn phía trên. Lông tóc không tổn hao gì. Tống U U xoáy khí lắc lắc cửu tu phượng hoàng đao, ngọn lửa đen kịt bị bỏ lại, bắn tung tóe đến dưới trụ thâm uyên. Bạch U U tóc dài bay lên, hai tay ôm ngực, tuấn mỹ vô song. Còn tốt, chỉ oanh tạc 2 phút đồng hồ, anh tuấn Tống U U, bành trướng tâm thái thoát hơi về sau, lòng còn sợ hãi. Béo cầu đại lão nếu như lại nhiều oanh 1 phút đồng hồ, hắn liền để lộ nội tình. Dù sao hắn chân nam nhân hình thức chỉ có 3 phút, nhiều 1 giây cũng nhịn không được. Trên đỉnh đầu, béo cầu đại lão nhìn lấy một màn này, nghiến răng nghiến lợi. Hắn vừa rồi oanh tạc, nhưng không có thủ hạ lưu tình, cũng không phải thăm dò công kích, mà là uy lực toàn bộ triển khai. Nhưng phía dưới bá tống nhưng có thể toàn bộ đón lấy. Nói cách khác, cái này bá tống là thật cửu u chúa tể, đứng ở cùng hắn, bạch u u địa vị tương đương bên trên. Thật sự là một trận chói mắt pháo hoa, để cho ta không khỏi nhớ tới chúng ta ban sơ gặp mặt thời khắc. Bạch tiền bối dùng thổn thức giọng nói, thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt. Chúng ta đã từ thời kỳ viễn cổ nhận thức đến hiện tại. Béo cầu đại lão. Tống U U nhìn thấy béo cầu đại lão trong thời gian ngắn không tiếp tục tính toán ra tay về sau, lặng lẽ rời khỏi còn sót lại không đến 1 phút đồng hồ chân nam nhân cửu U chúa tể hình thức, cũng anh tuấn trả đao trở vào bao, đem cửu tu phượng hoàng đao cắm ở bên hông mình. Một cầu, một bạch, một tống lần nữa lâm vào trầm mặc. Có gió từ 3 cái ở giữa thổi qua, thổi rối loạn bá tống kiểu tóc. Trên bầu trời béo cầu, rốt cục nhịn không được. Bá tống đây là có chuyện gì? Béo cầu cầu trên người hiển hiện một đầu âm lãnh độc nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm Tống U U, vì cái gì ngươi sẽ trở thành cửu U chúa tể? Bạch tiền bối giải thích nói, rất đơn giản, bởi vì ngươi chết, bá tống liền thành công mưu triều soán vị, lấy ngươi thay thế. Béo cầu đại lão, đây là cái gì cầu thí logic? Ta chết đi dựa vào cái gì bá tống liền có thể mưu triều soán vị. Bá tống cũng không phải ta cái gì người. Coi như theo di chúc pháp đến an bài, luân không 7-8 vòng, đều không tới phiên bá tống, dựa vào cái gì hắn có thể thượng vị. Béo cầu đại lão đôi kia lâm thời biến hóa ra tới con mắt bên trong, tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Nhìn lấy một cầu mộng bức ánh mắt béo cầu, bạch tiền bối nội tâm cũng khoái lạc lên hắn mạnh kìm nén tiếu dung, hai gò má đều nghẹn thành bánh bao hình. Nhìn thấy ác liệt nén cười bộ dáng bạch u u lúc, béo cầu đại lão liền biết mình bị đùa bỡn. Bá tống căn bản không phải cái gì mưu triều soán vị. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Bá tống bản thể của ngươi chứng đạo bất hủ, trở thành thiên đạo rồi. Béo cầu đại lão hỏi một cái làm nó bản thân cảm giác đến tuyệt vọng khả năng. Trên thực tế, tại nó lần trước bởi vì thiên đạo cầu sụp đổ mà tiêu tán thời điểm. Bá tống đã ẩn ẩn có trở thành thế gian đỉnh cấp đại lão dấu hiệu mặc dù thời điểm đó bá tống, liền trường sinh đạo đều không có bước ra. Lịch đại thiên đạo bên trong, phần lớn thiên đạo đều có niên thiếu lúc liền vang danh thiên hạ kinh lịch. Bá tống là cái sẽ làm sự ra hỏa. Béo cầu đại lão từ viễn cổ đến nay, liền không có thấy người nào, có thể giống như bá tống gây sự làm đến chư thiên vạn giới không ai không biết, không ai không hiểu. Sẽ làm sự hơn nữa còn có thể sống đến sau cùng, bình thường thành tựu cũng sẽ không thấp. Không, bá tống còn không có chứng đạo. Bạch tiền bối cười ha ha nói, u u cầu ngươi có phải hay không cho là mình chết có mấy ngàn năm, sở dĩ thư hàng hắn chứng đạo rồi. Nhưng ta phải nói cho ngươi vô tình chân tướng, cự ly ngươi lần trước chết đến bây giờ, chưa tới 1 tháng. Béo cầu đại lão. Không đủ 1 tháng. Không có khả năng, trong thời gian ngắn như vậy. Bá tống làm sao có thể có biến hóa lớn như vậy?
Béo cầu đại lão trực tiếp điều lấy cửu u thế giới thời gian ghi chép. Đây chính là thân là chúa tể chỗ tốt, nhìn thời gian đều không cần đồng hồ. Một lát sau, tại sao có thể như vậy? Béo cầu đại lão hoài nghi nhân sinh, hắn nhìn qua Tống Thư Hàng, gia hỏa này cứ nhiên thật sự không chứng đạo. Không chứng đạo, liền mân mê ra đối ứng cửu u chúa tể. Đây là cái gì làm cho người ra đầu tê dại thao tác? Sở dĩ ta nói, bá Tống là mưu triều soán vị, lấy ngươi mà thay vào. Bá Tống hắn không phải đệ cửu thiên đạo đối ứng cửu u chúa tể, hắn là tạp vị trí của ngươi. Không tin, ta cái này có chứng cứ. Bạch Tiền Bối dứt lời, duỗi tay tại hư không bên trong nhấn một cái. Có một ít hắn một mực thu hình ảnh, liền bị truyền phát ra. Những hình ảnh này, có một ít là Bạch Tiền Bối tự mình thu. Còn có một phần là Tống U U cung cấp, Tống Thư Hàng ký ức hình ảnh. Thu hình lại bắt đầu, là Tống Béo Cầu cùng Tống Thư Hàng lần đầu gặp nhau hình ảnh. Hình ảnh bên trong, Tống Béo Cầu đột nhiên xuất hiện tại bá Tống bên cạnh. Tìm tới ngươi xin hỏi, ngươi chính là của ta bản thể sao? Tống Béo Cầu phát ra tiếng nói. Đối diện, bá Tống tựa hồ tại chấn kinh về sau, thật vất vả khôi phục chấn định, không nghĩ tới ta ẩn tàng sâu như vậy, vẫn là bị ngươi nhìn ra. Không sai, chính như ngươi suy đoán, ta chính là bản thể của ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, tiếp lấy liền tiến vào Tống Béo Cầu cùng bá Tống nhận thân khâu. Trong lúc nhất thời, hình ảnh đều biến ấm áp lên. Bạch Tiền Bối còn cố ý tại phía sau màn hủ thủ ấm áp cảm nhân bối cảnh âm nhạc. Béo cầu đại lão độc nhãn chằm chằm vào trước mắt hình ảnh, cả cái cầu thân đều biến đen kịt lên, là đen đến phảng phất muốn gạt ra mực nước đen. Bạch Tiền Bối nén cười bánh bao mặt biến càng bành trướng chút, khóe mắt đều biệt xuất nước mắt tới. Nhưng là, hình ảnh còn chưa kết thúc. Ngoại trừ nhận thân hình ảnh bên ngoài, còn có rất nhiều Tống Béo Cầu cùng Tống Thư Hàng ở giữa hài hòa chung đụng tràng cảnh. Tỷ như, Tống Béo Cầu ở trên sao hỏa đánh khắp vô địch thủ, trở thành bá Tống chứng đạo tiên phong. Lại còn có trước đó không lâu Bạch Tiền Bối thu, Tống Béo Cầu hóa thân thành áo choàng. Cẩn thận chiếu cố bản thể bá Tống hình ảnh. Tống Béo Cầu áo choàng quan tâm loại bỏ hư nhật thủ hộ giả, dưới sự chỉ huy của nó, Tống Thư Hàng vật trang sức nhóm sung M phân hành động, đem hư nhật thủ hộ giả hài cốt chuyển hóa làm có thể cung cấp bá Tống hấp thu trường sinh giả vật chất. Cả cái khâu ấm áp làm tâm cầu lá gan run rẩy. Nhận giặc làm cha. Đây là nhận giặc làm cha. Béo cầu đại lão khí đến sách không ra lời nói đến, nó hình cầu từ không trung nặng nề đập xuống, ném ra một cái hố to. Hắn liền ngồi xổm ở cái này trong hầm khí đến phát chìm, chí ít chìm 100 tấn. Mặt khác, ngoại trừ kém chút khí bạo bên ngoài, béo cầu đại lão còn chú ý tới một sự kiện bá Tống bản thể chán đằng sau, cứ nhiên treo một vòng trường sinh giả Nguyệt Luân. Lời thô tục. Béo cầu đại lão sâu trong đáy lòng, đem bản thân tất cả biết đến lời thô tục từ ngữ đều đọc một lần. Đã từng rõ ràng chỉ là một đầu cấn tay tiểu côn trùng. Thuộc về hắn duỗi ngón tay có thể nghiền chết hơn mấy trăm lần tồn tại. Hiện tại, cứ nhiên đã tấn thăng làm trường sinh giả. Làm sao làm được a? Trong truyền thuyết trường sinh giả, mỗi một vị cũng là muốn đau khổ ngộ đạo, hồi ức bản thân quá khứ, bước ra bản thân quy tắc cùng pháp đến, mới có thể chứng được trường sinh bất lão. Nhưng bá Tống bao nhiêu nguyệt a? Liền xem như không gọi món ăn thuần uống rượu về sau. Cũng biên không ra bá Tống mấy tháng từ cấn tay tiểu côn trùng chứng đạo trường sinh dạng này lời sai tới. Béo cầu đại lão trong lòng khó chịu. Phốc thử Bạch Tiền Bối bưng bít lấy miệng của mình, quay đầu đi, không nhìn khí đến bành trướng cầu u u. Bạch Tiền Bối khoái hoạt giá trị. Có đôi khi, mọi người khoái hoạt thường thường chính là đơn giản như vậy. Chỉ cần có một cái thích hợp đối tượng, sau đó phối hợp đơn giản một chút sự tình, tổ hợp lên chính là vô tận khoái hoạt. Ta cái này đem cái kia hóa thân cho xé. Béo cầu đại lão thẹn quá hóa giận. Cái kia nhận giặc làm cha phân thân hóa hình, đã không có tất yếu lại tồn tại đi xuống. Chỉ có đem cái này hóa thân xé nát về sau, mới có thể giải mở nó sỉ nhục. Bạch Tiền Bối xinh đẹp con ngươi đều cười thành nguyệt nha không phải buồn cười, mà là loại kia đẹp mắt nguyệt nha cười, cái này không thể trách cái kia nhỏ hóa thân. Dù sao, bá Tống là mưu ngươi hướng xoán vị đi lên. Sở dĩ. Tại cô kia hóa thân xem ra, Tống U U chính là bản thể của nó. Béo cầu đại lão. Nói như vậy, bá Tống thật sự là dùng thủ đoạn gì, thay thế sự tồn tại của nó. Nhưng bất kể nói thế nào, cho dù là hiểu lầm,
nhưng này cái hóa thân vẫn phải là chết. Béo cầu đại lão âm thầm bấm pháp quyết, muốn viễn trình trực tiếp nổ cái kia hóa thân. Nhưng là, khi nó bấm pháp quyết thời điểm, lại phát hiện mình và cái kia hóa thân ở giữa kết nối, sớm đã bị người cắt đứt. Làm sao có thể, béo cầu đại lão trừng lớn độc nhãn. Hóa thân là thân thể nó một bộ phận, giữa hai bên căn bản không tồn tại bị cắt phân khả năng. Bá Tống làm sao làm được? Không có cái gì không thể nào. Lúc này, một cái mênh mông thanh âm uy nghiêm, từ phía chân trời trực tiếp truyền vào cửu u thế giới, truyền lại đến béo cầu đại lão trong tai. Là đại đạo thanh âm. Là thiên đạo tại phát ra tiếng. Ta đã sớm chú ý Bá Tống trên người đạo hữu áo choàng, ta đã sớm để phòng ngươi. Liên hệ là ta chặt đứt, liền hỏi ngươi có tức hay không. Uy nghiêm thiên đạo thanh âm đinh tai nhức óc, mà lại, giữa chúng ta, vẫn chưa xong. Nho ra cùng thiên đạo cầu ở giữa có huyết hải thâm cừu, nho ra cùng cửu u béo cầu đại lão ở giữa đồng dạng có thủ diệt môn. Vốn là, thiên đạo tranh đoạt chiến trận chiến cuối cùng bên trong, nho ra thánh nhân bại cũng liền bại, cho dù là chết ở thiên đạo cầu trong tay, nho ra đệ tử cũng không thể nói gì hơn. Thiên đạo tranh đoạt chiến, vốn chính là sinh tử cục, không phải nhà tròi, không có hòa bình chiến đấu cái này tuyển hạng. Sở dĩ dù là chết rồi, cũng oán không được người khác. Cũng không thể yêu cầu xa vời mỗi cái đại lão cũng giống như nho gia thánh nhân dạng này họa phong chính khí. Năm đó tới khiêu chiến nho gia thánh nhân trường sinh giả nhóm, chỉ muốn không triệt để chọc giận thánh nhân, không dẫm lên thánh nhân ranh giới cuối cùng. Cái kia nói chung, khiêu chiến quá trình bên trong, nhiều nhất chính là bị nho gia thánh nhân đè xuống đất ma sát một lần, đánh thành trọng thương, cuối cùng vẫn là có thể còn sống rời đi. Giống ma đế, ngạc loại kia bị ma sát sau khi trọng thương, còn bị nho gia thánh nhân lưu lại phong ấn người khiêu chiến, cũng không nhiều. Mà cái này, cũng là chư thiên vạn giới đối nho gia thánh nhân tâm phục khẩu phục nguyên nhân. Chỉ là thiên đạo cầu cùng nho gia thánh nhân trận chiến cuối cùng bên trong, xảy ra ngoài ý muốn. Thiên đạo cầu bị cắt tới một khối tồn tại, biến không lại hoàn chỉnh. Thế là trở thành thiên đạo về sau, hắn cái động tác thứ nhất chính là đem nho gia tiêu diệt. Muốn từ nho ra bên trong tìm ra hắn bị nho ra thánh nhân cắt đứt cái kia bộ phận tồn tại. Kỳ thật song phương đều có bản thân hành động lý do. Nhưng đối với nho ra đệ tử mà nói, thù diệt môn tự nhiên là kết. Cừu hận loại vật này, kỳ thật nhiều khi, cũng không có chính nghĩa cùng tà ác khác nhau. Hiện thực cũng không phải là đơn giản không phải đen tức bạch. Nhưng dù sao, cừu hận chính là cừu hận. Huyết hải thâm cừu, chính là cừu. Mặt khác, ở phía sau đến, cửu u cầu thế nhưng là thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phái tà ma đi soát quét một cái hiện thế nho ra, đem nho ra triệt để áp chế, không cho nho ra có trưởng thành cơ hội. Sở dĩ, mặc kệ là lý do gì, nho ra đệ tử nếu như bắt được cơ hội, tuyệt đối sẽ không buông tha thiên đạo cầu cùng cửu u cầu. Lấy gì báo đức, lấy trực báo oán, dùng đức báo đức. Đối nho ra có đại ân, nho ra cử ra tương báo. Đối nho ra có oán. Nho gia tự sẽ lấy thiết quyền đón lấy. Hiện tại, thân là 8 năm nhiệm thiên đạo đạo tử đã bắt đến lấy trực báo oán cơ hội. Không phải thiên đạo cầu, béo cầu đại lão sững sờ. Hắn rốt cục phát giác được lần này mình phục sinh dị dạng cứ nhiên không phải thiên đạo cầu trùng sinh, mà là một cái xa lạ tồn tại, thay thế thiên đạo cầu vị trí. Cửu U có Bá Tống mưu triều soán vị, thiên đạo cũng có những người khác mưu vị. Giờ khắc này, béo cầu đại lão nội tâm thật nghĩ làm chết bản thân đối ứng thiên đạo cầu, làm chết sau lại đẩy ra ngoài tiên thi. Cái kia ngốc phê chơi đùa lung tung, kết quả cứng rắn là đem thật tốt cục diện dày vò thành hiện tại bộ dáng. Đáng hận hơn chính là, cái kia ngốc phê thiên đạo cầu đang chơi đùa xong, bản thân phủi mông một cái biến mất, lại lưu lại một đống cục diện rối rắm để nó tới thu thập. Hắn quá khó khăn. Mấy lần như vậy nhiều cửu u chúa tể, khả năng hắn là thảm nhất một cái. Người ta bạch u thiên đạo tốt bao nhiêu, tại tiêu tán trước còn đem bạch u cho bảo lưu lại đến, để bạch u thoải mái còn sống. Mà hắn đâu, tại vì trong lúc đó muốn vì bản thân ngốc phê thiên đạo chùi đít, vì nó đối phó nho ra, vì nó tìm kiếm bị nho ra thánh nhân cắt đứt cái kia bộ phận tồn tại, vì nó nghĩ biện pháp đền bù thiên đạo thiếu thốn. Cuối cùng vẫn phải vì chính mình tìm kiếm sống tạm xuống phương án. So sánh A Bạch, béo cầu nước mắt đều kém chút rơi xuống. Quá thảm rồi. Ta khả năng quên đi ta là ai, nhưng là, ngươi tuyệt đối sẽ không quên cái này nắm đấm. Lúc này,
đạo tử thanh âm lại một lần vang lên. Không tốt, đạo tử tiền bối muốn bão nổi, Tống U U nói. Bạch tiền bối duỗi tay nắm lên Tống U U, thân hình thoáng sau này như vậy vừa lui, rời xa cầu U U. Ngay sau đó, có một cái cánh cửa không gian tại béo cầu đại lão bên cạnh mở ra. Đến, chết, đạo tử thanh âm vang vọng. Sau một khắc, liên tiếp nắm đấm từ trong cánh cửa không gian oanh ra, nện ở Tống béo cầu trên thân. Quyền như lưu tinh, cực kỳ giống bá Tống kim cương cơ sở quyền pháp đệ nhị thức lưu tinh quyền. Quyền quyền đến thịt. Mỗi một quyền xuống dưới, béo cầu đại lão thể lỏng kim loại trên thân thể, liền sẽ có như thủy ngân thể lỏng kim loại vẩy ra ra. Oanh ba oanh ba. Thô bạo đơn giản chi thức thiết quyền, để béo cầu đại lão nhớ lại đã từng một lần bị nho gia thánh nhân thiết quyền chi phối sợ hãi. Càng làm nó hơn khó chịu là, lúc này xuất thủ là thiên đạo. Mà lại là xoán vị thiên đạo cầu thiên đạo. Đối phương nắm giữ lấy thiên đạo cầu một số quyền hạn, có được nhằm vào cửu u béo cầu một số công năng. Tại loại này nhằm vào phía dưới, đối phương ra quyền lúc, béo cầu đại lão căn bản là không có cách tránh né, không cách nào phản kháng. Hắn chỉ có thể cắn răng, gượng chống lấy bị đối phương một trận bạo trùy. Lại là cái kia ngốc phê thiên đạo cầu nồi. Đối phương nếu như không phải mượn thiên đạo cầu vị, xoán vị đi lên lời nói, liền không cách nào nhắm vào mình. Cái kia tại cửu u thế giới quyền hạn thêm thành xuống, chỉ ít hắn sẽ không lộ vẻ như thế bất lực, nhỏ yếu. Thật không có bài diện. Một trận thị giác hiệu quả bạo tạc quyền pháp oanh kích xuống, béo cầu thân thể càng ngày càng nhỏ, từ vừa mới bắt đầu bán kính chừng 100 mét đại cầu một đường bị đánh đến chỉ còn 1 mét tiểu cầu. Đây là bị bàn đến chỉ còn lại có hạch. Đạo tử quyền pháp, đã rất được nho gia thánh nhân chân truyền. Một đợt tri thức thiết quyền qua đi, đối diện đạo tử trong lòng oán niệm đều phát tiết rất nhiều, đình chỉ mở cổng không gian hành hung béo cầu động tác. Nếu không phải đạo tử hiện tại tâm tình không tệ, đã giải quyết nho gia sư đệ muội nhóm phục sinh di chứng. Cái này một đợt thiết quyền toàn bộ xuống dưới, ít nhất phải đem béo cầu đánh đến mấy trăm năm đều không thể khôi phục trạng thái. Nho gia thành viên, béo cầu đại lão chằm chằm vào cổng không gian, thanh âm thống khổ đã có chút biến tiếng. Đối diện, đạo tử hòa hoãn lên tiếng, nho gia thủ đồ đạo tử. Hắn vừa rồi xuất thủ, cùng lần trước đánh đen kịt mặt trời một dạng. Khống chế bản thân lực lượng, không có một hơi triệt để đánh nổ béo cầu vì chính là muốn để đối phương biết, đánh nổ nó là ai. Báo thù loại vật này, trực tiếp đánh nổ đối phương về sau, không có thành tựu chút nào cảm giác. Nhất định phải làm cho đối phương đang bị triệt để đánh nổ trước, biết là ai đang trả thù hắn, dạng này trả thù mới có ý nghĩa. Nếu không đối phương mắt nhắm lại, chết cũng không biết là ai xử lý hắn, có ý nghĩa gì. Không nghĩ tới. Cứ nhiên để cho các ngươi xoán vị đến thiên đạo vị trí. Béo cầu đại lão món gan đều đau đến run rẩy, rõ ràng hắn không có lá gan cái đồ chơi này, có thể là mấy tháng trước nghiên cứu bá Tống hoại tử thận, sau đó lấy được huyễn chi đau nhức bệnh căn. Nho ra, nhất không hẳn là trở thành thiên đạo thành viên, lại xoán vị đến thiên đạo vị trí. Thiên đạo cầu cái kia đại ngốc phê. Ngươi dù là đem thiên đạo chi vị đưa cho Bạch hoặc là bá Tống, cũng so đưa cho nho ra thành viên muốn tốt. Biết rồi ta là ai, như vậy người ta ở giữa, hiện tại sau cùng giải đi. Đạo tử lần nữa nắm tay. Sau đó một kích này, sẽ kết thúc nho ra cùng cửu u cầu ở giữa ân oán. Ngày sau, chờ hắn triệt để từ thiên đạo chi vị bên trên biến mất, cửu u cầu chúa tể, cũng sẽ tùy theo lần nữa tiêu tán. Cùng lúc đó, bên cạnh, Tống u u bên cạnh thân, có một cái không gian cửa mở ra. Màu lưu ly trình lâm cùng thiên đế tử làm bạn mà đến. Hai cái trước đó còn đánh ra cẩu não tử tồn tại, bây giờ lại chung sống hòa bình. Đề cử ta 12 năm trước tại khởi điểm niên hội lúc ngủ qua đại thần tình tử sách mới, tùy đường quân tử diễn nghĩa. Đồng thời, bạch tiền bối nhìn qua đạo tử treo lên đánh béo cầu đại lão một màn, nội tâm vẫn còn có chút thổn thức. Cùng béo cầu náo loạn nhiều năm như vậy. Kỳ thật vừa rồi nhìn thấy béo cầu đột nhiên muốn phục sinh một màn, bạch tiền bối nội tâm vẫn là có vài tia mừng rỡ. Thậm chí hắn có thể dáng chống đỡ lấy buồn ngủ tới, nhìn một chút phục sinh sau béo cầu. Thật không nghĩ đến, béo cầu mới vừa ra tới, còn chưa kịp tới phát huy, liền bị 8 năm nhậm thiên đạo cho sâu nện cho. Thảm! Nhưng bạch tiền bối lập trường, lại để cho hắn không cách nào nhúng tay thiên đạo cùng béo cầu ở giữa ân oán. Từ trên lập trường đến nói,
hắn ngược lại muốn đứng tại Bá Tống lập trường, cùng 8. 5 Nhậm Thiên Đạo đứng ở cùng một chỗ đỗi béo cầu. Cho nên, trừ nội tâm có chút thổn thức bên ngoài, Bạch Tiền Bối cũng không tốt nói cái gì. Đây đều là vận mệnh đi. Thở dài về sau, Bạch Tiền Bối cùng Tống U U lại cùng nhau xoay đầu lại, nhìn về phía vượt không ở giữa mà đến Màu Lưu Ly Trình Lâm cùng Thiên Đế Tử. Sao ngươi lại tới đây? Tống U U nghi ngờ nói. Ta tới là vì giúp ngươi một tay. Màu Lưu Ly Trình Lâm lên tiếng nói. Ta ngay tại bên cạnh nhìn xem. Thiên Đế Tử nói. Tống U U. Cẩu đản, ngươi thật phải làm như vậy. Trong lúc đang suy tư, Ban Văn Long thanh âm đột nhiên vang lên. Ban Văn Long hiển nhiên nhìn ra Trình Lâm muốn làm sự tình, rõ ràng là nghĩ thay Tống U U hoàn thành chuyển sinh. Yên tâm đi, cẩu đản cha. Lần này ta có nhất định nắm chắc sẽ không để cho tự thân vỡ nát. Mà lại, lần này coi như xảy ra ngoài ý muốn, có các ngươi tại. Còn có thể đem ta một lần nữa tổ hợp trở về. Màu Lưu Ly Trình Lâm lên tiếng nói. Lần này, nàng nói chuyện ngữ khí lại hoán đổi thành một loại phương thức khác, hiện tại mới thật sự là Trình Cẩu Đản ngữ khí cùng thanh âm. Oanh! Đối diện, đạo tử thiên đạo một kích đánh xuống, bao phủ lại béo cầu đại lão tất cả thể lỏng kim loại thân thể, bao quát trước đó bị chi thức thiết quyền đánh tan những bộ phận kia. Bao phủ lại về sau, đạo tử động tác lại hơi hơi dừng một chút, ngừng trực tiếp đem béo cầu đánh nổ, để nó trăm năm bên trong đều không thể một lần nữa ngưng tụ hành vi. Thân là thiên đạo, hắn đối tương lai chuyện sắp xảy ra, sẽ có một chút mẫn duệ cảm ứng. Đặc biệt là tương lai phát sinh sự tình, nếu như cùng hắn sẽ có liên quan, loại này trực giác liền sẽ càng thêm rõ ràng. Tỷ như lúc này đạo tử, liền cảm ứng được Trình Lâm tựa hồ nghĩ đối Tống U U tiến hành một loạt thao tác. Loại này thao tác là hữu ích. Mà lại, loại này thao tác sẽ quan hệ đến hắn đẩy Bá Tống trở thành thứ 9 thiên đạo kế hoạch. Cho nên đạo tử bởi vì trực giác, liền dừng tay lại bên trong động tác. Trình Lâm, ngươi muốn làm chính là cái gì? Cần ta hiệp trợ sao? Đạo tử hướng Trình Lâm hỏi thăm hắn đối Trình Lâm, Tống đầu gỗ là ôm cảm tạ tâm tính. Ta muốn dùng năm đó bí pháp, đem Tống U U chuyển sinh, để hắn có thể không bị ảnh hưởng. Trở thành một cái chân chính hoàn thiện cửu u chúa tể cá thể. Trình Lâm giải thích nói. Đồng thời, nàng đem chính mình trước đó cùng Thiên Đế Tử giảng liên quan tới ban sơ linh quỷ quỷ thần sự tình, đơn giản cùng đám người giảng thuật một lần. Thiên đạo cầu đản cha là lịch đại thiên đạo bên trong kỳ tài. Nó mân mê ra đồ vật, có rất nhiều đương nhiệm thiên đạo đều không thể triệt để phá giải. Giữ lại Bá Tống cửu u chúa tể chi thân, thì ra là thế, đạo tử khẽ gật đầu. Dựa vào hắn lúc này thiên đạo vị cách, hắn thoáng kết hợp bên dưới Bá Tống đạo hữu hiện tại trạng thái, liền có thể đại khái thôi diễn ra Trình Lâm tiên tử muốn làm sự tình. Nếu như muốn giữ lại cửu u chúa tể quyền hạn Tống U U hóa thân, cái kia có lẽ, chúng ta có thể tiến thêm một bước. Đạo tử một sợi ý chí hóa thân giáng lâm, lên tiếng nói. Cửu u cầu chúa tể sao? Cầu đản cha nháy mắt liền đoán được đạo tử suy nghĩ. Là, dù sao. Nếu như ta tiêu tán lời nói, nó lại sẽ lần nữa biến mất. Đạo tử ý chí nhìn về phía bị hắn chân áp béo cầu thân thể. Lại nhìn mắt Tống U U. Tống U U cái này cửu U chúa tể, kỳ thật vẫn là phụ thuộc vào bạch chúa tể mà tồn tại. Hắn cửu U chúa tể quyền hạn, lực lượng, đều là từ bạch chúa tể nơi đó giúp tới, cũng không thể xem như một cái chân chính độc lập cá thể, là cái ngụy. Cửu U chúa tể. Nhưng là... Béo cầu lại là cái hàng thật giá thật cửu u chúa tể, là trải qua cửu u thiên nhận chứng. Nếu như có thể sử dụng béo cầu đi bổ túc Tống U U chỗ thiếu sót. Lại từ Trình Lâm tiên tử đem Tống U U chuyển sinh, như vậy liền có thể lưu lại một cái hoàn thiện thật cửu u chúa tể Bá Tống. Có thể làm được sao? Bạch Tiền Bối hiếu kỳ nói. Nếu như có thể đem cầu u u chuyển hóa thành Tống U U, vậy liền rất có ý tứ a. Đến lúc đó... Tống U U chính là Tống chúa tể lại là cầu chúa tể, nhiều hăng hái. Nếu như đổi thành cái khác cửu U chúa tể, tỷ như Bạch Đạo Hữu, liền tuyệt đối không thể đến bổ sung Tống U U thiếu hụt. Nhưng là, đổi thành cầu chúa tể, liền hoàn toàn có khả năng. Đạo tử tự tin nói. Đạo tử đơn giản hướng đám người giải thích bên dưới mấy cái trọng điểm. Đầu tiên, đạo tử là giúp thiên đạo cầu phong tiền nhiệm thiên đạo, hắn khắc chế cửu U béo cầu. Nắm lấy cửu u béo cầu một chút uy hiếp chỗ. Tiếp theo, đạo tử trong tay có một lệ cửu u chúa tể bị dung hợp thành công án lệ đen nhánh mặt trời.
đối phương chính là bị nó tự thân đối ứng thiên đạo, dùng bất hủ vật chất cho dung hợp đặc thù tồn tại. Đạo tử chỉ cần trở về hảo hảo nghiên cứu một chút đen nhánh mặt trời cấu tạo, tiến hành đẩy ngược, liền có thể suy tính ra kỹ xảo tới. Xảo chính là, Tống Thư Hàng trên thân còn có bất hủ phì kình kim đan hẳn là có thể thỏa mãn dung hợp yêu cầu. Cuối cùng, còn có nho gia thánh nhân chi nhãn tại. Bá Tống đạt được một đôi nho gia thánh nhân chi nhãn về sau, cũng tướng tướng quan tuyến tác cùng đạo tử cộng hưởng qua. Chỉ cần có thánh nhân chi nhãn cộng một đầu trường sinh chi đạo, liền có thể kế thừa thánh nhân thôn phệ tồn tại năng lực. Ba vừa kết hợp, bá Tống dùng cầu UU bổ sung Tống UU thiếu hụt liền biến có thể thực hiện. Không cần đến đem cầu UU toàn bộ thôn phệ, chỉ cần thôn phệ dung hợp một bộ phận, kết hợp Tống UU tự thân, liền có thể đạt tới yêu cầu. Mân mê ra một cái hoàn chỉnh Tống UU sau, lại từ Trình Lâm dùng bí pháp đối với hắn tiến hành chuyển sinh, đem Tống UU bảo tồn, quả thực hoàn mỹ. Đạo tử lại mượn nhờ thiên đạo tính toán năng lực, cẩn thận từ đầu tới đuôi suy tính một lần, xác nhận cái phương án này có thể thực hiện. Nói cách khác, gặm được một bộ phận cầu UU sao? Cũng không tệ, Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Ta liều mạng một thanh, chỉ cần thiên đế tử chịu giúp ta, ta vấn đề cũng không lớn. Trình Lâm tiên tử suy tư nói. Như vậy cuối cùng, đem lão sư năng lực thiên phú kế thừa chuyện kế tiếp, trước hết đưa vào danh sách quan trọng. Đạo tử đưa tay, đem béo cầu đại lão tạm thời phong ấn. Chỉ chờ Tống Thư Hàng kế thừa thánh nhân năng lực, hắn bên kia thôi diễn ra đen nhánh mặt trời dung hợp thủ pháp, kế hoạch này liền có thể triển khai. Đang lợi dụng thánh nhân chi nhãn trước, chúng ta còn phải thử trước một chút, có thể hay không để thánh nhân chi nhãn từ tiêu hao phẩm biến thành sạc dự phòng. Tống UU nhắc nhở. Diệu nha, thỏa, đạo tử trong lòng vui mừng. Nếu như có thể mà nói. Hắn hy vọng lão sư lưu lại con mắt, không cần biến mất. Cái này nghiên cứu hạng mục, ta phân một bộ phận tâm thần, giúp đỡ bọn ngươi một tay chi lực. Các ngươi có thể thông qua tâm thần của ta, mượn dùng thiên đạo cấp tính toán năng lực. Đạo tử bảo đảm nói. Nếu như kế thừa lão sư bí pháp, lại không cần tiêu hao hết một con tròng mắt, đạo tử sẽ phi thường vui lòng. Mặc dù một đôi thánh nhân chi nhãn đều đưa cho bá Tống, quyền sở hữu đã về đối phương tất cả. Nhưng dù sao, đây là lão sư lưu lại số lượng không nhiều di vật một trong. Thánh nhân di vật cứ như vậy nhiều, dùng xong một kiện liền thiếu đi một kiện, không cách nào lại được bổ sung. Nếu như có thể biến thành có thể tuần hoàn lợi dụng, đạo tử đương nhiên phải toàn lực ủng hộ. Ước định cẩn thận về sau, thiên đạo cộng mấy vị cửu u chúa tể cộng mấy vị giữa thiên địa đứng đầu nhất trường sinh giả đại lão cộng phía sau màn yên lặng kính dâng chính mình lượng tóc long lạc nữ sĩ. Cùng một chỗ dắt tay bắt đầu cộng đồng đánh hạ cùng một cái kỹ thuật nan đề. Đạo tử tại cống hiến ra chính mình thiên đạo cấp tính toán năng lực về sau, tự thân lại vùi đầu vào nghiên cứu đen nhánh mặt trời hạng mục bên trong hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn, nghiên cứu ra nếu như dung hợp cửu u chúa tể cái này đỉnh kỹ thuật. Bạch Tiền Bối sẽ phụ trợ đạo tử nghiên cứu, hắn là chỉ có mấy cái có thể nhìn thẳng bất hủ tin tức lại sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng tồn tại, cho nên đang nghiên cứu đen nhánh mặt trời quá trình bên trong. Bạch Tiền Bối sẽ mượn nhờ Kim Đại Thối làm vật trung gian, tham dự vào đạo tử hạng mục bên trong đi. Đồng thời, Bạch Tiền Bối có một đám nghiên cứu hình phân thân sẽ cùng Trình Lâm, Ban Văn Long cùng nhau nghiên cứu thế nào đem thánh nhân chi nhãn cùng bất hủ phì kình kim đan kết nối, để thánh nhân chi nhãn từ duy nhất một lần tiêu hao pin biến thành sạc dự phòng. Trình cầu đàn lại sẽ phân hóa ra hai bộ phận, thêm ra một bộ phận, chuẩn bị cùng bị phong ấn béo cầu đại lão tiếp xúc. Sớm làm quen một chút béo cầu đại lão khí tức, lực lượng thuộc tính, thân thể số liệu loại hình, vì chuyển sinh hoàn mỹ Tống UU làm chuẩn bị. Về phần lần này đỉnh mục đích nhân vật trọng yếu Tống UU, hắn chỉ dùng tọa chấn ma hải thế giới, lặng lặng chờ lấy các đại lão công việc bếp núc tức tốt. Nhiều nhất cùng bản thể bá Tống đồng dạng, ngẫu nhiên xung làm một chút bị nghiên cứu vật phẩm. Dù sao, Tống UU cùng bá Tống nhiệm vụ chủ yếu nhất không phải nghiên cứu hạng mục, mà là bế quan tu luyện. Vì chiếu cố Tống Thư Hàng, cũng vì đề cử U, hiện thế mấy vị nhân viên nghiên cứu có thể tại cùng một cái hoàn cảnh bên dưới tiến hành thí nghiệm. Đạo tử chi kỷ đem bá Tống bế quan thời gian bí cảnh mở tại cử U, hiện thế trong khe hẹp. Kể từ đó, mặc kệ là cử U chúa tể Bạch Tiền Bối, vẫn là Trình Lâm, thiên đế tử bọn người, đều có thể tiến vào thời gian bí cảnh bên trong, mượn nhờ thời gian bí cảnh thời gian kéo dài, rút ra nhiều thời gian hơn dùng để nghiên cứu.
thời gian bí cảnh bên trong. Tống Thư Hàng bản thể tắm rửa thay quần áo. Hắn đổi lại một bộ trắng thuần trang phục, thậm chí còn cố ý đốt hương, đốt nến, tràn ngập nghi thức cảm giác. Sau đó, tiếp xuống ta muốn làm gì? Bá Tống lên tiếng hỏi. Đây là hắn lần thứ nhất, như thế chính thức cũng nghiêm túc làm tốt bế quan chuẩn bị. Mà lại, lần này hắn muốn bế quan không phải một ngày hai ngày, không phải một tháng hai tháng, hắn làm xong bế quan mấy chục năm chuẩn bị tâm lý. Chính ngươi cũng không biết làm cái gì. Vậy ngươi còn tới bế cái gì quan? Đừng bế, tắm một cái ngủ đi. Xích Tiêu Kiếm tiền bối đâm Tống Thư Hàng trái tim, kỹ thuật đã đạt đến hạ bút thành văn cảnh giới. Tống Thư Hàng. Bản thể, chúng ta lần bế quan này mục đích chủ yếu là vì hoàn thiện thứ hai trường sinh pháp. Cho nên, ta đề cử lấy cái này vì mục tiêu cuối cùng, chúng ta lập một chương công khóa biểu. Không đạt mục đích, thề không xuất quan. Tống Thư Hàng trên bờ vai, Tống Béo Cầu từ áo khoác hoán đổi thành soái khí áo choàng, lên tiếng nhắc nhở nói. Tống Béo Cầu cùng Cửu U thế giới Béo Cầu ở giữa liên tiếp, bây giờ đã bị đạo tử tự tay che đậy qua không được bao lâu, chờ Tống U U cùng Cầu U U triệt để dung hợp về sau, đến lúc đó Tống Thư Hàng chính là Tống Béo Cầu chân chính bản thể. Thậm chí đạo tử tiền bối còn có càng sâu một tầng dự định, hắn trong bóng tối quan sát lấy Tống Béo Cầu, nếu như cảm giác thích hợp, đạo tử tiền bối còn chuẩn bị tại Tống U U cùng Cầu U U hợp thể thời điểm, đem Tống Béo Cầu cũng đánh vào trong đó. Đến lúc đó, tân sinh Tống Cầu U U, đem cùng bây giờ Tống Béo Cầu đồng dạng, trở thành Tống Thư Hàng chân chính trợ lực. Không cần Bá Tống lại nhất tâm nhị dụng, phân thần khống chế. Có hắn trong bóng tối phụ đạo, không cần lo lắng Tống Béo Cầu sẽ khôi phục Béo Cầu. Dù là hắn từ thiên đạo chi vị bên trên sụp đổ về sau, chỉ 80-100 năm bên trong, Tống Béo Cầu ý thức cũng sẽ không biến hóa. Về phần 80-100 năm sau, vậy thì càng không cần lo lắng. Lúc kia, hoặc là Bá Tống đã chứng đạo bất hủ, cái kia Tống Béo Cầu vĩnh viễn là Tống Béo Cầu. Hoặc là, đoàn người kế hoạch thất bại, chư thiên vạn giới bị hủy bởi đen nhánh mặt trời kế hoạch bên trong. Thế giới đều xong đời, còn có cái gì tốt lo lắng? Công khóa biểu, hoàn toàn chính xác, ta cần như thế một vật. Tống Thư Hàng hất lên áo choàng, ngồi xếp bằng tốt. Đầu tiên, cấp cuối mục tiêu là hoàn thiện thứ hai trường sinh pháp, cái kia tất cả công khóa, đều lấy cái này là điều kiện tiên quyết, tiến hành an bài. Sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng nhếch lên, có đầu mối sao? Có. Trước đó đang mượn đạo tử tiền bối thiên đạo thị giác quan sát chư thiên vạn giới về sau, tâm ta có cảm giác. Mà lại, tiếp xúc đạo tử tiền bối bất hủ tin tức, đen nhánh mặt trời trên người bất hủ tin tức, cũng làm ta có rất nhiều thu hoạch. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Dứt lời, hắn lấy ra giấy cùng bút, nâng bút trên giấy viết xuống, khóa thứ nhất, quan sát trường sinh chi pháp. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung bên trên hai chữ đại lượng. Tống Thư Hàng thứ hai trường sinh pháp quá to lớn, hắn cần đại lượng trường sinh chi pháp lý luận, mang cho hắn linh cảm. Tha sơn chi thạch, có thể công ngọc. Chúng ta có thể vì ngươi cung cấp chính mình trường sinh chi pháp tin tức. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt lên tiếng nói, nhưng là, muốn đại lượng, chúng ta mấy cái chỉ sợ không đủ a. Tống Béo Cầu áo choàng nói, vấn đề này, việc rất nhỏ. Tiếp xuống ta sẽ chủ động thay thế bản thể, đi chinh chiến chư thiên vạn giới. Lần này, ta muốn chủ động tới cửa khiêu chiến. Phàm là kẻ bại, liền muốn trả giá đắt. Ta sẽ đem kẻ bại đều kéo tới, từ bọn hắn chính miệng hướng bản thể giảng thuật trường sinh chi đạo áo ý. Siêu ư, bia đá đạo hữu gật đầu nói, ta có thể trợ áo choàng đạo hữu một tay chi lực, mang ta lên đi. Mặt khác, lại mang lên vị kia tám tay viễn cổ thiên ma đại lão, hắn có thể cùng chúng ta chia ra hành động, khiêu chiến chư thiên vạn giới. Bản thể đối trường sinh giả còn có yêu cầu sao? Tống Béo Cầu áo choàng lại dò hỏi. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, đáp, tốt nhất là cùng công đức, sinh tử hai đại loại có liên quan trường sinh chi đạo, trọng điểm chiếu cố. Mặt khác, chư thiên vạn giới các đại chủng tộc trường sinh giả, mỗi cái khác biệt chủng tộc, tận lực đều muốn có hàng mẫu tương đối tốt. Khác biệt hệ thống tu luyện, nếu như không có trường sinh giả, đỉnh tiêm kiếp tiên cũng được. Thông qua nhập mộng đạo tử về sau, hắn đối thứ hai trường sinh pháp đã có một chút đầu mối. Khác biệt chủng tộc, khác biệt hệ thống tu luyện, mặc kệ là người, là yêu, là ma, là quỷ. Tại thứ hai trường sinh pháp bên trong, tất cả đều chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Mặt khác, thứ hai trường sinh pháp không cần giống thứ nhất trường sinh pháp như thế,
một hơi lĩnh ngộ hoàn chỉnh trường sinh chi đạo. Hắn thứ hai trường sinh pháp, có thể thông qua mô đun tổ hợp phương thức, từng khối ghép lại mà thành. Chính là khả năng này, để Tống Thư Hàng thấy được hoàn thiện thứ hai pháp hy vọng. Muốn một hơi ngộ toàn thứ hai trường sinh pháp, bước chân quá lớn, sẽ kéo đến vượt. Nhưng nếu như là thông qua lĩnh ngộ từng cái trường sinh chi đạo tiểu mô đun, cuối cùng tiến hành tổ hợp phương thức, nhìn như hoàn toàn không có khả năng hoàn thiện thứ hai pháp, cũng trở nên có cơ hội. Ta trường sinh pháp là khô vinh chi pháp, cùng sinh tử có quan hệ. Có lẽ ngươi có thể dùng tới. Sở các chủ ngốc mau nói, như vậy, quan sát trường sinh chi pháp khóa thứ nhất, liền từ ta mở ra đầu A. Làm được, bất quá sở tiền bối, mặc dù giữa chúng ta rất quen, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút. Tiếp xuống ngươi muốn cùng ta giảng không phải phổ thông trường sinh giả giảng pháp, mà là bản thân ngươi trường sinh chi pháp huyền bí. Cho nên, làm ngươi đang giảng pháp quá trình bên trong lúc, nếu có không nguyện ý lộ ra tin tức, bị ta đặt câu hỏi lúc, ngươi có thể cự tuyệt ta hỏi thăm. Tống Thư Hàng chân thành nói, trường sinh chi pháp huyền bí, chính là trường sinh chi pháp hạch tâm nguyên tố, là sở các chủ trường sinh pháp bí mật lớn nhất. Cho nên, quá trình này không thể để cho các tiền bối khó xử. Được rồi, loại chuyện này chúng ta so ngươi rõ ràng hơn. Sở các chủ ngốc mau theo gió lắc lư, dáng vẻ thướt tha mềm mại, nếu có không nguyện ý, cũng không cần miễn cưỡng. Nguyện ý, liền sẽ đem chính mình trường sinh pháp cùng ngươi giảng giải, sẽ không cưỡng cầu. Cái kia sở tiền bối, ngươi tại giảng giải trường sinh chi pháp huyền bí thời điểm, ta có thể không thể đưa nó thu một bộ phận. Thu xong kết quả, ta sẽ giao cho ngươi, lại tiến hành một lần cắt giảm. Tống Thư Hàng lại trưng cầu đồng ý nói. Sở các chủ ngốc mau không cần suy nghĩ sâu xa, lập tức liền đoán được Tống Thư Hàng ý nghĩ, ngươi muốn đem những thứ này giảng pháp nội dung ghi lại đến, tương lai trở thành tu lưu hệ thống giảng pháp trực tiếp sử dụng. Có ý nghĩ này, nhưng bộ phận chỗ sâu nội dung, ta sẽ thiết lập quyền hạn, cái cung cấp nội bộ tiêu hao. Vẻn vẹn cho Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối, cùng mấy vị quen biết quan hệ hơi tốt đạo hữu quan sát cơ hội. Tống Thư Hàng trả lời, đến lúc đó, kiếm linh thạch, chúng ta chia đôi. Có thể, những thứ này ngươi an bài. Sở các chủ ngốc mau lắc lư nói nàng đối linh thạch luôn luôn không thế nào coi trọng, lúc trước nàng bích thủy các bên trong cất giấu rất nhiều thiên tài địa bảo cùng linh thạch, ném đi nàng cũng không chút đau lòng. Dù sao nàng cùng Tống Thư Hàng khác biệt, nàng có thể tồn được tiền. Chỉ cần nàng bản thể triệt để khôi phục về sau, linh thạch thứ này muốn nhiều ít, đều có thể kiếm được. Tống Thư Hàng nhoẻn miệng cười. Cái này sóng qua đi, hắn tu lưu hệ thống bên trong đem tồn trữ đại lượng trường sinh giả giảng pháp phúc lợi. Tương lai, vì xem những thứ này trường sinh giả giảng pháp video, tất nhiên sẽ có đại lượng người tu luyện tục phí VIP, cũng móc linh thạch quan sát những thứ này giảng pháp. Tài nguyên cuồn cuộn tương lai, đang chờ hắn. Mà cái này tương lai, sẽ không quá lâu. Nói không chừng sau mười mấy ngày, hắn liền có thể trở thành một cái có linh thạch người. Vậy bản thể, ta cái này hẹn vị kia thái cổ thiên ma đạo hữu, cùng nó cùng một chỗ xuất chiến. Tông béo cầu áo choàng chủ động chóc ra, lăn khỏi chỗ hóa thành viên viên hình cầu. Ngoại giới thời gian cùng cái này thời gian bí cảnh có chênh lệch cực lớn khoảng cách, cho nên nó nhất định phải giành giật từng giây. Đi vì bản thể nhiều đãi mấy vị bảo bối trường sinh giả trở về. Tỷ như lần trước tại trên hỏa tinh bại vào nó tay mấy vị kia, vừa vặn đều có thể kéo qua góp số lượng trước. Đi thôi, bất quá chúng ta tại trên thái độ thoáng nhu hòa một chút, lễ phép một chút. Dù sao, chúng ta còn cần đối phương vì ta giảng thuật trường sinh pháp huyền bí. Tống Thư Hàng nói, ta minh bạch, đây chính là bản thể nhân đạo cùng vương đạo. Tống béo cầu một bộ bản thể ta hiểu ngươi khí thế. Bia đá đạo hữu, ta tùy ngươi cùng một chỗ. Nó đi theo Tống béo cầu, có thể tạo được quan sát đối phương trạng thái tác dụng, vạn nhất Tống béo cầu bệnh phát, nó có thể ngay lập tức thông chi Tống Thư Hàng. Mặt khác, so với sau đó không lâu giận đối bất hủ đen nhánh mặt trời cái này cửu u chúa tể cộng thiên đạo hợp thể, bia đá đạo hữu cảm giác chính mình thà rằng đi đối trường sinh giả. Hiện tại nó tại bạch chúa tể cường hóa bên dưới, cũng đã đạt đến trường sinh giả thần binh cấp độ. Chỉ cần linh thạch cùng năng lượng đầy đủ, nó thậm chí có thể bộc phát ra ngắn ngủi đạo khí uy lực. Tống béo cầu hình cầu có chút chỉ vào. Bia đá đạo hữu phi thân một tràng, treo trên người Tống béo cầu. Lại nói, đạo hữu trên người ngươi chữ là do ai viết? Vì cái gì đều khiến ta cảm giác có loại cảm giác thân thiết.
Tống Béo Cầu một bên mang theo bia đá đạo hữu hướng thời gian bí cảnh bên ngoài đột, một bên dò hỏi. Thân thiết, bia đá đạo hữu hơi sững sờ, nói, là thư hàng một vị đáng tin tiền bối vì ta để chữ. Thì ra là thế, là bản thể đáng tin tiền bối. Khó trách chữ này để ta cảm giác tức quen thuộc, lại thân thiết. Trong lúc mơ hồ, lại có chút muốn siêu việt cảm giác. Bản thể tiền bối, đối với hắn mà nói nhất định rất trọng yếu đi. Tống Béo Cầu hí hư nói. Đúng vậy, bia đá đạo hữu đáp. Nó đột nhiên có chút hối hận muốn cùng Tống Béo Cầu cùng ra ngoài. Giờ này khắc này, chư thiên vạn giới những người tu luyện, ngay tại trấn an chính mình viên kia trước đó như là hươu con sông loạn tâm nhi. Kết thúc a, chư thiên vạn giới người tu luyện thầm nghĩ trong lòng. Loại kia không ngừng bị cưỡng chế tâm động quá trình, tựa hồ rốt cục có một kết thúc. Thiên đạo đạo tử cùng bá tống tao thao tác, cuối cùng kết thúc. Không hổ là bá tống, rõ ràng mỗi lần thiên đạo chứng đạo bất hủ lúc, náo động nhất tuyệt đối là chứng đạo bất hủ thiên đạo bản thân. Nhưng lần này đạo tử đại lão chứng bất hủ, bá tống nhưng cố có thể cùng đạo tử đại lão bất phân thắng bại, hai người cộng hưởng thiên hạ, lực lượng ngang nhau. Chư thiên vạn giới thư giới bên trong, có một vị tại thời kỳ viễn cổ. Thiên đế thời đại về sau, chứng đạo trường sinh đại lão. Hí hư nói. Vị này trường sinh giả đại lão, hai mắt nhắm chặt, tay phải vung bút, bắt đầu đem cái này sự tình ghi chép lại. Thư giới, là một cái so mộng giới còn muốn nhỏ một chút chư thiên vạn giới đặc thù thế giới một trong, mà vị này trường sinh giả chính là thư giới người cầm quyền cũng không phải là giới chủ. Hứng thú của hắn, chính là ghi chép chư thiên vạn giới phát sinh sự kiện trọng đại. Mà gần nhất, hắn ghi chép lại sự kiện lớn bên trong. 89 phần 10 đều cùng bá tống có quan hệ. Để cho tiện ghi chép, vị này thư giới trường sinh giả đã đem bá tống chuyên môn lấy ra, thành lập một cái hồ sơ. Cũng không biết tương lai, bá tống còn đem vì chư thiên vạn giới mang đến loại biến hóa nào. Thư giới trường sinh giả ngừng bút, lại nhìn phía bên cạnh mình một vị hảo hữu, liên quan tới lúc này, vô ngọc ngươi thấy thế nào? Ta còn có thể thấy thế nào? Ta trước đó không lâu tại Thái Dương hệ hỏa tinh bên cạnh quan chiến, mắt thấy bá tống phân thân sâu trùy từng tôn trường sinh giả, ta hiện tại hy vọng có thể lựa chọn nằm sấp ngẩng đầu nhìn bá tống. Bạn tốt của hắn, trường sinh giả vô ngọc tiên tử ngẩng đầu vọng thiên. Vô ngọc tiên tử trường sinh chi đạo là đặc thù hệ kim loại trường sinh pháp. Nàng chân thân không rõ, tu luyện công pháp chính là kim hệ công pháp. Nàng lấy hệ kim loại chứng trường sinh về sau, cách mỗi ngàn năm. Thân thể của nàng trạng thái sẽ từ một loại kim loại chuyển hóa thành một loại khác kim loại, từ kim chuyển đổi đến ngân, hoặc từ ngân chuyển đổi đến chrome, cách mỗi ngàn năm liền có thể tùy tâm sở dục chuyển đổi một lần. Mỗi một lần chuyển đổi chính là thuế thai hoán cốt quá trình. Gõ gõ lúc này, thư giới ngoại truyền đến tiếng gõ cửa. Người tốt, xin hỏi mới vừa rồi là có người đang gọi ta sao? Một cái thiện lương thanh âm tại thư giới bên ngoài vang lên chính là tuân theo bản thể chỉ lệnh. Muốn lễ phép đối xử mọi người Tống Béo Cầu. Ai, vô ngọc tiên tử phản xạ có điều kiện đáp nàng cảm giác cái này tại thư giới bên ngoài gõ cửa đạo hữu, thanh âm hết sức quen thuộc, làm nàng run rẩy. Bất quá bởi vì cái này thanh âm đang tận lực đè thấp cuống họng, lộ ra phi thường ôn nhu, cho nên vô ngọc tiên tử trong lúc nhất thời không cách nào đem thanh âm này cùng nàng trong trí nhớ vị nào người quen thuộc thanh âm liên hệ đến cùng một chỗ. Ứng xong, vô ngọc tiên tử lại nhìn phía hảo hữu của mình. Thư giới trường sinh giả. Cái này thư giới là nàng hảo hữu địa bàn, hảo hữu mặc dù không phải thư giới giới chủ, nhưng là hắn là toàn bộ thư giới thực tế người cầm quyền, cùng giới chủ cũng liền chênh lệch cái quan phương nhận chứng thân phận. Ta vừa rồi kêu tên ai rồi? Vô ngọc tiên tử nhìn qua hảo hữu, hỏi. Bá tống, thư giới trường sinh giả nhàn nhạt đáp. Vô ngọc tiên tử. Náo đâu? Ta liền thuận miệng đề câu bá tống. Bá tống liền trực tiếp xuất hiện ở ngoài cửa gõ cửa. Cái này còn có để hay không cho người vui sướng chơi đùa. Mà lại, ta chưa hề nói bá tống nói xấu chứ. Tương phản, ta là đang cùng mình hảo hữu nhắc lên bá tống uy phong chuyện cũ đâu. Vì lông dưới tình huống như vậy, còn muốn bị bá tống tra đồng hồ nước. Mở cửa sao, thư giới trường sinh giả hỏi trên thực tế, lấy bá tống đại lão thực lực, có mở hay không cửa đều như thế. Coi như không mở cửa, đối phương còn là có thể tùy tiện xông tới. Dù sao, thư giới chỉ là chư thiên vạn giới bên trong một giới. Mà hắn cũng không phải chân chính giới chủ,
không thể đem nơi này vạch thành chính mình tư hữu địa bàn. Mở đi, Vô Ngọc tiên tử nghĩ nghĩ về sau, nói. Chủ yếu là bên ngoài, bá tống thanh âm lộ vẻ rất ôn nhu, nghe tựa hồ cũng không có ác ý bộ dáng. Có lễ phép lại ôn nhu, thả hắn tiến đến, hắn luôn không khả năng chùy nàng a. Được, vậy ta thả bá tống đạo hữu tiến đến. Thư giới trường sinh giả chỉ tay một cái, sau đó lại bổ sung, nói đúng ra, hẳn là bá tống phân thân. Chính là ngươi thấy, tại trên hỏa tinh sâu trùy chư thiên vạn giới trường sinh giả cái kia. Vô Ngọc tiên tử. Một cái cổng không gian chậm rãi mở ra. Thể lỏng quả cầu kim loại biến thành bá tống, eo buộc một khối tiểu thạch bia, bộ mặt duy trì lấy cứng ngắc thiện lương mỉm cười, đi tới thư giới trường sinh giả cùng Vô Ngọc tiên tử trước mặt. Bá tống đạo hữu mạnh khỏe. Thư giới trường sinh giả nhắm con ngươi, gật đầu mỉm cười. Bần đạo Vô Ngọc, hoan nghênh bá tống đạo hữu. Vô Ngọc tiên tử cũng đối bá tống đạo hữu phân thân hành lễ. Mặc dù đối phương chỉ là tôn phân thân, nhưng chiến lực siêu quần, nhất định phải đưa nó xem như là bá tống đích thân tới mới được. Bần đạo chính là bá tống cầu phân thân, gặp qua hai vị trường sinh giả đạo hữu. Tống béo cầu thanh âm, đang tận lực bắt trước bản thể loại kia ôn nhu tiếng nói tuyến. Lên tiếng nói. Vô Ngọc tiên tử có chút dùng mình một cái dù là trước mặt bá tống phân thân trên mặt nụ cười ôn nhu, nhưng nó trong xương bên trong, vẫn như cũ tản ra ngang ngược, phá hư khí tức. Tôn này bá tống phân thân, chủ sát phạt. Vừa rồi, hai vị đạo hữu đang gọi ta sao? Ta mới từ nơi đây đi ngang qua, nghe được các đạo hữu đang gọi ta về sau, ta liền tới cửa một thuật. Tống béo cầu có lễ phép nói. Nó vốn là muốn đi tìm Nguyệt Như Hỏa đạo hữu. Chính là vị kia tại hỏa tinh chi thời gian chiến tranh, vị thứ nhất bại bởi nó, nhưng lại cùng nó đánh đàn ngôn hoan, kết làm bạn tốt trường sinh giả. Tống béo cầu cảm giác lấy chính mình cùng Nguyệt Như Hỏa đạo hữu giao tình, kéo hắn tới cho bản thể nói một chút trường sinh chi đạo áo nghĩa cũng không thành vấn đề. Kết quả ở nửa đường bên trong, đột nhiên nghe được có người gọi nó danh tự. Nó sinh lòng cảm ứng, liền tiến lên gõ cửa. Cái này vừa gõ, liền gõ ra hai cái kinh hỉ lớn hai tôn trường sinh giả, sống. Mà lại, là nó không có trùy qua trường sinh giả. Đặc biệt là vị tiên tử này, người nhìn nàng cái kia kim thuộc tính chất thân thể, xem xét liền quý giá vô cùng, cùng nó thể lỏng kim loại thân thể hữu duyên. Mà lại vị tiên tử này trường sinh chi đạo, trong lúc mơ hồ ẩn chứa thoát thai hoán cốt hương vị, cùng sinh tử pháp tắc trong lúc mơ hồ có thể nhấc lên một chút quan hệ. Phù hợp bản thể bá tống yêu cầu cùng điều kiện. Bên cạnh vị kia tản ra thư hương hương vị trường sinh giả, mặc dù nhìn không ra hắn trường sinh chi đạo tường tình, nhưng loại thư sinh này vị trường sinh chi đạo, khẳng định cũng có thể để bản thể mừng rỡ. Tống béo cầu càng xem, cầu trên thân hóa ra con mắt liền càng phát ra sáng tỏ. Thật tốt! Bản thể quả nhiên không có nói sai, có lễ phép thật sự là chuyện tốt. Chính là bởi vì nó có lễ phép, mới có thể gặp bên trên như thế hai tôn trường sinh giả đạo hữu. Bá tống phân thân đạo hữu ngươi hiểu lầm, ta cùng hảo hữu Vô Ngọc tiên tử chỉ là nhắc lên đạo hữu ngươi tại trên hỏa tinh thay thế bá tống trận chiến kia quá trình, trong lúc đó nhắc lên bá tống đạo hữu danh hiệu, khả năng khiến đi ngang qua ngươi sinh ra cảm ứng. Thư giới trường sinh giả mỉm cười, đâu vào đấy đáp. Thì ra là thế, đây chính là duyên a, cười ha ha tống béo cầu nói. Vô Ngọc tiên tử, là duyên. Duyên phận tới luôn luôn kỳ diệu như vậy. Tóm lại, tùy tiện cùng bá tống phân thân tâm sự, sau đó tìm cơ hội đưa nó đưa tiễn đi. Đã có duyên như vậy Vô Ngọc tiên tử, chúng ta tới trước đánh một trận đi. Tống béo cầu nói, bắt đầu hoạt động thân thể, một bộ ta muốn chửi ngươi giá thức. Vô Ngọc tiên tử, ngọa thảo, vô tình. Ngươi không phải nói cùng chúng ta hữu duyên sao? Ngươi hữu duyên chính là muốn chửi chúng ta. Phát rồ. Cũng may bên cạnh thư giới trường sinh giả, duy trì bình tĩnh, bá cầu đạo hữu trước không nên gấp, chúng ta thư giới là chư thiên vạn giới bên trong rất nhỏ một cái thế giới, chịu không được quá lớn dày vò. Bá cầu đạo hữu đã cùng chúng ta hữu duyên, vậy không bằng trước tiên nói một chút, người muốn làm chuyện gì? Nếu như không cần thiết, chúng ta tận lực có thể nhảy qua chiến đấu cái này khâu. Thư giới trường sinh giả mặc dù hai mắt nhắm chặt, nhưng hắn một mực tinh tế cảm ứng đến tống béo cầu trạng thái. Hắn có một loại bí pháp, có thể xuyên thấu qua khí chàng loại vật này, đến đối phương tiến hành một chút dự đoán. Đối phương phát hiện chính mình cùng Vô Ngọc tiên tử về sau, liền lộ ra mừng rỡ khí chàng.
đón lấy, liền như có chút suy nghĩ. Sau đó đưa ra chiến đấu yêu cầu hiển nhiên, cái này bá tống phân thân là mang theo mục đích nào đó, đang tìm kiếm cùng loại hắn cùng vô ngọc tiên tử dạng này người. Hắn cùng vô ngọc tiên tử ở giữa có không ít trung điểm, trong đó lớn nhất thuộc về trường sinh giả thân phận. Bây giờ thiên đạo đã chứng đạo, trong thời gian ngắn đã không có cướp đoạt thiên đạo chi vị cơ hội, bá tống vì sao còn muốn kịch chiến trường sinh giả. Nhảy qua chiến đấu khâu, tống béo cầu cảm giác khá là đáng tiếc, nó vẫn là nghĩ trùy xong lại nói. Lúc này, treo ở eo âm bia đá đạo hữu rốt cục nhìn không được, phát ra tiếng nói, trên thực tế, chúng ta đang tìm kiếm trường sinh giả, một phương diện muốn tiến hành khiêu chiến, cũng hy vọng lập xuống ước định. Nếu như có thể mà nói, chúng ta muốn để trường sinh giả các đạo hữu đi cùng bá tống bản thể gặp một lần. Thấy bản thể, làm gì, vô ngọc tiên tử có chút hoảng. Bản thể muốn giải một chút đủ loại trường sinh đạo, áo nghĩa. Tống béo cầu nói, nếu như tiên tử ngươi đồng ý, ta cái này mang ngươi tới nhìn một chút bản thể của ta. Nếu như không được, chúng ta đánh một trận. Yên tâm, tiên tử đi gặp bá tống bản thể về sau, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hiện tại bá tống bản thể, là cái đại bảo tàng. Tiên tử chỉ cần cùng hắn gặp mặt một lần, nhất định có thể thu hoạch rất nhiều. Bia đá đạo hữu tại bên cạnh nói bổ sung. Tống béo cầu phụ trách hát mặt đen, bia đá đạo hữu phụ trách hát mặt trắng. Mà lại, bia đá đạo hữu cũng không có nói láo hiện tại tống thư hàng, đối với chư thiên vạn giới trường sinh giả đến nói, đích thật là cái đại bảo tàng. Phải biết, bá tống cùng đạo tử ở giữa một mực duy trì liên hệ chặt chẽ. Mà lại, hắn vừa kinh lịch thiên đạo tầm nhìn, từ nhập mộng trạng thái bên trong rời khỏi. Bây giờ tống thư hàng trên thân, ẩn chứa một chút trải qua thân thể của hắn chuyển hóa sau bất hủ tin tức còn sót lại. Nhìn thẳng bất hủ tin tức, liền đỉnh tiêm trường sinh giả cũng phải lâm vào yên nghỉ. Nhưng những thứ này trải qua chuyển hóa bất hủ tin tức còn sót lại, lại có thể bị trường sinh giả nhóm bắt, phân tích. Nếu như vận khí tốt, có thể đúc xuống cơ sở. Tương lai nói không chừng có thể tiến thêm một bước, tiếp xúc càng thâm ảo hơn bất hủ tin tức. Không chỉ có như thế. Hiện tại bá tống, tại hoàn thiện chính mình thứ hai trường sinh pháp. Trong lúc này, hắn trên cơ bản là đứng tại vượt qua trường sinh giả tầm nhìn, đến đối đãi sự vật. Trường sinh giả nhóm nếu như hướng bá tống hiện ra chính mình trường sinh pháp áo nghĩa, nói không chừng còn có thể từ tống thư hàng cái kia đạt được một chút phản hồi. Bổ túc tự thân, làm chính mình trường sinh chi đạo tiến thêm một bước. Đây mới thực là cả hai cùng có lợi cục diện. Duy nhất khó xử, chính là đại đa số trường sinh giả, cũng sẽ không hy vọng đem chính mình trường sinh áo nghĩa hướng người khác giải thích. Bia đá đạo hữu rời đi tống thư hàng về sau, liền thể hiện ra chính mình cao siêu cầu sinh dục. Đối đại lão loại chuyện này mặc dù rất kích thích, nhưng là lại kích thích sự tình cũng không thể mỗi ngày làm có phải không? Đối trái tim không tốt. Kích thích sự tình, một tháng hoặc là mấy tháng đi chơi một lần là được, mỗi ngày chơi, ai chịu được nha. Cho nên, tại tống béo cầu tận lực muốn đem sự tình hướng chiến đấu cái này một bên lôi kéo thời điểm, bia đá đạo hữu ngay tại hậu phương cố gắng phát huy tài ăn nói của mình, đem sự tình hướng hòa bình giải quyết bên trên dựa sát vào. Có thể dùng miệng pháo giải quyết chiến đấu, liền tận lực không muốn lên nắm đấm. Thật đến không cách nào hòa bình giải quyết thời điểm. Lại để cho tống béo cầu đăng tràng không muộn nó cũng sẽ toàn lực hiệp trợ tống béo cầu. Tống béo cầu nhíu mày, tâm lý có chút hối hận mang lên bia đá đạo hữu. Thân là cửu u chúa tể hóa thân, nó khát vọng chiến đấu cùng phá hư. Bên hông, cầu sinh dục chưa từng có mãnh liệt bia đá đạo hữu, nháy mắt liền phát giác tống béo cầu tâm tính ba động, cũng suy tính ra tâm tình của nó. Cho nên, bia đá đạo hữu lặng lẽ hướng tống béo cầu truyền âm, chúng ta thời gian có hạn. Ngoại giới thời gian trôi qua tốc độ, so bản thể tại thời gian bí cảnh bên trong trôi qua phải nhanh quá nhiều. Cho nên, chúng ta tận lực không thể lãng phí thời gian, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ, đem nhiều nhất trường sinh giả đạo hữu đưa vào đến thời gian bí cảnh bên trong, cung cấp bản thể hấp thu. Có đạo lý, ta vậy mà kém chút quên đi việc này. Tống béo cầu bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, bản thể trên người vật trang sức bên trong. Trừ cái kia tam thi phân thân có chút không quá thông minh dáng vẻ bên ngoài, cái khác vật trang sức đều vẫn là rất đáng tin cậy. Vậy chúng ta có thể cấp tốc dùng ngôn ngữ giao lưu giải quyết, liền hảo hảo giao lưu. Coi như muốn dùng chiến đấu giải quyết, ta cũng sẽ tận lực một đi lên liền mở lớn, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết địch nhân.
Tống Béo Cầu đồng dạng truyền âm nhập mật trả lời. Đối diện, Thư Giới Trường Sinh giả khóe miệng có chút run rẩy. Bí pháp của hắn, mặc dù không cách nào nhìn ra Tống Béo Cầu cùng Bia Đá Đạo Hữu giao lưu tình huống cặn kẽ, nhưng thông qua khí chẳng biến hóa, Tống Béo Cầu cảm xúc chuyển hóa, Thư Giới Trường Sinh giả trong mơ hồ có thể đoán được một chút đại khái. Tỷ như, nếu như không đáp ứng, hắn cùng hảo hữu Vô Ngọc tiên tử chỉ sợ muốn bị truy một trận. Vô Ngọc, nếu như chúng ta hai cái liên thủ, ngươi cảm thấy có hy vọng đánh thắng đối diện bá Tống phân thân sao? Thư Giới Trường Sinh giả duy trì điềm tĩnh thiếu dung, một bên âm thầm dò hỏi. Nếu như chỉ có bá Tống phân thân, người ta hai chọi một, thoáng có chút tỷ số thắng. Nhưng nếu như tăng thêm bên hông hắn khối kia bia đá, ta cảm giác chúng ta phần thắng không lớn. Vô Ngọc tiên tử trả lời. Nàng là hỏa tinh sự kiện người đứng xem, đối Tống Béo Cầu chiến lực có một cái phi thường trực quan hiểu rõ. Đồng thời, nàng chú ý tới khối kia trên tấm bia đá, ẩn ẩn khắc họa lấy bốn cái phi thường khủng bố văn tự. Cái kia văn tự làm nàng tim đập nhanh. Cái kia, người muốn đánh một trận không? Thư Giới Trường Sinh giả hỏi. Ta não khét, Vô Ngọc tiên tử liếc mắt. Hỏi cái gì ngốc vấn đề đâu? Ta tại sao phải cùng bá Tống phân thân đánh? Coi như chúng ta liên thủ có thể đánh qua bá Tống phân thân, nhưng người ta đằng sau còn có một cái càng sâu bá Tống bản thể đâu. Bá Tống bản thể tới về sau, vừa chừng mắt, người ta nói không chừng liền phải mang thai. Thân là cùng thiên đạo cộng đồng thăng thiên nam nhân, bá Tống mang thai chi nhãn hiện tại chỉ sợ đã cường hóa đến năm đó nho ra thánh nhân cảnh giới. Chư thiên vạn giới, có thể chống đỡ đạo hữu chỉ sợ không nhiều. Mà lại cùng nho ra thánh nhân khác biệt nho ra thánh nhân tính cách chính trực, liền xem như chiến đấu bên trong lúc, cũng hiếm có sử dụng mang thai ngưng thị cục diện. Nhưng bá Tống, theo đáng tin tình báo, bá Tống đã từng cùng người chiến đấu, đều là lấy mang thai ngưng thị bắt đầu. Vậy chúng ta liền không đánh, tiện thể, đi xem một chút bá Tống bản thể đi. Thư Giới Trường Sinh giả lộ ra mỉm cười. Nói thật, hắn đối bá Tống bản thể cảm thấy rất hứng thú. Ghi chép thật dày một quyển bá Tống truyện ký, có rất nhiều đồ vật, hắn muốn tự mình đi cùng bá Tống chứng thực một chút. Còn nữa, bá Tống đạo hữu, ngươi có phải hay không đang tìm Trường Sinh giả? Thư Giới Trường Sinh giả hỏi ngược lại. Tiên sinh đoán rất đúng, Tống Béo Cầu có lễ phép trả lời. Vậy thì thật là tốt, kỳ thật trong tay của ta có mấy vị Trường Sinh giả tọa độ, ta có thể cung cấp cho bá Tống đạo hữu. Thư Giới Trường Sinh giả con ngươi có chút mở ra. Lộ ra lưỡi dao đồng dạng hàn quang. Tống Béo Cầu. Vậy mà chủ động hướng chúng ta cung cấp Trường Sinh giả tọa độ. Trên thực tế, mấy vị kia đạo hữu cùng ta Thư Giới thoáng có chút ít ân oán. Cái này trăm ngàn năm qua, ma sát nhỏ không ngừng. Cho nên, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng bá Tống đạo hữu có thể tìm tới cửa, cho bọn hắn một điểm nhỏ kinh hỉ. Thư Giới Trường Sinh giả nói. Vô Ngọc tiên tử. Lại còn có dạng này thao tác. Khó trách đều nói, người đọc sách nhất xấu bụng. Tại ta sát phách thạch giới bên trong, có một chỗ gọi mực ao tiểu tiên cảnh, nơi đó cư trú một vị nhuộm mực đạo nhân, hắn là một vị phi thường thú vị Trường Sinh giả, là kế thạch hoàng về sau, thạch giới lại một tôn Trường Sinh giả, bọn hắn cái này nhất hệ Trường Sinh giả, bị đánh năng lực đều tương đối mạnh. Thư Giới Trường Sinh giả đề cử nói. Đón lấy. Thư Giới Trường Sinh giả lại hướng Tống Béo Cầu đề cử hai tôn Trường Sinh giả chỗ ở. Đề cử hoàn tất về sau, hắn chủ động bắt đầu chỉnh lý vật phẩm, mang theo Vô Ngọc tiên tử tiến về Tống Béo Cầu mở ra cổng không gian, đi gặp một lần tôn kia trong truyền thuyết bá Tống đại lão bản thể. Thời gian bí cảnh bên trong. Làm Vô Ngọc tiên tử cùng Thư Giới Trường Sinh giả bước vào trong đó lúc, lập tức cảm giác thời gian trôi qua, bị thay đổi. Loại thủ đoạn này. Đã hoàn toàn vượt qua Trường Sinh giả cảnh giới đi. Vô Ngọc tiên tử nhập môn liền bị chấn động một thanh. Đón lấy, hai tôn Trường Sinh giả ánh mắt, nhìn về phía bá Tống bản thể vị trí. Ở nơi đó, bá Tống ngốc mao, trên bờ vai móng vuốt, trường kiếm bên hông, tất cả đều tại lập lòe tỏa sáng, tản ra Trường Sinh chi đạo quang huy. Đồng thời, còn có một tôn lại một tôn Trường Sinh giả, ngay tại vượt qua không gian mà tới. Bắc Phương Đại Đế. Kim Cương Tự Đại Sư, Bạch Cốt Tiên Cơ, Thú Tu Giới Thần Long, Bạch Bào Kim Quái, Bạch Long Tỷ Tỷ. Một chuỗi Trường Sinh giả trăng tròn, huy mắt người đau. Mà lại, hư không bên trong, không gian chi môn còn tại liên tục không ngừng mở ra.
còn có càng nhiều trường sinh giả đại lão, ngay tại chạy tới trên đường. Bá Tống giao thiệp quan hệ, như thế phát đạt. Hay là nói, đây đều là bị Bá Tống chùy qua đạo hữu. Vô luận là loại nào quan hệ, đều có thể từ khía cạnh phản ứng ra Bá Tống đại lão khủng bố. Từ phương diện nào đó mà nói, Tống Thư Hàng nhân mạch hoàn toàn chính xác phi thường trượt. Nhập hành tu luyện tới hiện tại, hắn nhận biết trường sinh giả đại lão cùng đối qua trường sinh giả đại lão, mở yến hội lời nói đều có thể ngồi đầy hai bàn phía trên viễn cổ thời kỳ cực thịnh một thời thiên đình bên trong, tụ chư thiên vạn giới tinh anh, trường sinh giả số lượng cũng liền như thế hai bàn nhiều. Mà lại, Tống Thư Hàng mời những thứ này trường sinh giả các đại lão tới trải qua cũng rất đơn giản, hắn chỉ dùng hai đầu khác biệt tin tức, sau đó dùng tu lưu hệ thống quần phát ra ngoài. Một đầu là tiền bối giúp ta tọa độ thiên đạo thời gian bí cảnh, từ hiện thế ích tọa độ cửa vào hoặc là cửu u thế giới y cửa vào tiến đến. Đầu này là phát cho quan hệ đặc biệt sát trường sinh giả đại lão, tỉ như Bạch Cốt Tiên Cơ, Bắc Phương tiền bối, còn có đã nhìn xem Tô Thị A thập lục độ song thiên kiếp Bạch Long tỉ tỉ vân vân. Còn có một đầu là các tiền bối, muốn bất hủ tin tức sao? Nghĩ tiếp xúc một chút trường sinh giả liền có thể tiếp xúc bất hủ tin tức nguyên sao? Tới đi, đến ta nơi này, ta đem trường sinh giả tin tức đều cho các ngươi mời từ hiện thế ích tọa độ hoặc cửu u y tọa độ tiến đến mau tới. Cái tin này, hắn là phát cho một chút gặp mặt qua, thêm qua hảo hữu, quan hệ còn có thể trường sinh giả đại lão, tỉ như thú tu giới Gô Thánh Sơn phó bản bên trong đầu kia thần long tiền bối. Vừa rời đi không lâu bạch bào kim quái, rèn sát phương giả đông phương đại đế. Một đầu là tiền bối giúp ta ý tứ. Một đầu là các tiền bối đến phân bảo bối. Cái này hai đầu tin tức hiệu quả, như thư giới trường sinh giả cùng vô ngọc tiên tử thấy. Hai nhóm trường sinh giả, cơ hồ không phân tuần tự, liên tiếp vượt qua không gian tới. Có được không gian thủ đoạn các đại lão, thuận tiện nhất chính là đi đường công năng. Các tiền bối năm mới vui vẻ, mau mau mời ngồi. Gia đen tử, tạo hóa tiên tử, công đức tiên tử, xin giúp ta chuyển mấy cái bổ đoàn tới, chúng ta hôm nay cùng chư vị tiền bối hảo hảo luận đạo. Bắc phương tiền bối người cũng tới nữa, người còn liên hệ kim cương tự đại sư. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, vô luận đến nhiều ít tiền bối, chỉ cần là trường sinh giả cảnh giới, chúng ta đều hoan nghênh. Thú tu giới long tiền bối. Thú tu giới hiện tại vẫn mạnh khỏe a. Ngươi cũng muốn gọi người bằng hữu? Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Tống bế quan Thư Hàng hôm nay cũng giống một con cần cù tiểu ong mật, tại các vị trường sinh giả tiền bối các đại lão trung gian quần nhau, nghênh đón từng vị trường sinh giả tiền bối đến. Hay hơn chính là, những thứ này được mời tới trường sinh giả các tiền bối, không ít người sẽ có mấy cái quan hệ phải tốt đạo hữu. Những thứ này hảo hữu bên trong lại sẽ có một hai cái trường sinh giả cảnh giới thành viên. Kể từ đó, tựa như quả cầu tuyết đồng dạng, một mang hai, một mang ba, càng ngày càng nhiều trường sinh giả tiếp vào mời. Những thứ này tiếp vào mời trường sinh giả, dù là 10 cái bên trong chỉ có thể tới một cái, Tống Thư Hàng đều là kiếm được. Dù sao trường sinh giả cũng không phải rau cải trắng, chư thiên vạn giới chỉ có nhiều như vậy, là chân chính chân quý tài nguyên. Chính Tống Thư Hàng bên người có thể có như thế một sóng lớn trường sinh giả, chủ yếu là may mắn mà có viễn cổ thiên đình. Năm đó viễn cổ thiên đình trường sinh giả đại lão, hiện tại nhiều ít đều cùng Tống Thư Hàng có chút giao tình. Tống Thư Hàng chiêu đãi một vòng về sau, đi tới bên cạnh thư giới trường sinh giả cùng vô ngọc tiên tử bên người, hai vị đạo hữu chúc mừng năm mới a, xin hỏi đạo hữu tôn xưng. Hai vị này trên thân còn sót lại Tống béo cầu khí tức. Hiển nhiên vừa cùng Tống béo cầu tiếp xúc qua. Tống Thư Hàng trong lòng nhất thời minh bạch lai lịch của các nàng. Bây giờ trải qua sóng to gió lớn Tống Thư Hàng, tự nhiên sẽ không đi điểm phá, mà là nhiệt tình chiêu đãi, nghênh đón các nàng nhập tọa, giảng văn minh, lễ phép đối xử mọi người. Thư giới trường sinh giả cùng vô ngọc tiên tử liếc nhau một cái bá tống bản thể nhìn qua, vậy mà ngoài ý muốn thân thiết, người vật vô hại, tiếp đãi người lúc, càng có một loại gió xuân hiu hiu cảm giác. Vô Ngọc tiên tử mặt ngậm mỉm cười, hành lễ, bần đạo Vô Ngọc, gặp qua bá tống đạo hữu năm mới vui vẻ. Ta là thư giới thư tiên, bá tống đạo hữu năm mới vui vẻ. Ta gần nhất ngay tại ghi chép liên quan tới bá tống đạo hữu một ít sự tích. Bá tống đạo hữu nếu có thời gian rảnh, ta đang muốn hướng đạo hữu xác minh một ít sự tích. Thư giới trường sinh giả chủ động nói. Ghi chép sự tích của ta, Tống Thư Hàng sững sờ. Đúng vậy.
Bá Tống truyện ký. Thư giới trường sinh giả gật đầu nói. Ha ha, ha ha. Đạo hữu nếu có muốn xác minh sự tình, chờ sau đó, chúng ta hảo hảo tâm sự. Tống Thư Hằng có chút ngại ngùng. Nghe được có người muốn viết chính mình truyện ký, trong lúc mơ hồ có loại kỳ diệu xấu hổ cảm giác, nhưng lại cảm giác rất có ý tứ, rất xuất khí. Cho nên, Tống Thư Hằng lấy ra chính mình hảo hữu Mã Hai Triều nói, thêm cái hảo hữu đi. Đây là nội bộ hảo hữu Mã Hai Triều, cùng tu lưu hệ thống mặt hướng đại chúng hộ khách đoàn Mã Hai Triều khác biệt. Tăng thêm cái này Mã Hai Triều về sau, chính là bá tống chân chính bằng hữu. Một phen hảo hữu thao tác về sau, Tống Thư Hằng đem thư giới trường sinh giả cùng Vô Ngọc Tiên Tử dẫn đạo nhập tòa. Sau đó, hắn lại phái Tam Thi chia ra tiến về Tam Nhãn thiếu niên tiền bối cùng Bạch tiền bối cái kia, đi đón hai cái đã từng chiến lợi phẩm. Đoán chừng còn tại gặp phải xét đánh ma đế ngạc cùng biến thành chứng bị Bạch tiền bối cất giữ côn vương. Đây cũng là hai tôn trường sinh giả, Hằng thật giá thật cái chủng loại kia, Tống Thư Hằng tự nhiên sẽ không xem nhẹ trường sinh giả loại này chân quý tài nguyên, dung không được Tống Thư Hằng bắt bẻ. Trừ cái đó ra, Xích Tiêu kiếm tiền bối cũng trở về một chuyến, đi tìm Xích Tiêu tử đạo trưởng, nói muốn cho Tống Thư Hằng mang niềm vui bất ngờ trở về. Thư giới trường sinh giả an vị về sau, ngắm nhìn chung quanh chướng mắt một vòng trường sinh giả Nguyệt Luân, nói thật, hắn cả đời này đều không có nhìn thấy nhiều như vậy trường sinh giả tụ tập gom lại cùng một chỗ. Thật cao hứng có thể tại năm mới nhìn thấy các vị tiền bối. Mặc dù ta rất muốn cùng các tiền bối ôn chuyện, nhưng là bởi vì ta hiện tại có thời gian hạn chế, cho nên, chúng ta liền trực tiếp tiến vào chính đề đi. Tống Thư Hằng ngồi xếp bằng tốt, mặt mỉm cười. Chờ chút Thư Hằng, Bạch Cốt Tiên Cơ nhấc tay, dùng dễ nghe thanh âm nói, người một hơi kêu như thế nhiều đạo hữu, sau đó muốn chúng ta cùng một chỗ chia sẻ trường sinh giả áo nghĩa, dạng này không tốt lắm đâu. Các nàng đồng ý đem trường sinh giả áo nghĩa chia sẻ cho Tống Thư Hằng, nhưng không có nghĩa là nguyện ý đem hạch tâm áo nghĩa chia sẻ cho nhiều như vậy cái khác trường sinh giả. Tiên tử yên tâm, tại đạo tử tiền bối trợ giúp bên dưới, ta đã sớm chuẩn bị. Tống Thư Hằng mỉm cười. Đang khi nói chuyện, hư không bên trong có một đạo thiên đạo quy tắc giáng lâm, rơi trên người bá tống. Đang ngồi trường sinh giả trong lòng hơi động, nhìn chằm chằm bá tống. Trong lúc mơ hồ cảm giác chính mình sinh lòng một chút lĩnh ngộ. Lúc này, bá tống đưa tay trong hư không một trận mãnh như hổ thao tác. Ninh server trình cầu đàn bá tống hướng người khởi xướng một cái thiên đạo cấp một đối một tư nhân gia giáo chương trình học, ngài có phải không đồng ý bắt đầu? Đồng dạng tin tức nhắc nhở, tại tất cả trường sinh giả đại lão trong đầu hiển hiện. Đang ngồi tất cả trường sinh giả liếc nhau. Lẫn nhau nhìn ra trong mắt đối phương ý tứ bá tống đây là một hơi hướng tất cả mọi người khởi xướng mời. Hắn đây là muốn đa tuyến trình, một hơi đi tìm hiểu tất cả trường sinh giả trường sinh áo nghĩa. Thư Hằng, đầu của ngươi sẽ không nổ rất sao? Bạch Cốt Tiên Cơ hỏi. Yên tâm đi, có thiên đạo gia hộ đâu? Tống Thư Hằng chỉ sọ não, tự tin nói. Có lẽ, ta biết Xích Tiêu tử đạo trưởng vì cái gì sẽ khăng khăng bồi dưỡng một tôn thiên đạo gia. Bắc Phương Đại Đế nhìn qua lúc này đỉnh đầu tại đạo Phù Văn Bá Tống, đột nhiên suy nghĩ minh bạch một cái nội tâm nghi hoặc. Bồi dưỡng một cái thiên đạo sau khi ra ngoài, tại trường sinh giả cảnh giới, liền có thể giống bây giờ Bá Tống đồng dạng. Kỳ thật không chỉ có là Bá Tống, còn có hắn, Xích Tiêu tử đạo trưởng, Trình Lâm, Tống Đầu Gỗ, Kim Cương Tự Đại Sư, Tám Tay Viễn Cổ Thiên Ma mấy vị đạo hữu, hiện tại nếu là có cần, đều có thể liên hệ đạo tử. Cũng từ đạo tử cái kia thu hoạch được một bộ phận đơn giản hóa sau á bất hủ tin tức. Đây chính là có một tôn thiên đạo làm hậu trường chỗ tốt. Lúc này, bá tống tại thiên đạo đạo tử gia hộ bên dưới, có thể tận lực lãng. Trước kia làm nổ đầu sự tình, hắn hiện tại có thể yên tâm to gan đi làm. Đồng ý đi, sau đó bắt đầu tiến vào một đối một quá trình. Bắc Phương Đại Đế lộ ra băng sơn hòa tan sau ấm áp tiếu dung. Bên cạnh mấy vị trường sinh giả nhao nhao gật đầu, lựa chọn đồng ý tuyển hạng. Toàn bộ thời gian bí cảnh biến an tĩnh lại. Trường sinh giả cùng bá tống nhóm đều nhắm mắt, không nói một lời. Nếu như không phải Tống Thư Hằng đỉnh đầu thỉnh thoảng bốc lên khói trắng hình tượng, một màn này nhìn tựa như là thời gian tạm dừng. Sở các chủ ngốc mau bị khói trắng bao phủ, không thỏa mãn lắc lắc ngốc mau. Lại một lát sau. Nhàm chán sở các chủ dùng ngốc mau nhốt chặt xương mù màu trắng, đưa chúng nó bộ thành một cái khói cầu,
thận trọng điệp ra đến Tống Thư Hàng đỉnh đầu hamster hào cầu bên trên, để nó hóa thành hồ lô nửa bộ phận trên. Hoàn mỹ, Sở Các Chủ ngốc mau hài lòng nói. Đang khi nói chuyện, đỉnh đầu thiên đạo gia hộ phù văn tản mát bên dưới kim sắc quang mang, kịp thời cho bá Tống sọ não hạ nhiệt độ, gia cố. Hồ lô nửa khúc trên khói cầu cũng bị xối tán. Sở Các Chủ ngốc mau. Ta thật vất vả bộ lên khói cầu A. Sở Các Chủ ngốc mau đã mất đi động lực, lười biếng ghé vào Tống Thư Hàng đỉnh đầu, không nhúc nhích. Một bên khác, bá Tống Ác thì đi vào Tà Liên thế giới, Bạch Tiền Bối sắt thép hang ổ. Bạch Tiền Bối, Côn Vương chứng xuất thế không có. Bản thể muốn để ta đến giúp Côn Vương chứng, nhìn xem có thể hay không từ trong miệng hắn bộ chút tuyến tác ra. Ác thi liền như về nhà mình đồng dạng thuần thục, đi vào Bạch Tiền Bối trong hang ổ. Còn tại thí nghiệm, người tại bên cạnh chờ một lát. Chờ ta bên này kết thúc cái này đỉnh thí nghiệm về sau, liền đem Côn Vương chứng để ngươi mang đi. Một tôn Bạch Tiền Bối nghiên cứu phân thân lên tiếng nói. Cũng không biết Bạch Tiền Bối phân thân nhóm đang nghiên cứu cái gì nội dung. Có phải hay không là đang nghiên cứu Côn Vương chứng thực đơn? Tạm thời không cách nào muộn đi Côn Vương chứng, bá ác tạm thời tại Tà Liên thế giới bên trong nghỉ ngơi. Bạch Tiền Bối thí nghiệm thời gian hơi có chút lâu, nhàn rỗi nhàm chán bá ác ngay tại Tà Liên thế giới phụ cận đi dạo. Đi dạo đi dạo, bất chi bất giác liền rời đi Tà Liên thế giới, chạy tới Tống U U bên kia đi, thăm hỏi bị phong ấn béo cầu đại lão đi. Lúc này, Tống U U cái lưu một sợi bá tống ý thức, duy trì lấy cơ bản vận chuyển, tỏa trấn ma hải thế giới. Béo cầu đại lão bị thiên đạo phong ấn đặt ở ma hải thế giới phụ cận, từ Tống U U cùng nhau trông giữ. Làm bá ác khi đi tới, phát hiện béo cầu đại lão đang âm thầm phân tích đạo tử phong ấn. Đạo tử phong ấn thuật cũng không tính thật cao minh, là hoàn toàn lấy lực thắng xảo phong ấn. Dùng thiên đạo quyền hạn cùng quy tắc trực tiếp áp chế. Đã lâu không gặp, béo cầu đại lão. Bá ác đi vào phong ấn bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống. Béo cầu đại lão yên lặng nhìn Tống Thư Hàng ác thi một chút, không muốn nói chuyện. Bá ác cũng không thèm để ý. Hắn ngồi xuống về sau, tựa như lầm bầm lầu bầu, hỏi, béo cầu đại lão, nhàm chán không? Muốn hay không cùng ta lưu cái năm khối tiền thiên? Béo cầu đại lão. Bá ác phối hợp nói, các ngươi cửu u chúa tể đều là tại thiên đạo chứng đạo trước đó. Từ thiên đạo bên trong phân chia ra đến, trở thành cửu u chúa tể. Nói cách khác, cửu u chúa tể cũng là có được hoàn thiện trường sinh chi đạo A. Béo cầu đại lão. Cho nên, béo cầu đại lão ngươi trường sinh chi đạo đến cùng là cái gì? Bá ác hỏi. Béo cầu đại lão, cười lạnh ngươi cảm thấy ta sẽ đem loại sự tình này nói cho ngươi. Kỳ thật, ngươi nói hay không đều như thế. Chờ chúng ta bên này chủ bị xong, ta Tống U U dung hợp béo cầu đại lão. Ta cảm thấy những chuyện này ta sớm muộn đều sẽ biết. Bá ác vui vẻ nói. Đều là ác thi, mà lại bá Tống bên người sẽ đâm tâm vật trang sức nhiều như vậy, bá ác nghe nghe đều có thể học được không ít. Béo cầu đại lão nội tâm chỉ muốn nói lời thô tục, nhưng bởi vì muốn giảng văn minh, nó nói không nên lời. Đúng rồi, béo cầu đại lão, lai lịch của ngươi là cái gì? Bá ác lại mở miệng hỏi. Tại liên quan tới Nho Gia Thánh Nhân cùng thứ 8 thiên đạo ân oán cố sự bên trong, mỗi lần nhắc lên thiên đạo cầu lai lịch, đều là dùng thần bí đi thay thế. Thiên đạo cầu không người nào biết hắn lai lịch, nó không phải người, không phải ma, không phải yêu, không phải Phật, không phải quỷ. Mà lại, tại cùng Nho Gia Thánh Nhân trận chiến cuối cùng trước đó, không có ai biết lai lịch của nó. Nó tựa như là trống rỗng đụng tới đồng dạng. Bá ác rất muốn đối béo cầu đại lão đến một phát giám định bí pháp bây giờ bản thể đã là trường sinh giả cảnh giới, giám định cửu u chúa tể đại giới hẳn là có thể suy yếu rất nhiều. Nhưng cân nhắc đến bản thể hiện tại đang đứng ở đa tuyến trình đồng thời luận đạo trạng thái, đột nhiên sử dụng ngoại bộ kích thích có thể sẽ gây nên bản thể trạng thái sụp đổ. Bá ác đành phải nhìn xuống cái này dụ hoặc suy nghĩ. Béo cầu đại lão nghe được vấn đề này lúc, đột nhiên sa vào đến trong trầm mặc. Bá ác, tựa hồ là đâm chúng nó nội tâm yếu ớt. Nửa ngày sau, ta không rõ ràng, béo cầu đại lão nói. Bá ác, ta cùng thiên đạo cầu ký ức phân liệt điểm, là ta cùng Nho Gia Thánh Nhân sau khi chiến đấu kết thúc khâu. Nhưng là, lại hướng phía trước đẩy ngược, trí nhớ của ta. Chỉ có tu luyện, minh tưởng, học tập, tu luyện. Béo cầu đại lão chậm rãi nói. Trừ lượng lớn tri thức,
tu luyện công pháp bên ngoài, nó không có bất kỳ cái gì chính mình lai lịch ký ức. Thiên đạo cầu cho ngươi động tay chân, bá ác vô ý thức suy đoán nói. Lịch đại thiên đạo tựa hồ cũng có mân mê chính mình đối ứng cửu u chúa tể thói quen. Tam nhãn thiếu niên tiền bối tựa hồ đối với chính mình thiên đạo rất bất mãn, cùng Tống Thư Hàng giao lưu ở giữa, có nhắc qua thiện đãi chính mình cửu u chúa tể như vậy đề. Cậu đàn cha xem như tương đối tốt, mặc dù có bị thiên đạo nghiên cứu, nhưng thiên đạo là thật bảo vệ cậu đàn cha. Đen nhánh mặt trời cửu u chúa tể thì là trực tiếp bị thiên đạo chuẩn bị ở sau đoạt xá, liền chủ ý chí đều bị đồng bộ. Bạch tiền bối thì bị cắt đùi. Hiện tại xem ra, béo cầu đại lão ký ức tựa hồ bị thiên đạo cầu động tay chân. Cái kia đại ngốc phê, béo cầu đại lão trải qua bá ác nhắc nhở, cũng nghĩ đến khả năng này, lập tức giận tới cực điểm. Lại hoặc là, béo cầu đại lão lai lịch, liền có vấn đề. Bá ác trong lòng còn có khác một cái khả năng, không thể nói ra. Hai loại suy đoán cũng có thể. Mà bá ác nội tâm, trong lúc mơ hồ càng khuynh hướng loại thứ hai suy đoán. Về trước phục bản thể, nhìn xem một hồi về sau, có thể hay không mượn đạo tử sư huynh thiên đạo quyền hạn, diễn toán suy luận một chút béo cầu đại lão tin tức. Bá ác đem chuyện này phản hồi về đi. Bá ác đem chính mình liên quan tới béo cầu đại lão hai cái phỏng đoán đóng gói, cùng nhau phản hồi cho bản thể. Bất quá, bởi vì bản thể bây giờ ở vào đa tuyến trình luận đạo trạng thái, bá ác phản hồi về đi cái tin này, đoán chừng sẽ có một đoạn thời gian trì hoãn, phải đợi bản thể cùng đợt thứ nhất trường sinh giả một đối một luận đạo kết thúc sau mới có thể tiếp thu. Bá ác cũng không nóng vội, dù sao bản thể nơi đó thời gian trôi qua cùng hiện thế khác biệt. Đoán chừng hiện thế sau đó không lâu, bản thể nơi đó liền kết thúc. Như vậy, gặp lại, béo cầu đại lão. Bá ác duỗi lưng một cái, đứng lên. Béo cầu đại lão hóa ra độc nhãn ngắm hắn một chút, lại khôi phục trầm mặc phảng phất vừa rồi cái kia táo bạo béo cầu, căn bản không phải nó đồng dạng. Bá ác đứng dậy, lưu cho béo cầu đại lão một cái tiêu sái bối cảnh, dần dần đi xa. Hắn biết, béo cầu đại lão cũng không hề từ bỏ tự cứu. Đợi hắn rời đi về sau, béo cầu đại lão khẳng định sẽ còn tiếp tục mài cái kia thiên đạo phong ấn. Nói thật, bá ác cho rằng béo cầu đại lão cầu sinh dục so với hắn bản thể Tống Thư Hàng phải mạnh hơn. Nhận thức đến hiện tại, béo cầu đại lão vẫn luôn tại vì sống sót mà phấn đấu, liền đối bạch tiền bối loại sự tình này, cũng chỉ là tiện thể. Hiện tại, dù cho bị đạo tử tiền bối chân áp phong ấn, nhưng béo cầu đại lão vẫn không có từ bỏ hy vọng béo cầu đại lão loại tính cách này, là loại kia chỉ cần kiên trì, cho nó thời gian cùng cơ hội, liền nhất định có thể thành đại sự. Đáng tiếc, béo cầu đại lão vận khí một mực không hề tốt đẹp gì, thời gian đối với nó một mực có thành kiến, nó thời gian luôn luôn không đủ dùng. Không có béo cầu đại lão về sau, bạch tiền bối có thể sẽ có từng điểm tịch mịch a. Bất quá, chờ cùng Tống U U dung hợp về sau, cũng coi là khác loại bảo lưu lại một điểm béo cầu đại lão tồn tại ở thế gian vết tích. Còn nữa, Tống U U cũng chỉ sẽ dung hợp đại bộ phận béo cầu đại lão, sẽ không toàn bộ dung hợp. Nói không chừng còn có thể chừa chút cầu cặn bã xuống tới. Bá ác vừa nghĩ, một bên tiêu sái rời đi. Đang lúc hắn đầy trong đầu nghĩ lấy béo cầu đại lão cái danh từ này lúc, rốt cục phát động tu lưu hệ thống bên trong cái nào đó ẩn tàng chương trình. Đinh đến từ tu lưu hệ thống hậu trường tin tức. Bá ác, tu lưu hệ thống hậu trường tin tức là cái gì ý tứ? Nha, chờ chút, chẳng lẽ là Long Lạc nữ sĩ? Long Lạc nữ sĩ hiện tại chính liều mạng cho tu lưu hệ thống thăng cấp công năng, bận đến liền dành thời gian nói chuyện phiếm thủy quần thời gian đều chen không ra. Hiện tại nàng cho người ta phát tin tức, đều không có thời gian từ thăng cấp chỗ hoán đổi ra, mà là trực tiếp từ phía sau đài gửi tin tức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Long Lạc nữ sĩ thế nào? Bá ác hỏi. Long Lạc nữ sĩ, xin gọi ta béo cầu nữ sĩ. Bá ác. Long Lạc nữ sĩ, người một mực tại tâm lý ta, người đang nghĩ ta. Bá ác, không, ta là đang gọi béo cầu đại lão. Long Lạc nữ sĩ, ta chính là béo cầu. Bá ác, có trời mới biết Long Lạc nữ sĩ vì cái gì lại đột nhiên thích béo cầu cái tên này. Chẳng lẽ là nhận lúc ấy bản thể đưa vào đến Hắc Long thế giới viên kia, dùng mang thai ngưng tụ cộng phôi thai ngưng thị mân mê ra béo cầu hạt giống ảnh hưởng nguyên nhân. Thở dài về sau, bá ác giải thích nói, ta vừa rồi gặp được vị kia hiện thế cửu u chúa tể, béo cầu đại lão, thể lỏng quả cầu kim loại vị kia.
Sau đó, ta ngay tại tự hỏi béo cầu đại lão lai lịch, cùng hắn giao lưu vấn đề này. Có thể là đang suy nghĩ vấn đề này, trong lòng ta suy nghĩ nhiều mấy lần béo cầu đại lão cái này từ. Long lạc nữ sĩ, a, à, là nó a. À. A à xong sau, long lạc nữ sĩ liền không có đáp lại. Bá ác. Hắn còn đang chờ long lạc nữ sĩ đoạn dưới, kết quả đột nhiên trò chuyện một chút, liền đoạn mất. Lý giải, phải hiểu. Bá ác nói. Dù sao long lạc nữ sĩ bề bộn nhiều việc. Nàng hiện tại khả năng liền cái gặp lại cũng quất không ra thời gian dư thừa hồi phục. Chủ yếu là, bản thể thăng cấp quá nhanh, tu liêu hệ thống cũng phải liều mạng tăng giờ làm việc thăng cấp. Long lạc nữ sĩ đây là đem chí ít mấy ngàn năm thậm chí là trên vạn năm nhiệm vụ, áp xúc đến trong vòng nửa năm đi hoàn thành. Cho nên có thể nghĩ, công tác của nàng cường độ có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên bá ác có thể hiểu được long lạc nữ sĩ. Đúng rồi, nói lên béo cầu lai lịch cái đề tài này. Ta đột nhiên nhớ tới ta vì cái gì thích cái tên này. Long lạc nữ sĩ đột nhiên lại trả lời. Bá ác. Long lạc nữ sĩ, béo cầu, ăn rất ngon. Bá ác. Béo cầu đại lão mặc dù dài giống đoàn tử, nhưng xem xét chính là kim thuộc tính chất, không quá giống là có thể trở thành nguyên liệu nấu ăn dáng vẻ a. Mà lại long lạc nữ sĩ ngươi chừng nào thì nếm qua béo cầu đại lão. Chẳng lẽ, long lạc nữ sĩ âm thầm cõng bản thể, mở tiểu táo làm mỹ thực, một người lặng lẽ ăn. Long lạc nữ sĩ, ký ức quá xa vời, tăng thêm tình trạng của ta nhận thế giới sụp đổ ảnh hưởng, rất nhiều thứ bị phong ấn ở to lớn kho ký ức chỗ sâu. Quá xa xôi, bá ác sững sờ, đột nhiên hắn đoán được một cái khả năng, long lạc nữ sĩ, ngươi chẳng lẽ tại cực kỳ lâu trước kia, liền nếm qua béo cầu đại lão. Tại Hắc Long thế giới. Béo cầu đại lão căn nguyên không người biết được, lại không thuộc về đương kim chư thiên vạn giới. Chẳng lẽ, nó là Hắc Long thế giới sản phẩm? Tại Hắc Long thế giới bên trong, cửu phẩm cấp cường giả sẽ bị phụ lên Hắc Long thế giới chúc phúc, đưa ra Hắc Long thế giới. Hẳn là, béo cầu đại lão chính là một thành viên trong đó. Mặt khác, long lạc nữ sĩ thích tự xưng béo cầu, ở trong đó khẳng định có cái gì nhân quả quan hệ. Nếu như muốn lớn mật đến đâu một chút. Béo cầu, có thể hay không đã từng chính là long lạc nữ sĩ một bộ phận. Nhưng là tại Hà Chỉ Ma Đế mân mê Hắc Long thế giới long lạc thời điểm, bộ phận này thoát ra Hắc Long thế giới, đi tới hiện thế, cuối cùng trở thành béo cầu đại lão. Mỗi một vị trường sinh giả cấp bậc tồn tại, đều là não bổ quái bởi vì bọn hắn đại não tính toán tốc độ quá nhanh, một cái chớp mắt thời gian liền có thể não bổ thật nhiều kịch bản. Không phải tại Hắc Long thế giới, mà là tại càng lâu trước. Long lạc nữ sĩ lần này vậy mà hoán đổi ra hậu trường công tác hình thức, tiến vào tu liêu hệ thống nói chuyện phiếm giao diện, cùng bá ác nói chuyện phiếm. Bá ác, càng lâu trước. Thứ 8 giới, hẳn là thứ 8 giới. Là cầu, mà ta, hẳn là thứ 9 giới, hẳn là không sai. Long lạc nữ sĩ trả lời. Bá ác, cái gì thứ 8 giới? Thiên đạo. Mà lại, có thể hay không rất khéo, béo cầu đại lão đối ứng thiên đạo cầu. Cũng là thứ 8 giới thiên đạo. Thỉnh cầu, mời về đến cửu u thế giới béo cầu vị trí, cộng hưởng thị giác, ta hy vọng có thể nhìn xem cửu u béo cầu. Long lạc nữ sĩ lại nói. Không có vấn đề, ta cái này trở về thăm hỏi béo cầu đại lão. Bá ác vội vàng nói. Cảm giác, long lạc nữ sĩ muốn cho hắn mang đến một cái bạo tạc đại tân văn. Bá ác cấp tốc quay người, một đường chạy chậm đến, trở lại béo cầu đại lão chân áp chi địa. Béo cầu đại lão, nhìn xem đi mà quay lại bá ác, nó yên lặng thu hồi phá giải thủ đoạn phong ấn. Béo cầu đại lão chờ một lát, ta mở video ha. Bá ác thân mật nói. Béo cầu đại lão táo bạo vươn một đôi kim loại cánh tay, dùng sức nện gõ phong ấn, giết ngươi. Đây là đưa nó làm vườn bách thú khỉ đâu. 3000 chương đánh tạp rốt cục, tu liêu cố sự, cũng sắp kết thúc rồi. Lại còn mở video thu hình lại. Cái này căn bản là đưa nó xem như là trong vườn thú giam giữ động vật. Mà lại, chụp ảnh lại còn không trả tiền. Béo cầu đại lão táo bạo lập tức liền không nhịn được. Nếu không phải hiện tại đang bị phong ấn áp chế, nó vài phút liền muốn đem trước mắt bá tống tam thi hóa thân cho đặt ở cầu bên dưới, vừa đi vừa về nghiền ép, đem hắn triển thành người giấy. Hiện tại trên thế giới này, nó tối chán ghét bạch u, tối chán ghét bá tống hai gia hỏa này. Luôn luôn có thể tùy tiện để nó táo bạo bất an.
rõ ràng lấy béo cầu đại lão cảnh giới cùng tâm tính tu vi, tùy tiện ở giữa là sẽ không táo bạo. Nhưng Tống cùng Bạch hai gia hỏa này, tựa như là người mang đối cầu khiêu khích quang hoàn, luôn luôn có thể tại trong lúc lơ đãng, tùy tiện bốc lên béo cầu đại lão nộ khí. Tỉnh táo, béo cầu đại lão ngươi trước tỉnh táo một chút. Dù sao, ngươi chính làm sao sinh khí, ngươi cũng đánh không đến ta a. Bá ác lên tiếng nói. Đồng thời, hắn hai mắt sáng lên, bắt đầu cùng Long Lạc nữ sĩ cộng hưởng thị giác. Đừng hỏi hắn thị giác cộng hưởng pháp thuật là thế nào thao tác, hắn chỉ cần phối hợp, mở ra quyền hạn là được, còn lại Long Lạc nữ sĩ sẽ làm định thị giác cộng hưởng thao tác trình tự. Béo cầu đại lão, đừng cho là ta đánh không đến ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này, có thể là cửu u thế giới. Mà ta dù cho bị phong ấn, vẫn như cũ là cửu u chúa tể. Béo cầu đại lão tỉnh táo lại, dùng băng lãnh không mang tình cảm máy móc tiếng nói, ta lấy cửu u thân thể chúa tể, nguyền rủa ngươi. Ngươi đem chết không toàn thây, nổ đầu mà chết. Ách, cái này đối bản thể đến nói, là cơ bản thao tác a. Bá ác đối béo cầu đại lão nháy nháy mắt, bản thể từ tu luyện tới hiện tại, bạo thể mà chết số lần, ta đã đếm không hết. Nổ đầu số lần, cũng không ít. Béo cầu đại lão. Nó chuyển qua cầu thân, cụ hiện hóa ra độc nhãn nhìn chăm chú về phía ma hải thế giới phía trên một thân ảnh. Vừa rồi hắn nguyền rủa bị triệt tiêu. Bị Tống U U triệt tiêu. Đối phương cũng có được cửu U chúa tể quyền hạn. Loại này khiến người căm tức triệt tiêu lẫn nhau thao tác, làm nó không khỏi nhớ lại chính mình cùng Bạch U U dây dưa tương sát ngàn vạn năm kinh lịch, lần này nghĩ, làm nó càng thêm tức giận. Rõ ràng ta mới là lần này cửu U chúa tể. Nhưng trước có Bạch U U chiếm hố, sau có Tống U U không kịp chờ đợi thượng vị. Ta còn chưa nguội thấu đâu. Khi đến sắp sơ gan béo cầu đại lão, cuối cùng lựa chọn nhắm lại chính mình độc nhãn, còn phong bế chính mình đối với ngoại giới cảm ứng. Nhắm mắt làm ngơ. Nó bắt đầu chuyên môn đối kháng phong ấn, toàn tâm toàn ý diễn toán phá giải phong ấn chi pháp. Về phần bên cạnh bá Tống Tam thi hóa thân coi như hắn là cái nhảy lên nhảy xuống hầu tử đi. Tự bế rồi, bá ác ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhìn chằm chằm béo cầu đại lão, hướng Long Lạc nữ sĩ truyền lại video hình tượng. Quả nhiên không sai, Long Lạc nữ sĩ nói. Bá ác trong lòng hơi động, hắn ngồi thẳng thân thể, bắt đầu chuẩn bị chờ lấy Long Lạc lão sư lên lớp. Mặc dù nhan sắc thay đổi, bộ dáng cũng thay đổi chút, nhưng thoạt nhìn vẫn là ăn rất ngon bộ dáng. Long Lạc nữ sĩ nói. Bá ác, nói thật. Hắn thực tế không cách nào đem trước mắt béo cầu đại lão cùng ăn ngon liên hệ với. Ban đầu ở Hắc Long thế giới, tiếp xúc đến bá Tống dẫn đi hạt giống lúc, ta khả năng liền đã ẩn ẩn sinh ra cảm ứng, thích béo cầu cái tên này. Long Lạc nữ sĩ tiếp tục nói. Bá ác, cho nên, Long Lạc lão sư ngươi đem sự tình từ đầu tới đuôi giảng một lần. Không rảnh đâu, ta muốn trở về thăng cấp tu liêu chương trình. Long Lạc nữ sĩ nói. Bá ác. Đột nhiên bị Long Lạc nữ sĩ cảm động đến a, quá chăm chỉ. Các ngươi cũng phải ăn béo cầu sao? Long Lạc nữ sĩ đột nhiên lại hỏi. Bá ác, không phải ăn, hẳn là muốn dung hợp. Đó không phải là ăn à? Long Lạc nữ sĩ nói. Bá ác, tốt a. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, vậy mà cũng không có chênh lệch. Long Lạc lão sư, ngươi trước kia cũng nếm qua cùng loại béo cầu đại lão tồn tại. Cũng là cửu u chúa tể. Chúng ta đối ứng, là cổ u ý chí, Long Lạc nữ sĩ giải thích nói. Bá ác gật đầu, dù sao đều là không sai biệt lắm tồn tại. Nghĩ nghĩ về sau, hắn lại cơ trí nói, béo cầu nữ sĩ, ngươi liền nói nhiều vài câu. Cảm giác Long Lạc nữ sĩ rất thích béo cầu nữ sĩ xưng hô thế này. Vậy ta thừa dịp nghỉ trưa, liền thoáng giảng vài câu. Long Lạc nữ sĩ tựa hồ tâm hoa nộ phóng, ta, nói đúng ra lúc trước ta. Hoặc là nói là ta chính thể, là phá diệt thế giới đời cuối cùng bất hủ thể, là đệ cửu nhậm. Tin tức này, bá ác ngược lại đã biết. Chủ yếu là làm thực tế nhìn Hắc Long thế giới đối liền cổ u những cái kia các đại lão cắm trụ từ lúc, thiên đạo cầu đàn tra tại dưới cây cột lưu lại kịch thấu tin tức. Cho nên, Tống Thư Hằng biết Hắc Long thế giới là trước phá diệt thế giới di vật. Bất hủ Hắc Long nguyện ý mang theo một nhóm sinh linh còn sống sót, nhưng cũng bỏ ra cái giá đáng kể. Mà Long Lạc nữ sĩ là Hắc Long ý chí hóa thân, là Hắc Long thế giới Long Lạc ý chí thể. Mà tại ta trước đó, là đệ bát nhậm, cũng là một cái cầu. Mập mạp dáng vẻ,
dựa theo ta kho ký ức bên trong nội dung, ta đã từng độc thân tiến vào cổ u, đi cắm xuống đạo tiêu chi trụ, cũng gặp được cổ u bên trong cầu. Sau đó, ta ăn hắn một bộ phận, Long Lạc nữ sĩ trả lời. Bá ác, béo cầu nữ sĩ, khẩu vị của ngươi thật tốt, vậy ngươi ăn để thừa đây này. Không có còn lại, ăn một bộ phận về sau, còn lại bộ phận liền tiêu tán. Một mực chờ càng về sau, ta đối ứng cổ u ý chí thể xuất hiện. Nhưng bởi vì lớn rất giống chính mình, cho nên ta hạ không được miệng. Long Lạc nữ sĩ không ngừng từ kho ký ức bên trong điều ra số liệu tin tức, lên tiếng nói. Bá ác. Cho nên nói, hài tử lớn giống cha mẹ là có đạo lý, chỉ có lớn càng giống, mới có thể có đến càng nhiều bảo hộ. Nếu không phải cổ u ý chí thể lớn cùng bản thể giống, vậy nó đã sớm thành Long Lạc nữ sĩ món ăn trong mâm. Mà lại nói không chừng là loại kia có thể từng gốc thu hoạch, ăn xong một đợt còn có thể lại sinh ra một đợt. Tại trở thành bất hủ trước đó ăn cầu, sẽ thu hoạch rất nhiều tin tức hữu dụng. Nhưng ta bên này kho ký ức số liệu có chút thiếu thốn, cho nên, người chừng nào thì ăn cầu. Long Lạc nữ sĩ hỏi. Nếu không cân nhắc, phân mà ăn chi? Long Lạc nữ sĩ ngươi là tại chứng đạo trước, ăn cổ u bên trong cầu. Tống Thư Hàng sững sờ. Nói cách khác, tại Hắc Long thế giới thời đại, thứ 8 giới cầu vong về sau, cổ u bên trong cầu lại còn sống, tựa như là bạch tiền bối đồng dạng. Trước kia phát sinh qua sự tình, tương lai sẽ còn lại phát sinh. Nói chính là loại tình huống này. Mặt khác, bá ác quan tâm hơn chính là khác một điểm. Béo cầu nữ sĩ, trước mắt béo cầu đại lão cùng ngươi khi đó ăn cổ u cầu ở giữa, có liên hệ sao? Bá ác hỏi. Có phải là lần trước thứ 8 giới cầu chuẩn bị ở sau, thông qua Long Lạc nữ sĩ ám độ trần thương, đến hiện thế, lần nữa chứng đạo. Nhưng nếu như là lần trước cầu chuẩn bị ở sau, nó chuyển sinh thành béo cầu đại lão về sau, vì cái gì sẽ không có trí nhớ trước kia? Là kinh lịch một thời đại phá diệt đại giới. Khẳng định, Long Lạc nữ sĩ trả lời. Hai cái thứ 8 giới ở giữa, khẳng định có quan hệ liên. Nói cách khác, quả nhiên béo cầu đại lão chân thân. Là từ Hắc Long thế giới nơi đó lén qua đến bây giờ hiện thế, sau đó lại tại thứ 8 giới lúc chứng đạo. Bá ác suy tư nói. Có lẽ có khả năng này, ta chưa ăn ra từng lúc trước cổ u cầu bên ngoài, đối thứ 8 giới cũng không có quá thâm nhập hiểu rõ. Có lẽ nó thật có thủ đoạn, lén qua thành công. Long Lạc nữ sĩ nghĩ nghĩ về sau, lại bổ sung, nhưng ta, còn có khác một cái suy đoán. Bá ác hơi suy nghĩ một chút, lên tiếng nói. Là cùng đồng dạng thứ 8 giới có quan hệ sao? Không sai, Long Lạc nữ sĩ gật đầu nói, hai quả cầu, đồng dạng xuất hiện tại thứ 8 giới vị trí, thực tế quá mức trùng hợp. Cho nên, ta đang nghĩ, có phải hay không là mỗi khi đến thứ 8 giới thời điểm, liền sẽ có một cái cầu, ứng giới mà sinh. Bởi vì nếu như trước mắt cái này béo cầu, thật sự là nàng Hắc Long thế giới cầu lén qua tới, vậy tại sao muốn kẹt tại thứ 8 giới mới chứng đạo? Về mặt thời gian đến nói, nếu thật là lén qua cầu, cái kia hẳn là tại thứ 2, 3, 4 giới tả hữu, liền sẽ chứng đạo thành công mới đúng. Cho nên, có phải hay không là mỗi đến thứ 8 giới thiên đạo thời điểm, giữa thiên địa liền sẽ sinh ra như thế một cái cầu đến. Bá ác cũng nghĩ đến điểm này. Cũng đúng, nếu như là lén qua cầu, giới thứ nhất thiên đạo khẳng định phải tránh đi. Giới thứ nhất thiên đạo quá mức đặc thù, hắn thân là người nhập cư trái phép. Khẳng định không thể đi chạm đến. Cho nên, trên lý luận tới nói, hẳn là muốn tại 2, 3, 4, mấy lần bên trong quất một giới. Ngọa thảo, nói đến đây lúc, bá ác miệng nhịn không được xé mở văn minh phong ấn. Hai giới thiên đạo cùng ba giới thiên đạo, là tam nhãn thiếu niên tiền bối cùng cầu đàn cha, khẳng định cùng lén qua cầu kéo không lên quan hệ. Thứ tư cùng thứ năm bên trong, có một nhiệm kỳ là đen nhánh mặt trời bản thể. Bá ác nghĩ tới đây lúc, đột nhiên cảm giác tê cả da đầu. Hắn ngay lập tức đem chính mình suy đoán gửi đi cho bản thể, cùng đạo tử tiền bối. Yên tâm đi, khả năng này không lớn. Một lát sau, đạo tử thanh âm tại bá ác bên tai vang lên, ta tại tiếp xúc đen nhánh mặt trời thời điểm liền phát hiện, nó hoàn toàn không biết thể lỏng quả cầu kim loại. Nó thậm chí lầm đem ta nhận thành là cầu thiên đạo, thậm chí còn nghĩ lấy dụ hoặc ta, lôi kéo ta. Cho nên... Giữa hai bên hẳn không có liên hệ. Đạt được đạo tử tiền bối hồi phục về sau, bá ác bên này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, không nghĩ tới cầu thiên đạo sẽ như vậy đặc thù. Nếu như nó thật sự là tại thứ 8 giới lúc,
sẽ ứng giới mà sinh. Vậy nó tác dụng là cái gì? Thế giới tại thứ 8 giới thiên đạo lúc, cần một cái cầu đến hoàn thiện cái gì sao? Đạo tử nhíu mày. Long lạc nữ sĩ, dùng để ăn. Bá ác. Có lẽ, thật sự là dùng để ăn. Đạo tử trầm mặc một lát sau, vậy mà đồng ý long lạc nữ sĩ thuyết pháp. Lấy hắn hiện tại thiên đạo thân phận nói ra lời này, tự nhiên sẽ không là bắn tên không đích. Chúng ta nghĩ lấy để bá tống đạo hữu tống u thôn phệ cửu u cầu chúa tể, có lẽ là trùng hợp lại đi tại chính xác con đường bên trên. Đạo tử ý chí lướt qua tự bế béo cầu, tâm tình vui vẻ cộng một. Đồng thời, đạo tử lại vui vẻ cho tự bế béo cầu phong ấn bên trên, gia cố một tầng. Vì để cho tống u có thể sớm một chút dung hợp cầu u, liền cần tăng tốc kế thừa thánh nhân thiên phú kế hoạch. Đạo tử phát hiện chính mình có chút không kịp chờ đợi. Đúng rồi, bá tống đạo hữu, liên quan tới thế nào dung hợp lão sư con mắt cái đề tài này, chúng ta nơi này có đầu mối, nhưng cần một vị đạo hữu trợ giúp. Đạo tử thanh âm vang lên. Bá ác nghi ngờ nói, ai? Liên đạo tử tiền bối, bạch tiền bối, cậu đàn cha như thế bao lớn lão đồng loạt ra tay, lại còn cần nhờ người ngoài. Cái nào ngoại viện nghiêu như vậy phê? Thứ hai thiên đạo cửu u thể, tam nhãn tiền bối. Đạo tử giải thích nói, đây là ban văn long tiền bối nói ra ý kiến, chư thiên vạn giới bên trong, liên quan tới trọng mắt nghiên cứu, không người có thể sánh được thứ hai thiên đạo. Cho nên, muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết dung hợp lão sư con mắt, để hàng dùng một lần hóa thành có thể tuần hoàn lợi dụng vấn đề, mời thứ hai thiên đạo cửu u thể ra, giúp bọn ta một tay chi lực là đáng tin nhất phương án. Thì ra là thế, vậy ta thông chi bá thiện, hắn vừa vặn cùng tự ngã thi cùng đi tam nhãn thiếu niên tiền bối nơi đó, đi sách ma đế. Ngạc, vừa vặn có thể hỏi một chút, có thể hay không mời tam nhãn thiếu niên tiền bối rời núi. Bá ác gật đầu nói. Tán tài vương tọa sau tiểu thế giới bên trong. Tam nhãn thiếu niên tiền bối chỗ khảo hạch thí tiên lôi khu vực. Ma đế, ngạc một mặt tuyệt vọng. Lúc này hắn tình trạng có thể nói là thảm tới cực điểm. Nho gia thánh nhân phong ấn, ma hải thế giới lực lượng phản phệ, lâm thời bộc phát công pháp di chứng, bị bá tống ẩu đả thương thế. Nguyên bản đã thoi thóp hắn, hiện tại còn muốn tiếp nhận thí tiên lôi không ngừng oanh kích. Quá khổ. Mấy ngày qua, hắn một mực tại nhớ lại chính mình nhân sinh. Nhân sinh của hắn tại tấn thăng trường sinh giả trước đó, cơ hồ đều là đẩy ngang hình thức, tất cả chướng ngại đều tại hắn thực lực cường đại bên dưới, bị nghiền nát. Nhưng từ khi gặp gỡ nho gia thánh nhân cùng bá tống về sau, nhân sinh của hắn tựa như cổ phiếu đồng dạng, sườn đồi thức ngã xuống. Các ngươi đổ ước sau khi hoàn thành, vì cái gì không nhớ rõ đem ta cái này tiền đặt cược kéo ra ngoài a? Phải chết a, thật phải chết a. Ta đường đường trường sinh ma đế, cuối cùng muốn chết tại thí tiên lôi trì bên trong. Nguyên nhân cái chết cũng là bởi vì hai cái dân cờ bạc cược mắt đỏ về sau, quên ta cái này tiền đặt cược. Lúc này, vô luận là ai, nếu là tới cứu ta ra ngoài, ta nhất định sẽ thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng a. Đang lúc ma đế, ngạc tại tuyệt vọng đến cực điểm lúc, có hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một cái là thiện lương kiểu dáng bá tống, một cái là không có chút nào tồn tại cảm, chỉ chớp mắt liền sẽ bị lãng quên bá tống. Trảm tam thi cổ pháp, ma đế, ngạc sững sờ. Hắn không nghĩ tới, bá tống lại còn muốn chơi trảm tam thi loại này đường đi. Muốn từ cái này lôi chỉ bên trong ra sao? Bá thiện hai tay vỗ tay, một mặt từ bi nhìn qua ma đế. Ngạc, ma đế, ngạc, bản thể cần nghe ngươi giảng một chút trường sinh pháp áo nghĩa. Ngươi nếu là nguyện ý, ta liền có thể mang ngươi ra ngoài. Bá thiện nói. Ta còn có lựa chọn sao? Ma đế, ngạc dùng hết toàn lực nói. Có lẽ ngươi còn có cái khác lựa chọn. Tự ngã thi bá, nói. Bá thiện, ta vừa lấy được bá ác tin tức. Chúng ta cần lại đi nhìn một chút tam nhãn thiếu niên tiền bối. Sau đó, cùng hắn tiến hành cuối cùng một ván đánh cược. Thắng lợi về sau, liền có thể để tam nhãn thiếu niên tiền bối ra tay giúp đỡ, nghiên cứu nếu như đem nho ra thánh nhân chi nhãn cùng bất hủ phì kình kim đan dung hợp hạng mục. Đây là sau cùng tán tài vương tọa đánh cược. Bá, đối ma đế, ngạc nói, ngươi còn có thể lần nữa trở thành chúng ta tiền đặt cược. Ma đế, ngạc, ngọa thảo, các ngươi còn tới. Có hết hay không a? Thu được, bá thiện kéo lên ma đế. Ngạc, cùng bá, cùng một chỗ. Rời đi lôi trì.
tán tài vương tọa tiểu thế giới bên trong. Tam nhãn thiếu niên tiền bối mặc quần bơi, nằm tại trên bờ cát. Tiền bối, chúng ta tới tiến hành cuối cùng một ván tiền đặt cược đi. Từ chúng ta thay thế bản thể đến, có thể chứ? Bá Thiện xa xa kêu lên. Lần này ngươi lại nghĩ từ trên người ta hao thứ gì? Tam nhãn thiếu niên tiền bối cũng không quay đầu lại, uể oải trả lời. Bá Thiện, như thế không có đấu trí, đây không phải ta biết tam nhãn thiếu niên tiền bối a. Tại bá tống nhận biết bên trong, tam nhãn thiếu niên tiền bối luôn luôn là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, vô luận thua nhiều ít lần, lần sau hắn đều sẽ mang theo lòng tin tất thắng lần nữa tỉnh lại. Nhưng trước mắt tam nhãn thiếu niên tiền bối, tựa như là bị người thay thế đồng dạng. Không có chút nào đấu trí có thể nói. Tam nhãn tiền bối, ngài làm sao rồi? Bá Thiện cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bá Tống đạo hữu không cần lo lắng, lão gia hắn chỉ là đại di phu tới trong mắt quản gia bưng nước trà ra, vì Bá Thiện cùng bá. Đồng thời đưa lên tiên trà. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Đại di phu, Bá Thiện khóe miệng co giật. Cửu u chúa tể còn có loại này thiết lập. Không cần không có ý tứ, to gan nói ra, lần này nghĩ từ trên người ta hao bảo vật gì. Tam nhãn thiếu niên tiền bối tại trên bờ cát chờ mình, nhìn về phía Bá Thiện. Tiền bối ngài vì sao không có một tia đấu trí? Bá, hỏi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối ngẩng đầu vọng thiên, dù là lại có đấu trí người, cũng không nhịn được các ngươi một tháng qua hao ta một lần lông dê a. Trước kia ta liền xem như thua, cũng có mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm. Hơn ngàn năm thời gian đến điều chỉnh tâm tính. Thời gian lâu như vậy, dù là ta lần trước thua lại thảm, tâm tình của ta cũng có thể điều chỉnh trở về. Nhưng người đây, người cách mỗi một tháng đúng giờ đến đưa tin một lần. Mà lại, lần này liền một tháng thời gian cũng không cho ta. Người để ta làm sao có đấu trí. Bá Thiện trên mặt lộ ra thần tình lúng túng điểm ấy, hắn thật không nghĩ tới. Người kiên cường nữa, cũng cần thời gian đi liếm vết thương. Bản thể hao lông dê hao chính là quá chịu khó chút. Bất quá, tiền bối ngươi trái lại ngẫm lại, lần này là chúng ta cùng tiền bối ngài một lần cuối cùng đánh cược. Cược xong lần này, ngài liền có thể nói với chúng ta bái bai, vừa nghĩ như thế, có thể hay không vui vẻ một điểm. Bá Thiện quan tâm nhân tâm, từ một cái góc độ khác khuyên giải nói. À, ngươi kiểu nói này, tựa hồ thật là có điểm đạo lý. Tam nhãn thiếu niên tiền bối từ trên bờ cát ngồi dậy. Kém chút đều quên, đây là hắn cùng bá tống cuối cùng một ván đổ ước. Nghi thức sau khi hoàn thành, bá tống nghĩ lại hao hắn lông dê, cũng không có cơ hội. Mà lại, lần này bản thể không có tới, chúng ta là phân thân, phải cùng bản thể sẽ có khác nhau. Bá Thiện lại nhắc nhở. Tam nhãn thiếu niên tiền bối vỗ vỗ trên quần hạt cát, đứng lên. Trên bầu trời, ánh nắng bắt đầu tươi đẹp. Trong mắt quản gia ngẩng đầu ngắm nhìn ánh mặt trời chói mắt quá sáng lạn, rực rỡ như vậy ánh nắng, đối với nó không quá hữu hảo. Thân là trong mắt quái, thân thể của nó cần đại lượng thủy phân. Mà quá mức sáng lạn ánh nắng sẽ bốc hơi thân thể nó thủy phân giá trị. Quả nhiên, vẫn là đâm đâm lão gia bành trướng tâm thái, để hắn cảm xúc đánh cái gãy xương đi. Lão gia, đây cũng là ngươi một lần cuối cùng thắng bá tống đạo hữu cơ hội. Một khi ngươi thua, vậy ngươi và bá tống ở giữa đổ ước chính là toàn bại không thắng. Mà lại tương lai, ngươi rốt cuộc không có cơ hội sửa đổi cái kỷ lục này. Trong mắt quản gia Thiện Lương nhắc nhở. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Nguyên bản ánh mặt trời sáng rỡ, hơi có chút thu liễm. Khục, lần này các ngươi bản thể muốn cái gì? Tam nhãn thiếu niên tiền bối ho nhẹ một tiếng, hỏi. Lấy bá tống đạo hữu nước tiểu tính. Khẳng định là lại muốn từ hắn cái này cần đến một vài thứ, mới có thể thí điên tới tìm hắn. Quả thực đem hắn xem như là bảo vật rút ra kho. Bản thể gần nhất đang nghiên cứu một cái đầu đề, đem một đôi nho ra thánh nhân chi nhãn dung hợp đến bất hủ phì kình kim đan bên trong đi, đem cả hai hợp làm một thể. Bá Thiện lên tiếng nói. Tự ngã thi bá, nói tiếp, đang nghiên cứu quá trình bên trong, chúng ta gặp được một chút kỹ thuật bên trên nan đề. Cần phải có người cung cấp liên quan tới trong mắt kỹ thuật ủng hộ. Mà tam nhãn tiền bối ngài là chư thiên vạn giới bên trong, đối trong mắt nghiên cứu sâu nhất tiền bối. Cho nên, chúng ta nghĩ xin ngài giúp bận bịu tiến hành hạng mục này nghiên cứu. Bá Thiện tổng kết nói, đây chính là chúng ta đổ ước mục tiêu, không biết tiền bối ngài có phải không đồng ý. Một đôi nho ra thánh nhân chi nhãn,
Tam nhãn thiếu niên tiền bối nghe đến đó lúc, lập tức có chút tâm động. Đây là muốn mời hắn nghiên cứu thánh nhân chi nhãn sao? Không ổn, cái này đề nghị đâm trúng nội tâm của hắn manh điểm rồi. Nho ra thánh nhân chi nhãn, bá tống chắc chắn sẽ không lấy ra làm tiền đặt cược, cũng chú định không cách nào bị hắn cất giữ. Cho nên hắn nghĩ xâm nhập tiếp xúc cái này đối thần nhãn, tựa hồ chỉ có hiệp trợ nghiên cứu như thế một cái đường tắt. Như thế bổng thánh nhân chi nhãn, đã không cách nào cất giữ, cái kia sờ sờ, nghiên cứu một chút cũng rất tuyệt a. Cho nên, ta ván này muốn hay không cố ý nhường, bại bởi bá tống tam thi phân thân. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nội tâm rối rắm. Mà lại, tại sao phải đem chuyện này xem như đổ ước mục tiêu a? Bằng vào chúng ta ở giữa giao tình, loại chuyện nhỏ nhặt này, trực tiếp mời ta không được sao? Làm gì vẽ vời thêm chuyện? Xem ở một đôi nho gia thánh nhân chi nhãn trên mặt mũi, tam nhãn thiếu niên tiền bối nội tâm lặng lẽ đem chính mình cùng bá tống hữu nghị giá trị tăng lên rất nhiều, đại khái tăng lên nguyên bản gấp 5-6 lần bộ dáng. Khục, được, ta đáp ứng các ngươi vụ cá cược này. Tam nhãn thiếu niên tiền bối trả lời, vậy các ngươi tiền đặt cược đâu? Tiền đặt cược, vẫn như cũ là sống lấy ma đế có thể không? Tự ngã thi bá, chỉ ma đế ngạc. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Tốt qua loa cảm giác. Nhưng là, xem ở một đôi nho gia thánh nhân chi nhãn trên mặt mũi. Thỏa, tam nhãn thiếu niên tiền bối gật đầu nói. Ma đế ngạc. Luôn cảm giác tại như vậy một nháy mắt, hắn từ tam nhãn chúa tể trên thân nhận được ghét bỏ hương vị. Hắn đường đường trường sinh ma đế đại lão, thậm chí ngay cả làm cái tiền đặt cược cũng không đủ tư cách rồi. Thật là khó chịu. Tiền bối kia, lần này đánh cược muốn làm sao tiến hành? Bá thiện lên tiếng hỏi. Ngươi am hiểu cái gì? Tam nhãn thiếu niên tiền bối trực tiếp hỏi nội tâm của hắn đã quyết định nhường, cho nên nghĩ lấy trực tiếp đi cái quá trình. Ta am hiểu, ân, ta là bản thể thiện thi, cùng bản thể đồng dạng có được đại công đức, cũng tận lực kế thừa bản thể thiện một bộ phận. Cho nên, ta đối công đức, thánh quang, làm người tốt, làm việc thiện sự tình đều rất am hiểu. Bá thiện thành thật trả lời. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lần nữa lộ ra ghét bỏ thần sắc. Vốn còn muốn cùng bá thiện so một lần đối phương am hiểu đồ vật, nhưng nghe đến những hạng mục này về sau, tam nhãn tiền bối liền tuyệt ý nghĩ này. Hắn đường đường cửu u chúa tể, chẳng lẽ muốn so ngưng tụ thánh quang, ngưng tụ công đức chi lực? Phi! Ngươi lại am hiểu cái gì? Tam nhãn thiếu niên tiền bối nhìn về phía bá tống tự ngã thi. Tự ngã thi bá, ta am hiểu để người không nhớ được ta. Ngươi tên gì? Tam nhãn thiếu niên tiền bối hỏi. Tự ngã thi, bá thể. Đây không phải rất tốt nhớ nha. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, bá bản. Tự ngã thi. Hắn hiện tại là trên thế giới có thể nhất lý giải cửu châu nhất hào quần bên trong túy ngư cư sĩ người. Quyết định, lần này, chúng ta liền so trí nhớ đi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đề nghị. Bá thiện nghi hoặc hỏi, so trí nhớ, cái này muốn làm sao so? Dưới tình huống bình thường, người tu luyện trí nhớ đều mạnh phi thường. Đã gặp qua là không quên được loại chuyện này, tại 2-3 phẩm lúc liền có thể làm được. Mà thực lực đến trường sinh giả cảnh giới về sau, đại não vận chuyển tốc độ nhanh đến không cách nào miêu tả. Liền lấy bá tống bản thể hiện tại trạng thái đến nói đi, hắn trường sinh giả cấp bậc nguyên thần tinh thần lực quét ngang qua về sau, liền có thể đem toàn bộ hiện thế trên địa cầu phát sinh tất cả, đặt vào tinh thần quan sát phạm vi bên trong, nhìn rõ vạn vật. Mà phàm là tại nguyên thần quét hình phạm vi bên trong phát sinh mọi chuyện, bản thể đều có thể dựa vào ký ức đưa chúng nó một mực ghi nhớ. Cho dù là gió thổi cỏ lay, đều có thể một tia không kém. Trường sinh giả cảnh giới, sớm đã có thể làm được rất nhiều nhân loại thần thoại bên trong, chỉ có thần linh mới có thể làm đến sự tình, thậm chí có thể so sánh đại bộ phận trong truyền thuyết thần thoại thần linh, làm càng xinh đẹp. Chỉ cần trường sinh giả nguyện ý, phù hộ mưa thuận gió hòa, vô tai vô nạn, đồng thời nháy mắt tiếp thu ngàn vạn người khác biệt cầu nguyện, cũng từng cái cho ra đáp lại, đều có thể làm được. Cho nên, cảnh giới đến trình độ nhất định về sau, phổ thông trí nhớ tranh tài hạng mục khẳng định không cách nào phát huy được tác dụng. Cái gì ngẫu nhiên số lượng ký ức, chiều tượng hình ảnh, tên người ảnh chân dung loại hình tranh tài hạng mục, đối trường sinh giả cảnh giới tồn tại đến nói, một mắt đi qua, liền có thể triệt để ghi lại, cái gì cũng không biết bỏ sót. Trừ phi đi so với ai khác có thể trước ghi nhớ điếu ngư cư sĩ đạo hiệu.
bất quá so cái này, cuối cùng có thể sẽ lấy thế hòa kết thúc. Chúng ta muốn so lời nói, khẳng định không thể so sánh phổ thông hạng mục, để ta suy nghĩ thật kỹ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối mở rộng hai tay, trong mắt quản gia tiến lên vì hắn phủ thêm một kiện ngoại bào. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đi vào bá thiện cùng bá bản bên cạnh, móc ra cái ghế của mình nằm xuống. Trong mắt quản gia lại vì lão gia dâng lên tiên trà. Mặc dù nó một mực đâm lão gia tâm, nội tâm còn muốn lấy đi ăn máng khác, nhưng tại kỳ vị, mưu kỳ sự, tẫn kỳ trách. Quản gia ứng tận nghĩa vụ, nó đều có thể xinh đẹp đem hoàn thành. Bá thiện mắt không chấp nhìn qua tam nhãn thiếu niên tiền bối. Lúc đầu nghĩ lấy dùng phong ấn cảnh giới thủ đoạn, gia tăng tranh tài thú vị tính. Nhưng người bây giờ đã trường sinh giả cảnh giới, phong ấn lời nói vô cùng phiền phức. Hơn nữa còn phải lãng phí ta tài liệu quý hiếm. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, đột nhiên liền cảm giác trong tay trà không thơm. Lần trước cùng bá tống so tài lúc, gia hỏa này vẫn chỉ là bát phẩm huyền thánh A. Lần này vừa về đến, liền nhảy đến trường sinh giả cảnh giới. Trung gian bình thường kiếp tiên cảnh giới đâu? Kiếp tiên cảnh giới bị ăn sao? Nghĩ đến đây sau đó, tam nhãn thiếu niên tiền bối liền cảm giác trái tim đau nhức. Lão gia, lấy bá tống cảnh giới bây giờ, muốn so ký ức, nhất định phải tại ký ức hạng mục bên trên đạt tới một cái cực hạn, vượt qua trường sinh giả có thể chứa đựng cực hạn. Trong mắt quản gia ở một bên nhắc nhở. Tam nhãn thiếu niên tiền bối xoa cằm, tỉ như giống bá tống lần trước chư thiên vạn giới, nháy mắt hồi phục chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện đặt câu hỏi, cũng làm ra giải đáp sau đó so tài một chút ai có thể đem càng nhiều vấn đề cùng đáp án đều nhớ kỹ. Lần trước bá tống đột nhiên kết nối chi tiết của hắn kho, lượng lớn tin tức xung kích, làm hắn đều sọ não đau nhức. Chư thiên vạn giới lớn biết bao, chư thiên vạn giới người tu luyện một hơi đồng thời đặt câu hỏi toàn bộ vào tới, chênh lệch để khiến tam nhãn thiếu niên tiền bối đều đứng máy. Nhưng bá tống hiện tại đã mất đi tư cách, hắn đã không có cách nào nhân tiền hiển thánh, sau đó cho chư thiên vạn giới người tu luyện đặt câu hỏi, trả lời cơ hội. Trong mắt quản gia nổi lên hạ cảm xúc, đề nghị, cho nên ta cảm giác, không bằng đem lão gia ngươi từ thái cổ đưa đến hiện tại ký ức, toàn bộ lấy ra, hóa thành tranh tài hạng mục. Lão gia từ thái cổ lên đến nay ký ức, sao mà khổng lồ, là liền trường sinh giả cũng vô pháp nháy mắt dung nạp hấp thu ký ức lượng. Trước khích lệ lão gia một đợt, làm nền. Chúng ta có thể so tài bên dưới, bá tống có thể hay không tại trong vòng thời gian quy định, đem tất cả ký ức đều nhớ kỹ. Sau đó lại căn cứ lão gia ký ức, ngẫu nhiên đưa ra một vài vấn đề, khảo hạch bá tống có thể hay không trả lời chính xác. Trong mắt quản gia càng nói càng thoải mái. Nếu như lão gia thật làm như vậy, lão gia kia tất cả ký ức đều hiện ra ở bá tống trước mặt, hắn cùng bá tống ở giữa sẽ không còn có thể nói. Ngẫm lại liền cảm giác rất thú vị. Thậm chí trong mắt quản gia liền khảo hạch bá tống vấn đề đều đã nghĩ kỹ hình thức ban đầu. Tỷ như, lão gia cái này luyến mắt đam mê đời này đến cùng góp nhặt nhiều ít con ngươi. Lại tỷ như, lão gia từ khi mở đánh cược về sau, đến cùng thua bao nhiêu lần. Thậm chí có thể mảnh nhập hỏi thăm lão gia tại năm nào đó tháng nào đó bại bởi ai. Còn có lão gia mối tình đầu là ai? Hai luyến bộ dạng dài ngắn thế nào? Ba luyến là chủng tộc gì, mọc ra vài đôi con mắt. Nghĩ tới đây lúc, trong mắt quản gia liền có chút không kịp chờ đợi. Ta cảm giác có thể được, bá thiện gật đầu nói hắn đối tam nhãn thiếu niên tiền bối ký ức cũng cảm thấy rất hứng thú. Nói không chừng còn có thể từ đó nhìn thấy tam nhãn thiếu niên tiền bối trường sinh pháp áo nghĩa đâu. Người nghĩ thì hay lắm, tam nhãn thiếu niên tiền bối lật ra ba cái khinh khỉnh. Trí nhớ của nó cũng không chuẩn bị đối với bất kỳ người nào công khai. Bất quá, quản gia đề nghị ngược lại là cái biện pháp không tệ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối ánh mắt rơi vào tiền đặt cược ma đế trên thân, người sống bao lâu? Ma đế ngạc. Đây là đánh ta chủ ý. Ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Trở thành tiền đặt cược đã rất cực kỳ tàn ác, các ngươi bây giờ lại còn muốn dùng ta ký ức làm đổ ước hạng mục, các ngươi đến cùng muốn làm sao làm ta mới cam tâm. Hai người các ngươi ác ma. Không đúng, trước mắt hai cái này, đều là cửu u chúa tể. Nói bọn hắn là ác ma, quả thực là đang khích lệ bọn hắn thiện lương. Hai người các ngươi không nhân tính cửu u chúa tể. Tiền đặt cược ma đế hắn cùng nho gia thánh nhân một thời đại, mà lại so nho gia thánh nhân muốn trẻ tuổi rất nhiều. Bá bản tại bên cạnh nhắc nhở.
hắn nhớ kỹ tiền đặt cược ma đế là tại chứng đạo trường sinh về sau, liền không kịp chờ đợi đi khiêu chiến Nho Gia thánh nhân, kết quả bởi vì quá phách lối, chọc giận thánh nhân, bị án lên mặt đất ma sát về sau, còn bị lắp đặt cái vĩnh cửu hình phong ấn. Nói cách khác, là viễn cổ thời kỳ tiếp cận cuối cùng thời đại sao. Quá ngắn, dạng này ký ức chiều dài không đủ để trở thành đổ ước hạng mục. Tam nhãn thiếu niên tiền bối ghét bỏ nói. Ma đế ngạc. Cảm giác chính mình lại bị khinh bỉ rồi. Vì cái gì rõ ràng không cần lại trở thành đổ ước hạng mục, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có loại cảm giác mất mát. Cái kia muốn hay không dùng ta bản thể ký ức làm đánh cược hạng mục. Bản thể trong trí nhớ, có một ít đồ vật vẫn là rất khó nhớ. Bá Thiện lên tiếng nói. Miễn đi, ta không muốn thể nghiệm trí nhớ của ngươi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối khoát tay áo. Hắn nhớ kỹ Bá Tống ngắn ngủi một năm tu luyện ký ức bên trong, bao hàm rất nhiều tử vong thể nghiệm, thống khổ kinh lịch. Tiếp xúc những ký ức này đi ghi nhớ bọn chúng, quả thực là một loại tự ngược. Đã từng hắn đã bị Bá Tống thống khổ nhẫn nại hố qua một lần, thông minh cửu u chúa tể sẽ không rơi vào cùng một cái hố bên trong. Cho nên, hay là dùng lão gia ký ức đi, lão gia người cũng có thể đem ký ức biên tập một chút. Trong mắt quản gia bắt đầu lửa cháy thêm dầu. Thành thục quản gia, sẽ không nhẹ nhàng từ bỏ. Lão gia người có thể đem trong trí nhớ của mình một chút không tiện biểu hiện ra tư ẩn cho biên tập tuột, thậm chí người cũng có thể nửa thật nửa giả, đem một chút ký ức tình cảnh cho sửa chữa một chút. Dù sao, chúng ta chỉ là muốn một đoạn to lớn ký ức dùng để làm đánh cược hạng mục nha. Trong mắt quản gia nói bổ sung. Nó đã ẩn ẩn phát giác được nhà mình lão gia đang suy nghĩ đề nghị này. Lại âm thầm lửa cháy thêm dầu một chút, cái này đỉnh mục liền thành. Tam nhãn thiếu niên tiền bối hai tay khoanh, chống tại cái cằm, rơi vào trầm tư. Bá Thiện, Bá Tống tự ngã thi, trong mắt quản gia, tiền đặt cược ma đế đều mong đợi nhìn chằm chằm tam nhãn thiếu niên, chờ mong quyết định của hắn. Có lẽ, ta chỗ này có một kiện đồ vật, có thể trở thành lần này đánh cược hạng mục. Tam nhãn thiếu niên tiền bối suy tư một lát sau, lại đưa ra một cái mọi người ngoài ý muốn đáp án. Làm nửa ngày, tam nhãn chúa tể cũng không quyết định dùng trí nhớ của chính hắn kho. Làm trong mắt quản gia tâm tình đều có chút xa xút. Ta có một kiện sen lẫn pháp khí, lúc này hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Trong mắt quản gia sững sờ, lão gia ngươi còn có sen lẫn pháp khí. Loại chuyện này, vì cái gì ta không có chút nào biết. Lão gia bí mật nhỏ vậy mà giấu như thế tốt. Ta là chư thiên vạn giới cái thứ nhất cửu u chúa tể, chuyện này, tin tưởng các ngươi cũng đã biết. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đưa tay trong hư không nhẹ nhàng vừa gõ, có một cái tiểu không gian bảo khố bị mở ra. Bá Thiện hiếu kỳ ngẩng đầu hướng cái này tiểu bảo khố bên trong liếc nhìn. Sau một khắc, hắn thiếu chút nữa bị sáng mắt mù. Tam nhãn thiếu niên tiền bối là cái hào, điểm ấy Tống Thư Hàng đã biết từ lâu. Dù sao, giống tiền bối dạng này có thể đem đông đảo tài liệu quý hiếm, bảo vật xuất ra đi cùng người khác đánh cược, đồng thời còn mở tán tài vương tọa nghi thức ra bên ngoài đưa bảo vật, trong nhà không có mỏ làm sao chống đỡ nổi sao. Những năm qua tán tài vương tọa bên trong đưa ra ngoài những cái kia một cửu phẩm bảo vật, đối tam nhãn thiếu niên tiền bối đến nói, đều chỉ là cần định thời gian thanh lý rác rưởi. Chân chính có thể bị hắn thấy vừa mắt, cũng cất giấu bảo vật, mới thật sự là chân phẩm. Bên trong bảo vật quý giá, Bá Thiện trên cơ bản không biết cái nào, nhưng chỉ là nhìn xem liền cảm giác quý bất khả ngôn mặt khác, tại tiểu bảo khố một góc, tựa hồ còn có rất nhiều trong mắt bị chân quý bảo hạp từng cái chứa. Tam nhãn thiếu niên tiền bối từ chính mình bảo khố trong không gian nhỏ lấy ra một cái bị sương mù bao phủ cái bình. Đen nhánh, tà ác sương mù, không ngừng từ trong bình tràn ra, lại bị cái bình thu nạp trở về. Lặp đi lặp lại tuần hoàn. Đây là vật gì? Tự ngã thì Bá thể nghi hoặc hỏi. Đồng thời, hắn cùng Bá Thiện không tự chủ được lui về sau một bước, bản năng tại nói cho bọn hắn, không cần tiếp xúc quá gần cái bình này. Đây là ta thân là chư thiên vạn giới cái thứ nhất cửu u chúa tể sen lẫn pháp khí. Nói đúng ra, ta đối ứng thiên đạo sở dĩ sẽ mân mê ra cửu u chúa tể đến, cũng cùng cái này đồ vật nguyên hình có quan hệ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cảm khái nói. Đời thứ nhất thiên đạo phi thường thần bí. Xóa đi tự thân tất cả tin tức. Mà lại, đời thứ nhất thiên đạo, cũng không có đối ứng cửu u chúa tể. Tại tam nhãn chúa tể xuất hiện trước đó, cửu u thế giới vẫn là thái cổ ma hải thế giới,
phi thường hỗn loạn, không có quy tắc. Mãi cho đến thiên đạo tam nhãn thượng vị sau thật lâu, mới tại cái nào đó thí nghiệm bên trong mân mê ra cửu u chúa tể loại này tồn tại. Mà tại thiên đạo tam nhãn mân mê ra cửu u chúa tể về sau, cửu u chúa tể liền bị thiên đạo quy tắc chỗ khẳng định, cũng truyền xuống đời này tới đời kia. Trên cơ bản, mỗi một đời thiên đạo đều là sẽ làm sự tình tuyển thủ. Tam nhãn thiên đạo kỳ thật cùng thiên đạo ban văn long có chút tương tự, hai người đều là kiệt xuất phát minh hình thiên đạo. Thiên đạo thuốc nhỏ mắt, đạo khí mọc mắt tinh cầu, cửu u chúa tể. Đây đều là tam nhãn thiên đạo tác phẩm. Hắn nguyên hình là cái gì? Tự ngã thi bá thể lại hỏi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đưa tay, tại bình nhỏ bên trên khẽ vỗ, sau đó từ trong bình tung ra một cái chất liệu đặc thù độc nhãn tới. Tà ác độc nhãn rơi vào tam nhãn thiếu niên tiền bối trong lòng bàn tay, nó nhẹ nhàng chuyển động về sau, khóa chặt tam nhãn thiếu niên tiền bối thứ tam nhãn vị trí. Nơi đó, vốn nên nó ngốc hốc mắt. Hắn nguyên hình lai lịch, các ngươi cũng không xa lạ gì. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, là cái kia bị bá tống đạo hữu xưng là hắc long thế giới đặc thù thế giới. Mỗi một giới thiên đạo, hoặc là có được tranh đoạt thiên đạo tổng quyết tái tư cách thành viên, tại chứng đạo trước tựa hồ cũng lại bởi vì một ít nguyên nhân, tiến vào hắc long thế giới, cũng ở nơi đó cắm trụ. Thứ nhất thiên đạo, tam nhãn, ban ban long, hà chỉ ma đế, nho gia thánh nhân, đều từng tại nơi đó lưu lại qua dấu chân. Bất quá hà chỉ ma đế có chút đặc thù, hắn là tranh đoạt thiên đạo thất bại về sau, mới tiến vào hắc long thế giới. Hắc long thế giới có hoàn chỉnh hiện thế hệ thống, đồng thời có đối ứng cổ u thế giới. Mà tại cổ u thế giới bên trong, lại có một tôn cổ u ý chí tập hợp thể tồn tại. Mà cái kia, có lẽ chính là ta đối ứng thiên đạo, mân mê cửu u chúa tể thí nghiệm thời cơ. Tam nhãn thiếu niên giải thích nói. Bất quá, cổ u ý chí tập hợp thể có thể là bởi vì thiên địa không trọn vẹn hoặc là nguyên nhân khác, từ trước mắt đến xem, hắn hoàn thiện trình độ so ra kém cửu u chúa tể. Cửu u chúa tể nhìn qua, tựa như là cổ u ý chí tập hợp thể thăng cấp bản. Mà cái này xen lẫn pháp khí nguyên hình, hẳn là ta đối ứng thiên đạo, từ hắc long thế giới cổ u bên trong mang ra vật nào đó. Món đồ kia, tại kinh lịch rất nhiều thí nghiệm về sau, cuối cùng tại cửu u thế giới bên trong đã đản sinh ra ta. Tam nhãn thiếu niên tiền bối giải thích nói. Cùng về sau cửu u chúa tể khác biệt, tam nhãn thiếu niên tiền bối sinh ra lúc, hắn đối ứng thiên đạo tam nhãn đã sớm chứng đạo. Cho nên, hắn phân liệt đạt được ký ức. Cũng cùng hậu kỳ cửu u chúa tể có chỗ khác biệt, cũng không phải là lấy thiên đạo tam nhãn chứng đạo thời gian điểm vì ký ức điểm phân cách. Tam nhãn thiếu niên tiền bối kho ký ức bên trong, mơ hồ còn có một số liên quan tới thiên đạo tam nhãn chứng đạo sau bộ phận tin tức. Bất quá về sau theo tam nhãn thiên đạo học thứ nhất thiên đạo như thế, xóa đi tự thân tin tức số liệu về sau, tam nhãn thiếu niên tiền bối kho ký ức bên trong thiên đạo tam nhãn tin tức, cũng nhận quấy nhiễu. Thậm chí, tự liền hắn quá khứ ký ức kỳ thật cũng nhận ảnh hưởng. Trong lúc đó, vì giống thứ nhất thiên đạo như thế, xóa đi tự thân tin tức số liệu, tam nhãn thiên đạo còn âm thầm đối nhãn UU làm qua một chút rất quá đáng thí nghiệm liền cùng thiên đạo bạch đối bạch tiền bối âm thầm một cắt. Những thí nghiệm này, chính nhãn UU không có ấn tượng, dù sao thiên đạo trong bóng tối làm việc. Nhưng hắn cái này xen lẫn pháp khí lại đều ghi xuống. Tại ta cái này xen lẫn pháp khí bên trong, liền ghi chép rất nhiều ký ức. Trong đó đại bộ phận cùng ta có quan hệ, vừa vặn, có thể trở thành lần này đánh cược so tài hạng mục. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Cái kia không cùng lão gia chính ngươi kho ký ức giống nhau sao? Trong mắt quản gia mộng bức nói. Không, vẫn là có chỗ khác biệt. Tam nhãn thiếu niên tiền bối khoát tay áo. Sau đó, hắn nhìn về phía bá thiện, thế nào? Tất cả nghe theo tiền bối an bài. Bá thiện gật đầu đồng ý. Được, cái kia tất cả đều nghe ta. Ta chọn cái lương thần cát nhật, cho người tìm hộ hảo nhân ra, người liền an tâm trở lấy xuất giá đi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cởi mở cười nói. Bá thiện, lão gia, ngài cái chuyện cười này quá lạnh, ta đông có điểm cương. Bên cạnh tròng mắt quản gia nhỏ giọng tất tất nói. Nó vừa dứt lời, liền bị tam nhãn thiếu niên tiền bối tiện tay một mâu đính tại trên mặt đất, máu tươi trôi đầy đất. Gần nhất lão gia tính tình càng lúc càng lớn, động một chút lại trực tiếp vật lý lên đâm hắn tâm, quá nóng nảy. Dạng này không tốt. Thân là một cái ưu tú quản gia, nó cảm giác chính mình hẳn là phải nghĩ biện pháp điều tiết bên dưới lão gia trạng thái, cải thiện hắn táo bạo tâm tính.
Nếu không, lên ăn liệu đi. Trong mắt quản gia thầm nghĩ trong lòng, nó phải đi điều tra thêm, cửu u chúa tể ăn cái gì thuốc, sẽ tương đối dễ dàng ngủ gà ngủ gật. Người chỉ cần mệt dã rời đến cực hạn, liền sẽ biến lười biếng, táo bạo tính tình cũng có thể được cải thiện. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lại ho nhẹ một tiếng, nói, đã ngươi đồng ý. Không, ta không lấy chồng. Bá thiện vội vàng nói. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Ta trước đó là đang nói đùa, nhưng ta hiện tại là tại nghiêm túc liêu chủ đề A. Ngậm miệng, nghe ta giảng lần này thí luyện quy tắc. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Tự ngã thi bá, vội vàng bưng kín bá thiện miệng tam nhãn tiền bối hôm nay nhìn rất táo bạo dáng vẻ, có thể là thật đến đại di phu. Ta xen lẫn pháp khí bên trong, tồn trữ lấy một đoạn ký ức đồng dạng vô cùng to lớn, không thể so ta kém bao nhiêu. Mà lại bởi vì nó không phải sinh vật, đọc đến ký ức phương thức cũng cùng sinh vật khác biệt, cho nên nó ký ức một việc phương thức, cũng khác với chúng ta. Tam nhãn thiếu niên tiền bối bắt đầu giới thiệu. Hắn xen lẫn pháp khí ánh mắt ký ức một việc, cũng không phải là theo thời gian trình tự, từ đầu tới đuôi đi ký ức. Nó thường xuyên nhớ cái mở đầu A, lại nhảy qua trung gian C, D khâu, trực tiếp nhảy đến E khâu, nhưng có thời gian lại sẽ từ G khâu lại đột nhiên không có dấu hiệu nào nhảy trở lại B khâu. Tóm lại, phi thường hỗn loạn. Nhưng chính nó hiển nhiên có một bộ đọc đến ký ức chuyên dụng chương trình, các loại hỗn loạn vô cùng ký ức, chính nó có thể chỉnh nhưng có thứ tự đưa chúng nó ghép lại. Trừ chính nó bên ngoài, ngoại bộ người đi đọc đến trí nhớ của nó, đều phi thường phí sức, đang học lấy ký ức đồng thời, còn cần có ghép lại ký ức công năng. Đọc lý giải môn này công khóa cũng nhất định phải mắc điểm. Khi thì cần nhờ chính mình não bổ kịch bản, khi thì muốn đem xáo trộn ký ức trình tự cho chỉnh lý sắp xếp, khi thì còn phải tỉ mỉ đi phẩm vị xen lẫn pháp khí tâm lý, đi suy nghĩ nó ký ức nội tại hàm nghĩa. Cái này không thể nghi ngờ cho Tống Thư Hàng khiêu chiến mang đến độ khó. Bá thiện một bên nghe, một bên âm thầm gật đầu chuyện này với hắn đến nói, cũng không tính quá khó. Bản thể của hắn Tống Thư Hàng thích xem sách, đặc biệt thích ngồi xổm ở thuê sách cửa hàng đi xem sách. Có thời gian thuê sách trong tiệm sách, một bộ sách sẽ bị người thuê đi trung gian mấy quyển, bản thể tại quan sát thời điểm, liền sẽ đứng trước thiếu sách khốn cảnh. Dần ra, bản thể bồi dưỡng được nhảy sách đọc năng lực. Thậm chí trình tự đỉnh ngược lại, trước nhìn 1, 2, 5. Lại quay đầu bổ 3, 4 cũng không trở ngại đọc thể nghiệm. Mà thân là bản thể tam thi hóa thân, hắn tự nhiên cũng kế thừa bản thể cái này cơ sở bản lĩnh. Tranh tài quy tắc như sau, ta cho ngươi thời gian nửa tiếng, đi tế phẩm xen lẫn pháp khí bên trong tồn chữ lấy trong trí nhớ cho. Nửa giờ sau, ta sẽ từ khổng lồ trong trí nhớ rút ra 50 cái vấn đề, ngươi đến trả lời. Tam nhãn thiếu niên tiền bối tuyên bố quy tắc. Trả lời nhiều ít cái tính đạt tiêu chuẩn. Bá thiện hỏi. Mỗi đề 2 điểm, trả lời 30, 60 điểm tính người đạt tiêu chuẩn. Toàn bộ trả lời, trừ phối hợp đi hiệp trợ ngươi nghiên cứu nho ra thánh nhân chi nhãn bên ngoài, ta còn có thể ngoài định mức còn đưa tặng ngươi một kiện bảo vật chân quý. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Bảo vật gì? Bá thiện nhãn tình sáng lên,